Mến chào tất cả các quý vị khán thính giả thân thương của kênh Truyện Đêm. Hôm nay, Hồng Huệ xin thay mặt tác giả Trường Thành Sơn đem đến cho quý vị và các bạn một câu chuyện tình mà ở đó Hiền, nhân vật nữ chính của tác phẩm, đã được Trường Thành Sơn xây dựng với một nét tính cách khá lạ so với mô típ quen thuộc lâu nay của các tác giả khác. Lạ cả về suy nghĩ, tính cách, quan niệm về cuộc sống, tình yêu và tình dục. Không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu, mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện của Trường Thành Sơn nhé. Cô đại cát cao sang lắm, bao giờ cũng mặc áo dài kiểu cũ, mọi thứ trang phục của Hiền đều đồng bộ, nghiêm chỉnh, nền nã. Chỉ ở nhà, ra chợ là cô mặc váy dài đến gót chân, đi thể dục, tập yoga thì mặc đồ thể thao kín cổng cao tường, một lối sống khắc kỷ, khép kín và mực thước. Cô giáo Hiền rất ít mỉm cười. Giờ học của cô Hiền, cả những đứa trò cứng đầu nhất cũng ngồi thẳng thớm, cả lớp lặng như tờ, chỉ có tiếng cô giáo giảng. Ở phòng nước giáo viên trong trường, cô chỉ tham dự những đề tài nghiêm chỉnh, với nét mặt luôn đứng đắn. Hễ chị em tán chuyện tình ái là cô lỉnh: "Tớ già rồi, chuyện ấy không hợp." Đúng tuổi, năm nay Hiền mới 38, nhưng cô luôn nhận nhiều hơn là 39 tuổi. Mấy giáo viên khác, cả nam lẫn nữ, dù hơn cô 2-3 tuổi, vẫn gọi Hiền là chị. Điều này không biết có phải vì cô luôn nghiêm túc đứng đắn và mẫu mực không? Có lẽ do Hiền tự xưng chị cả với người hơn tuổi mình, mãi rồi thành quen thôi. Hễ trường có hoạt động gì vui tươi là người ta né, không đưa Hiền vào danh sách, vì thể nào cũng bị cô từ chối. "Chị già rồi, tha cho chị nhé." Mấy người thậm chí hơn Hiền đến 10 tuổi vẫn tham gia các hoạt động, nhưng lại bảo: "Thôi, để bà già ấy nghỉ ngơi dưỡng lão." Từ ngày đưa con vào thành phố Hồ Chí Minh học đại học, cô ở một mình trong ngôi nhà lớn, thừa chỗ cho cả một đại gia đình. Vẫn đều đặn, mỗi ngày sáng Hiền đi thể dục với bộ thun thể thao khỏe khoắn, về đi dạy với bộ áo dài, chiều lặp lại y như buổi sáng. Sống một mình nên chỉ chủ nhật Hiền mới đi chợ. Ngày thường cô chỉ ghé quán dọc đường mua một bó rau để nấu 4 bữa. Có khi 2 ngày bếp vẫn lạnh, vì đôi khi chỉ một bánh mì không người lái hay cái bánh tẻ cũng xong bữa. Đã lâu rồi như vậy, không ai dám động đến thế giới riêng của Hiền. Mấy đứa em và cháu họ đều chạy mất dép, không dám tiếp xúc vì luôn bị cô, dì, mợ, thím Hiền phê bình nghiêm khắc. "Chúng mày ồn ào thế, chúng tao người lớn ai mà chịu được hả lũ quỷ, ăn ở bẩn như lợn, ai hầu chúng mày được hả?" Nhà Hiền được mọi người coi là sạch sẽ gọn gàng, chỉ một cái lá vàng rơi là được cô nhặt ngay. Có điều rất nhiều nơi cả tuần không ai bước chân đến, nên giao phong ẩm mốc vẫn sầm lược. Chuyện tình duyên của Hiền ít người tỏ tường, chỉ biết cô đã ly dị chồng 3 năm trước, hình như vì lý do chồng ngoại tình. Với ngoại hình có nét, Hiền trẻ hơn tuổi, nhiều người đánh giá cô đẹp, người ta chỉ chê trang phục Hiền lạc mốt nên không tôn được vẻ đẹp vốn có lên thôi. Hiền còn bảo: "Già rồi, đẹp cho ai nhìn mà phải lo chăm chút chứ." Thực tế vẫn có khá nhiều người tìm hiểu muốn chấp nối, nhưng Hiền lãnh cảm không hề rung động. Nhiều người thất vọng vì mối lái thất bại. Người đàn ông hơn cô đến 5 tuổi vẫn bị chê: "Thằng nhóc trẻ con ấy mà giới thiệu cho chị à? Chị có chết già cũng không lấy thằng tút tớt ấy làm chồng." Thế nên dân tình bảo Hiền kiêu căng. Người kiên trì nhất trong việc theo đuổi Hiền là một sếp ngành ngân hàng. Lúc đầu cô tiếp anh ta lịch thiệp, sau mệt mỏi quá Hiền từ chối thẳng. Thế là sếp kia bỏ cuộc sau cả năm theo đuổi khá tốn kém Hòa và Quà. Hòa thì cô cho mấy đứa giáo viên trẻ mang về nhà, Quà thì mấy đứa giáo viên cùng bộ môn giải tán luôn tại chỗ. Những thứ quà khác cô cũng cho tất, khi thì cho hàng xóm, khi thì tặng đồng nghiệp. Quà tặng Hiền chỉ có một tác dụng là làm buồn lòng người đã mang tặng, vì không những không vui khi được tặng quà, cô còn nhăn nhó khó chịu về việc ấy. Sự kiêu hãnh của Hiền đã thành giai thoại
ở cả cơ quan và khu dân cư. Mấy ông ở đường phố, suốt ngày sáng nhấm nháp cà phê đắng, chiều hít hà rượu quốc lủi cay, tất cả đều xoay quanh chuyện gái mú. Mỗi khi thấy Hiền đi qua là họ im bặt, cúi xuống hoặc giả vờ quay đi, cốt để giấu mặt. Đề tài bàn tán ấy của mấy sầu rượu hoàn toàn không có bóng dáng nàng Hiền, bởi dây vào cô là rước họa vào thân. Hơn thế, nàng còn phê bình quyết liệt người nào liều lĩnh động chạm đến mình. Có lần ông tổ trưởng dân phố đã hơn 50 tuổi, lỡ nói trêu đùa Hiền một câu, bị cô nhắc nghiêm khắc. Cậu lớn tuổi rồi, nhỏ nhít gì nữa hả? Nhăn nhăn nhở nhở, thế mà không xấu hổ ư? Phải đứng đắn, cần nghiêm túc cho các em, các cháu nó noi gương nhé. Đừng có tút tớt thế, người ta khinh cho. Có hiểu chị nói gì không đấy? Không ai dám đùa cợt, không ai dám dây vào cô, chỉ có dại. Thực ra có con bé Lan, giáo viên trẻ cùng tổ bộ môn với Hiền là trường hợp đặc biệt. Không hiểu sao nó được cô nhân nhượng cho phép trò chuyện như bạn bè. Có lẽ vì tính nó còn già hơn cả cô, trong khi tuổi sinh học nó trẻ hơn Hiền đến 15 năm. Bữa này đi dạy về, Hiền gặp sự cố nghiêm trọng. Ấy là cái xe máy tay ga lít màu đỏ của cô đi qua đoạn đường ngập nước, nửa bánh xe đã tắt lịm máy rồi không thể nổ được nữa. Cô khom lưng cố đẩy về nhà, mệt bở hơi tai. Thế mà có cậu thanh niên đi vượt qua hỏi, xe làm sao, có cần anh giúp không? Thay vì cầu cứu họ hỗ trợ, cô lại trả lời rắn như đinh đóng bê tông. Xem cái mặt thế nào mà dám xưng hô thế, hà thằng oắt con, đúng là lũ rành con vô học, hỗn hào. Cậu thanh niên khiếp vía vì chạm phải hũ mắm tôm rồi, nên phóng xe chuồn mất. Khi Hiền đã gần kiệt sức mới đẩy được cái xe về, ngang qua cái quán sửa xe gần nhà mình, thì họ đã nghỉ. Nhưng kìa, mày thế, anh thợ vẫn đang đứng trước quán, chắc định đóng cửa để đi đâu đó. Nhìn thấy Hiền đẩy xe, anh ta vội hỏi, chị cần sửa xe à? Vâng, xe tôi ngập nước giờ không nổ máy được cậu ạ. Để đấy. Anh ta mở rộng cửa, dắt Hiền vào, chỉ cho cô cái ghế rồi lôi dụng cụ ra kỵ cạch sửa. Hiền thì lúng túng vì bộ áo dài ướt sũng cả hai vạt cùng hai ống quần nên ngồi co ro một góc. Khổ nỗi mọi máy móc ở những chỗ tế nhị trên người Hiền cứ lổ lộ tơ hơ những đường cong, khiến cậu thợ không thể không nhịn. Cô cứ cố kéo che được chỗ này thì lại hở chỗ kia, còn anh thợ thì nhiều lúc cứ ngẩn tỏ te ra trước vẻ đẹp trời cho ấy. Chẳng biết gì về máy móc xe cộ, Hiền chỉ thấy anh thợ thoăn thoắt như múa quanh cái xe của cô. Nhưng dù mắt họ không chạm nhau, cô vẫn biết gã bị hút hồn vào những chỗ tấm áo cô dính bết vào người. Cảm giác những chỗ ấy nóng bỏng lên dưới ánh mắt chàng trai khiến Hiền cực kỳ khó chịu. Chẳng có cách nào khác, cô lấy cái cặp đựng giáo án che chắn bớt sự lộ liễu của các vòng. 10 phút sau, cái xe đã nổ máy được, khói mù mịt. Nhưng anh ta bảo, xe chị cả mấy năm, có khi hơn thế, mà từ ngày mua đến giờ, chưa hề được bảo dưỡng. À, ừ, vâng, đúng đấy cậu ạ. Tất cả đều xuống cấp long sòng sọc, dầu nhớt khô quánh, dây cua rơ mòn sắp đứt, phanh khô dầu và mòn má. Nếu chị cứ tiếp tục đi, có ngày sẽ khổ với nó đấy. Vậy phải làm sao cậu? Để xe lại đây tôi làm cho. Nhưng 2 ngày tới chị không có xe chạy đâu nhé. Ờ, thế... Hay là lấy xe của tôi đi tạm nhé. Tôi tên là Hạo. Vâng, thế thì tốt quá. Nhưng tốn kém nhiều không cậu? Anh thợ cười mỉm bảo, lừa tùy người thôi chứ, xinh thế này ai nỡ lừa. Hiền lở cái câu khiêu khích kia đi, nói giọng nghiêm chỉnh, cứ phải giao hẹn rõ ràng với chị rồi cậu mới được làm đấy nhé. Vâng ạ. Nói vậy, nhưng nhìn khuôn mặt chân chất của người thợ, cô thấy mình hình như hơi lố trước sự chân tình của cậu ta. Cô thầm nghĩ, có lẽ tại mình định kiến với những trò trí trá của thợ thuyền, nhưng anh này có vẻ không như vậy. Nhìn xe vào người, Hạo đoán chị ta đơn thân, vì nếu trong nhà có một người đàn ông, kể cả già hay trẻ con, thậm chí là người
lười nhác nhất thế gian cũng không thể để cái xe của con, của vợ, của mẹ, của chị, của em tệ đến thế được. Đối tượng khách này rất sợ bị lừa, vì bản thân không biết về kỹ thuật, cũng không rành về thương mại, thị trường. Anh nói rõ để chị ta khỏi lo bị lừa lọc. Bình thường, vào dầu nhớt và công xá khoảng 500.000 đồng. Nếu phải thay chi tiết nào, thì tôi tính tiền chi tiết đó, tổng cộng không quá 2 triệu đồng đâu. Để chị yên tâm, tôi sẽ nói trước giá từng chi tiết và lý do phải thay. Chị có đồng ý tôi mới thực hiện. Tôi thích như thế đấy. Vâng, tôi hiểu. Nếu chị không tin tưởng, thì tôi đưa danh mục vật tư, chị đến đại lý phụ tùng xe để mua các chi tiết về, tôi lắp giúp, chỉ tính tiền công thôi. Thấy cậu thợ có vẻ đàng hoàng, Hiên tỏ ra dễ dãi hơn. Vâng, thế cậu làm giúp nhé. Còn việc chị đi lại? Nhưng mượn xe của cậu, tôi không biết sử dụng, xe của cậu đi như thế nào nhỉ? Thì xe số nổ máy vào số 1, kéo tay ga lên, vào các số tiếp. Hiền nghe đã thấy ong ong. Từ ngày chuyển xe ga, cô không còn nhớ cách đi xe số nữa, nên nói thành thật. Lâu rồi, tôi không đi xe số, quên tiệt rồi. Thôi để tôi gọi xe ôm đến chở vậy. Chị là giáo viên đúng không? Lấy đâu ra nhiều tiền mà chơi sang thế, đi xe ôm được mấy ngày cơ à? Biết làm sao được. Thôi, để tôi đưa đón cho, lấy giá rẻ mà, bằng 30% giá xe ôm. Nhìn cậu ta, cô biết người này không phải loại lừa đảo, chắc chắn là người đàng hoàng tin tưởng được. Cô nghĩ, chắc chả sao cả, cậu ta thiện chí, mình cứ sổ lông nhím lên làm gì cơ chứ. Liếc vào trong nhà, Hiền thấy rõ, nhà anh ta không có bàn tay phụ nữ, vì dụng cụ vật tư vất lung tung, nhưng có tủ sách khá to. Một sự lai ghép kỳ cục. Có thể nói là sự trộn lẫn vô lý giữa cái luộm thuộm của thợ thuyền và cái cao sang của trí thức. Cô nói thật lòng nỗi băn khoăn. Phiền cậu quá, cậu còn thời giờ để làm ăn chứ? Không sao đâu ạ, tôi sẽ giao việc cho thợ phụ nên công việc không đình trệ đâu. Bây giờ tôi đưa chị về nhà nhé. Vâng, phiền cậu giúp. Tôi tên là Hiền, nhà ở số 378 đường này. Cũng chỉ cách khoảng 700 đến 800 mét, nhưng quần áo ướt thế này đi bộ phiền quá. Vâng, chị đợi tôi cất dọn dụng cụ, lấy xe đóng cửa vài phút. Được thôi. Hiền ngồi lên xe cho Hạo chở đưa về nhà, cố lánh xa để cơ thể mình không tiếp xúc với người anh ta. Vô tình, để khỏi rơi khỏi xe, cô chạm bám vào cánh tay cậu ta. Cảm giác tức thì là nó rắn chắc như một cây thép. Cô thoáng nghĩ trong đầu, mô hình người đàn ông mà mình thích giống thế này. Cơ thể rắn chắc, nói năng bốp chát nhưng thực lòng, đối nhân xử thế đàng hoàng tử tế. Người ta hay nói về những người thế này là xanh vỏ đỏ lòng. Nghĩa là nhìn bề ngoài xấu xí mất cảm tình nhưng tính cách rất hay, thậm chí tâm hồn rất phong phú. Đầu óc Hiền lại nghĩ lan man tận đầu tận đâu. Loại đàn ông mà tay nhẽo nhẽo, mặt bạc nhược, nói năng xun xoe hay nói năng cợt nhả, mình đều rất không có cảm tình. Mấy giáo viên nam trong trường, mình toàn gọi là thím vì tay nhẽo nhẽo như bún ấy. Cô nhớ lại đứa bạn gái đồng niên còn tán, đàn ông hình thức cứ phải phàm phu, dầu dìa tóc tay xồm xoàm, ăn nói sóng gió mới thích chứ. Thứ có mỗi làm giống mà động tác cử chỉ ẻo oạt, tay chân mềm như bún, tao thèm vào. Đứa khác bổ sung, ngoài ra đối với tao, người yêu hay chồng thì cũng phải thông minh, hiểu biết cuộc sống xã hội, trên mình một bậc. Loại nói một câu hài hước, đã không hiểu gì để cười, lại còn tin là thật thì vứt cho chó nó gặm còn hơn. Nghe mọi người nói vậy thôi, còn Hiên chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra bao giờ. Người ta bảo cô khô như ngói, chứ thực ra chính cô luôn cho điểm từng người đàn ông rõ ràng. Tự mình, Hiền biết một điểm không hay lắm trong tính cách mình là cô đã không thích người đàn ông nào thì cô giao tiếp lạnh như băng. Nàng Hiền lại nghĩ bụng, vế đầu, phàm phu, mạnh khỏe, rắn chắc, đĩnh đạc thì cậu này có rồi, hơi nhiều ấy chứ. Đối tượng này mình cũng ít gặp, tò mò quá, cậu ta có thông minh, hiểu biết không nhỉ?
nếu có cả vế sau thì được coi là người đã tiếp cận đến sự hoàn mỹ theo tiêu chuẩn của mình đấy. Thậm chí, trí tưởng tượng của Hiền còn đi quá xa, điều chính cô không nghĩ đến bao giờ. Đối tượng như vậy, có ít hơn 10 tuổi, mình cũng chuyển gọi là anh được ngay, kết thân bằng được. Sau đó thì tùy, mà người ta có thích mình không đã chứ? Người ngoài không hiểu, cứ tưởng Hiền coi tất cả lũ đàn ông là quân vô tích sự, không thèm để tâm, không cần tiếp xúc, không chấp nhận giao lưu, dù chỉ là uống cốc cà phê cùng. Không đúng như vậy, cô chỉ không chấp nhận loại lượn lờ ong bướm, ghét thói lèo lá lằng nhằng thôi. Còn để ý, nhận xét, ước muốn một người đàn ông của mình, cô vẫn có chứ. Chỉ là ngầm nghĩ một mình và không nói ra bao giờ, không bao giờ bàn luận, trao đổi về việc ấy thôi. Chưa có người như ý thì Hiên thả ở vậy, chết già, còn hơn gắn với một gã không hâm hâm chập chập thì lại rượu chè gái gú, thậm chí đần đến mức một câu đùa tinh tế cũng không hiểu, người ta chửi cho vẫn nhăn răng ra cười. Tiền bạc rủng rỉnh ư? Đối với Hiền không có miligam nào hết. Thực tế đấy, cái lão xếp ngân hàng tiền cả núi, lại bằng cấp cao, còn phong độ đẹp trai nữa, vậy mà Hiền đã từ chối thẳng. Cũng có người ác ý ngầm rủa Hiền, khó như bà chẳng thế, ế chồng, suốt đời nằm gãi ghẻ một mình là phải, đáng đời mụ bà la sát. Thật là oan, nhưng Hiền đâu có biết người đời rủa mình như vậy, cô vẫn sống, vẫn làm việc như thường đấy chứ. Có điều, tiêu chuẩn ý trung nhân của cô khác người lắm, cô bằng cấp, có địa vị, giàu có thì cũng chưa là gì, nhiều tuổi hay ít tuổi không ý nghĩa nhiều. Triệu phú chẳng hơn người tay trắng, quan chức oai vệ chẳng bằng một thằng bé mà có tư chất đĩnh đạc. Cái cô đánh giá là thực chất đàn ông tính, là ý chí vươn lên trong cuộc sống, là nghị lực vượt qua khó khăn ngáng trở trong cuộc sống, là sự tinh tế trong tâm hồn, chứ không phải cái vỏ xã hội người ấy khoác vào. Đến ông hiệu trưởng còn bị cô phê bình như học trò, trong khi tự cô chân thành xin lỗi cả học trò nhỏ kiện điểm bài kiểm tra, vì cô hiểu sai ý cậu nên chấm điểm không đúng. Người như anh chàng thợ sửa xe này sẽ bị rất nhiều người trong xã hội xếp hạng, tầng lớp dưới trong xã hội, thì anh có đủ những thứ để người ta ngại như dầu mỡ đầy quần áo chân tay này, anh có thu nhập thấp này, anh không được học hành bằng cấp chính quy này, địa vị xã hội anh thấp kém này, vân vân. Mà những thứ ấy họ coi là tầng lớp dưới. Nhưng cô không nghĩ như vậy, mới chỉ gặp, nói với nhau mấy câu mà linh cảm của Hiên cho rằng đây là người có tư chất mà mình tìm kiếm. Giờ này, Hiên luôn tin vào linh cảm trực giác của mình. Ấy là vì Hiên có cách đánh giá khác đa số phụ nữ. Khỏe mạnh, vững chắc như bức tượng đồng, nói đốp chát mà chân thật, chỉ cần kiểm nghiệm xem anh chàng này có thuộc dạng thông minh, hiểu biết không? Nếu có thì tuyệt, có thể thành bạn, thành tri kỷ hay thậm chí là bạn đời của cô được. Cảm nhận ban đầu về Hạo của Hiên là có cảm tình. Ngay khi cô nhìn anh chàng với cái cúc áo ngực mở phanh đầy phong trần, khi cô chạm vào cánh tay rắn chắc, khi cô nghe giọng nói hào sảng chân thật, chỉ vài câu đùa có chất trí tuệ của chàng, Hiên đã đánh giá cao. Anh hơn tay xếp ngân hàng có trong tay hàng trăm tỷ đồng, từng theo đuổi cô suốt cả năm trời rồi. Điều này với nhiều người khác sẽ là vô lý, khi điểm chấm cho anh thợ sửa xe máy dầu mỡ khét lẹt, mặt mũi nhèm nhuốc, đi cái xe máy quay tàu cũ kỹ, lại vượt qua ông xếp ngân hàng quần áo bóng lộn, tóc tai chải chuốt, đi xe ô tô hạng sang Audi Q8. Chỉ tính Hiền hiểu được cái điều này bởi cô không công khai nói ra tiêu chuẩn chấm điểm của mình mà luôn thầm nghĩ trong đầu thôi. Ở phía bên kia giới tuyến, cô đâu biết anh cũng có cảm tình với mình khi thấy dáng nàng chuẩn thể hiện qua kích thước những đường cong trên cơ thể, nữ tính thể hiện qua trang phục áo dài kiểu cũ. Nhưng anh tin chắc đây là người phụ nữ có cá tính mạnh, khá gai góc, đó mới là điều hấp dẫn anh tìm hiểu. Phụ nữ mà chỉ óng ả bề ngoài, anh ghét cay ghét đắng.
Hạo cũng thừa biết mình bị nhiều người khinh thường, nên thái độ kẻ cả trịch thượng lúc đầu của cô khách hàng này không khiến anh ngạc nhiên. Người ta thường coi trọng cái vỏ bao bì, ít chú trọng cái bản chất chứa bên trong cái bao bì ấy. Cũng lẽ thường thôi mà. Xưa nay, khi nói đến đàn ông thì cứ phải hùng dũng, bóng bẩy, sang trọng và nhất là giàu có, chứ ai nói đến dầu mỡ, bốp chát, ngờ ngạch. Thế mới có đất sống cho những hoàng tử chứ. Mấy ai nghĩ hoàng tử chỉ là gã kiểng trai, chứ vô tích sự, thậm chí là dốt nát. Hình như cả hai người nhìn thấy ở nhau những nét tương đồng với hình tượng lý tưởng ẩn sau vẻ ngoài dung dị. Thậm chí Hiền dần nhận ra ở chàng trai những chỉ dấu ban đầu của cục kim cương lấm đầy bùn đất rơi trong bãi rác đến cổng nhà mình. Hiền đang ngần ngừ không biết có nên trả tiền cậu ta như đi xe ôm không, vì cậu ta đã nói như vậy nghĩa là thể hiện sự thực tâm, tấm lòng hào hiệp. Mình sòng phẳng ngay sẽ trở thành người xử sự không tế nhị, mà như vậy thì vô tình cô sẽ lướt qua mất một người có đức tính mình yêu quý, mình tìm kiếm từ lâu. Thì tính cô thế, người theo đuổi cả năm, cô có thể chẳng coi là gì. Nhưng Hợp có thể mới quen thân 3 ngày, Hiền vẫn quyết gắn bó cả đời được. Một lần nữa, cô không kiềm chế được, cố ý chạm vào cánh tay anh ta. Gai ốc nổi lên khắp người, và Hiền nổi ý thích tìm hiểu tâm hồn chàng trai này. Như đọc được ý nghĩ cô, Hạo vẫn ngồi gách chân trên yên xe một cách ngang tàng, cười trêu. Thế người đẹp không mời thợ sửa xe vào nhà uống cốc nước à? Mời cậu vào nhà, tôi đơn thân nên cứ phiên phiến cậu thông cảm nhé. Đơn thân thì đã sao, tôi cũng đơn thân mà vẫn sống nhăn răng ra đây này. Hiền cười, nghĩ bụng, đúng giọng của kẻ phàm phu. Chị thích rồi đấy cậu chàng ạ. Một thợ sửa xe mà tự tin vào bản thân, không hề mặc cảm vào vị thế, việc mình làm là thấp kém, tự đặt mình ngang hàng mọi người trong giao tiếp, đâu phải dễ kiếm. Hạo bước vào nhà Hiền, một biệt thự mênh mông nhưng dường như đều để trống. Đúng là nhà phụ nữ đơn thân, nhìn bề ngoài cực kỳ gọn gàng sạch sẽ nhưng quá đơn sơ. Cô lấy bình nước đưa cho người thợ tự rót bảo, cậu đợi chị mấy phút nhé, quần áo ướt lướt thướt khó chịu quá. Vâng, chị cứ tự nhiên ạ. Hiền nhanh chóng vào lấy quần áo để ra nhà tắm thay. Đập vào mắt Hạo là cái công tắc điện bị hỏng, vết cháy xém đen, dấu hiệu của vụ chập mạch. Ngoắc tạm dây điện lằng nhằng rất nguy hiểm. Thêm nữa, cái quạt cũng cắm dây tạm, không có vít cắm. Dường như trước đó cũng từng bị chập cháy dây. Chưa đến 5 phút sau, một người phụ nữ trẻ trung trong bộ quần áo kín cổng cao tường đã trở ra với miệng cười tươi. Thấy cậu thợ nhìn chăm chú những khiếm khuyết ở nhà mình, Hiền đỏ mặt bảo, chị ở một mình, những thứ ấy hỏng cứ tạm bợ thế quen rồi. Hè vừa qua, thằng con mời mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh, rồi hai mẹ con đi nghỉ Đà Lạt luôn, nó chẳng về đây để sửa chữa giúp mẹ nữa. Nếu chị cho phép, tôi xin sửa giúp nhé. Đừng ngại, công xá tính chỉ gấp 10 thuê thợ ngoài thôi. Vâng, được thế thì tốt quá, cậu làm giúp. Chị... à, tôi đi. Hiền kịp sửa cách xưng hô là chị, có vẻ kẻ cả quá, đã kịp chuyển thành tôi. Hạo cười độ lượng, ra xe lấy dụng cụ, mấy phút đã sửa xong công tắc điện, nhìn như mới, chắc chắn và mỹ quan. Bàn tay đàn ông khéo léo, đúng mô hình nàng mê ly. Hạo bảo, thử đi, cái gì cũng phải thử mới biết, nhìn ngoài xanh, có khi trong lòng đỏ cũng nên đấy. Hiền bật thử tanh tách, hài lòng nghĩ, đúng là có tay đàn ông có khác, thế phụ nữ mới cần lấy chồng chứ. Cái gã ăn nói bỗ bã, cử chỉ ngang tàng này, hay phết. Anh ta đi một vòng, xem lướt mấy chỗ khác khắp tầng một căn nhà, rồi bảo, hỏng hóc nhiều quá, tôi đi mua vật tư làm một thể nhé. Vâng, nhưng hình như ban nãy tôi thấy cậu đang định đi đâu kia mà. Không sao, tôi định đến trường, nhìn con bé từ xa một tí, nhớ nó quá. Nhưng mai tôi đi cũng được, mấy khi có mối, kiếm ăn cái đã. Cô lờ câu đùa của anh chàng đi, quan tâm hỏi, sao không đón cháu về? À, cháu sống với mẹ và bố dượng,
tôi không được quyền nuôi con. Thấy nét mặt anh ta sa sầm xuống, Hiền hiểu cô đã vô tình chạm vào nỗi đau rất nhạy cảm, thì mình cũng vậy, ai chạm vào chuyện chồng con là mình cũng phát khủng lên ngay. Chỉ những người cùng hoàn cảnh, từng bất hạnh mới có cách biểu hiện này, cũng chỉ họ mới thấu hiểu nhau về sự đau lòng ấy. Hiền cố sửa lỗi bằng một câu chân tình. Vâng, tôi xin lỗi nhé. Lỗi lầm gì, tôi kiếm ăn tí mà, hôm nay đói quá, mà nhà giàu thế này cũng đáng để kiếm miếng. Hơ, không có ngon ăn thế đâu nhé. Hiền nhìn cậu ta với con mắt vừa nể phục vừa thích thú. Cậu em, chị thấy thích cái cá tính này rồi. Con người là cứ phải biết yêu thương nhưng cũng cần gai góc. Để cho kẻ ngạo đời, khinh khi nào đó chạm vào mình như chạm phải gai sắc, phải trả giá bằng chảy máu tay mới thích. Hạo xin tờ giấy cái bút, đi xem lại vòng thứ hai, ghi các thứ cần mua rồi chạy xe đi. Mấy phút sau đã mang về một túi vật tư. Chỉ hơn một tiếng, Hạo vừa làm vừa trò chuyện. Những hỏng hóc điện nước dây phơi, hàng rào cánh cửa, cậu ta sửa gần hết, đẹp đẽ như chưa từng có hỏng hóc. Cái cửa bị xệ xuống do hỏng bản lề. Ngày nào cô cũng phải mắm môi mắm lợi kéo mạnh, rồi dùng dây chằng lại chắc chắn. Sau đó xếp chặn mấy cái ghế vào mới yên tâm đi ngủ. Là bởi nhiều khi Hiền lo ngay ngáy, sợ có kẻ đột nhập, sợ mất trộm, sợ gió hắt mưa vào phòng. Ấy thế mà dưới bàn tay cậu trai này, chỉ mấy phút có thể đóng mở cửa trơn tru như mới. Cậu ta lắc lắc cánh cửa rồi nói tưng tửng: thằng chồng trông như thể vô tích sự thế thôi, nhưng những chỗ như cái cửa này được việc phết. Đừng có theo gương mấy bà nạ dòng, không lấy được chồng hay bị chồng bỏ thì lại xù lông nhím lên tự vệ bằng cách cổ vũ cho chủ nghĩa độc thân, rõ là dại. Nghe thấy cái giọng đầy khiêu khích bài bác, Hiền tức quá đỏ bừng mặt, dãy này sủng lên như đỉa phải vôi. Hứ, cậu đừng có mà lắm chuyện, người ta kệ người ta. Sao mà có tật giật mình à? Hứ, dường như họ bắt được mạch của nhau rồi và đã tìm thấy sự đồng điệu nào đó. Choảng lại lời anh chàng, nhưng cô chẳng để bụng, có khi còn thích cách nói móc đều ấy. Nhìn những động tác nhoai nhoái điều luyện, đúng chất thợ của cậu chàng, Hiền thực sự thấy thích, thèm thuồng, muốn chạm tay vào cánh tay gân guốc kia mà không đủ dũng khí để liều một phen. Cũng nhá nhem tối rồi, Hiền chẳng biết tính công xá để trả cậu ta thế nào. Cô hỏi: vật tư và công hết bao nhiêu hả cậu? Vô giá. Thôi để hôm nào sửa xong xe máy tính một thể nhé, cả vốn lẫn lãi cũng nặng đồ đấy, công lắm để cái xe lại. Cô hiểu câu đùa ấy nghĩa là chẳng đáng gì, bỏ qua đi. Nhưng chẳng hiểu sao Hiền lại luống cuống nói như con hầm, như thể mắc bệnh đau, nên chẳng biết như thế là người ta đùa. Vâng, cũng được ạ. Ngập ngừng, Hiền tò mò muốn biết rõ hơn về anh chàng mà mình cũng đã thật có cảm tình này. Hỏi thử, hình như cậu sống một mình phải không? Vâng, tôi đơn thân, độc lập, trừ tự do, trừ hạnh phúc. Cậu vui tính ghê, thế ở nhà nấu nướng ăn uống thế nào cậu? Gặp đầu ăn đó, một gói mì tôm là xong bữa thôi mà, dễ nuôi. Cánh đàn bà không biết tôi là vàng ròng, cứ đá như đá chó ghẻ, nên họ quyết để tôi ấy vợ trùng thần. Liếc nhà cậu là tôi biết rồi, rác trong nhà còn nhiều hơn rác ở vỉa hè. Bát ăn mì tôm dài từ trong ra ngoài. Hức, cấm can thiệp vào công việc nội bộ, nhìn trộm thế phải nộp thuế đấy. Cô bỗng thấy hay hay, hấp dẫn với lối hài hước của cậu thợ sửa xe, thầm nghĩ nói chuyện với anh chàng này cũng thú vị phết đây. Thư đàn ông hoặc áp đặt ý mình một cách vô lối, hoặc ngược lại nói cái gì cũng hùa theo thì chán chết. Hay là mời cậu chàng ở lại ăn cơm cùng mình rồi chuyện trò nhỉ? Được chứ, tại sao lại không? Thế là chẳng biết vì động lòng trắc ẩn hay thích có người nói chuyện vui mà Hiền liều lĩnh đề nghị: tối nay cậu ở đây sửa nốt mấy thứ giúp tôi, rồi ăn cơm cùng tôi cho vui nhé. Tôi thích có người chuyện trò cho hết thời gian. Được thôi, bữa ăn cứ tính trừ vào giá sửa xe nhé. Hừ, mất cả giá trị lời mời. Nhưng thôi, nói chuyện với ông ế vợ hầm hầm cũng là làm từ thiện đấy chứ. Thì giới ế toàn thế giới đoàn kết lại là tốt mà.
đáp lại sự cười cợt của anh chàng, Hiền chuyển giọng nghiêm chỉnh. Hừ, chị đang nói nghiêm túc về việc mời cậu ở lại ăn cơm để nói chuyện cho vui đấy, không đùa đâu. Vâng, nếu không phiền chị thì vui vẻ thôi. Nhưng nghe thằng này nói chuyện đôi khi cũng sóc óc đấy bà già ế. À, không ế, mà kén chọn trùng thần ạ. Uống thuốc giảm stress trước đi nhá. Chẳng biết ánh mắt cô lúc ấy thể hiện như thế nào, nhưng cô cảm giác chàng ta dựng lại trầm ngâm. Thực ra, Hạo đang gật gù nghĩ. Kỳ cục, cô bé này lạ thật đấy, rất trẻ, đáng tuổi em út mình, mà xưng hô rất kẻ cả đàn chị, cứ gọi mình là cậu. Hàm ý mình là em út cô ta. Thôi kệ, chả sao cả. Khách hàng, có là bệnh nhân tâm thần vẫn là thượng đế mà. Cô ta cũng xinh, dáng vóc chuẩn, tỏ ra có cá tính đặc biệt. Ế chồng chung thân là phải cô bé ạ. Phải biết ngoài anh Hạo này ra, đa số đàn ông ghét cái tính đanh đá cá cẩy ấy lắm nhé. Cô bé ương bướng. Hiền lại nghĩ khác. Anh chàng này, đằng sau những câu đốt chát phàm phu, là một người biết điều, chẳng giống một cậu thợ sửa xe gì cả. Liếc mắt vào căn nhà, thấy cái duy nhất gọn gàng là một tủ sách to đùng, còn lại như một hố rác. Ngày khi ấy, mình đã nhận định rằng đây là sự kết hợp trái khoái giữa thợ thuyền và trí thức trong một con người, là anh chàng này. Rất nhiều người, nhiều tuổi mà Hiên hạ cấp từ anh xuống cậu, trường hợp này đặc cách duy nhất. Cô thấy thình thích hay hay nên sẽ nâng cấp. Hiền vội chủ động thay đổi, rồi đề xuất cách xưng hô cho thân mật hơn. Đừng gọi em là chị nữa, em 39 tuổi, chắc ít tuổi hơn anh mà. Kỳ thực thì Hạo mới 36 tuổi, nhưng đánh vật mưu sinh, nên nhìn khá cũ, anh nói đại. Được thôi, tôi cũng 39, nữ có hơn vài tuổi cũng là đàn em giáo. Hừ, vậy nhé, anh Hạo. Ừ, em gái thế mới ngoan ngoãn chứ. Cô bé này lạ thật, cứ gọi mình là cậu. Giờ quay ngoắt một cái, lại gọi anh xưng em như thể trò đùa trẻ con ấy. Chẳng sao, mình cũng thay đổi luôn, không gọi là chị nữa. Chuyển sang em luôn cho nó dễ nghe, Hạo đề nghị. Em mang tất cả đồ dùng điện ra đây. Cái nào không mang được thì chỉ vị trí, hỏng thì anh sửa, không hỏng thì anh bảo dưỡng vệ sinh cho. Ai lại để quạt đầy bụi thế này? Cô giáo mắc hò lao là có tội với học sinh. Hiền đỏ mặt chống chế. Em bận việc ở trường chưa lo được đấy chứ. Em biết tất cả điều ấy từ lâu rồi. Em đúng mô hình vụng trèo khéo trống, chừa chi đã sợ trách nhiệm đùn đẩy đổ tại khách quan. Chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác như bị ông anh trai phê bình, nên buột nói kiểu giận dỗi. Cứ như thánh ấy, chừa chi đã phê bình người ta. Cô vểnh cái mặt lên phản ứng, cái má đỏ hồng làm thốn tim chàng Hạo. Lòng vui vui, cô đi tìm mọi đồ dùng điện, rồi mang ba cái quạt, một bàn là, một ấm điện, một bếp điện, một máy sấy tóc và một lô những đồ điện khác ra để gọn một chỗ, rồi bảo điều hòa nhiệt độ không tháo được anh ạ. Được, anh sẽ bảo dưỡng tại chỗ. Hình như nghe rồ rồ thế là có cả mấy quạt thông gió nữa, trên ấy đầy bụi. Vâng, đúng đấy ạ, em cũng nhìn thấy toàn bụi. Em mang một cái thùng ra chứa bụi để mang bán nhé. Tức đến lọc óc, nhưng cô vẫn mang cái thùng rác ra để anh dùng chút bụi vào. Tay thoăn thoắt, Hạo tháo ba cái quạt để rửa. Anh chỉ cho Hiên xem đống bụi bám dày, có lẽ tích lũy đã mấy năm rồi. Bởi trước đây, Hiên chỉ lùa được rẻ vào lau một chút ở một phần cánh quạt. Anh bảo, khi bụi bám dày vào cánh quạt thế này, tốc độ sẽ giảm, nên ít mát. Ngược lại, thân quạt lại bị nóng giò quá tải. Hơn nữa, để vậy khó coi lắm, mất mỹ quan. Vâng, em biết mà không tậu được chồng, đành chịu đấy. Giá cũng rẻ mà, 3 đồng mua được một mớ. Cái tủ hỏng bàn lề, rơi cánh ra, nhưng Hạo chỉ dịch tủ ra một chút, thì bụi bẩn đóng dày ở phía sau sát tường, cả dưới nền nhà, khiến Hiên thẹn đỏ mặt. Cô cũng như đa số phụ nữ, vốn cho rằng mình gọn gàng sạch sẽ, song thực ra cô chỉ quét được sơ bên ngoài nên phía sau chổi không khi nào chạm đến. Không chỉ thế, cái tivi đời cũ nặng trịch, chỉ xích khỏi vị trí thì vương quốc bụi lộ diện ngay tầm mắt. Bật cái quạt chạy giò giò mát lạnh, quay về hướng Hiên, anh nói, chịu thua em thật đấy, bụi kinh khủng thế mà không mắc bệnh ho lao.
em quen rồi, bụi nó phải tránh chứ. Chẳng gã đàn ông nào dám nói với cô kiểu như vậy cả. Người ta hoặc không thèm động vào hũ mắm tôm này, hoặc khen đãi bôi nên cô cực ghét. Anh chỉ cho Hiên xem sợi dây của ấm điện chóc vỏ trơ cả lõi đồng ra. Dây điện bếp thì cháy đen xì, nói: mà em chưa bị điện giật bao giờ à? Có, nhưng em chưa chết lần nào, chỉ bị chập khét lẹt thôi, thế mà không cháy nhà, giỏi không? Vừa cắt đoạn dây bị xước của cái đèn đọc sách để dồn lên, Hạo vừa tưng tửng nói: mấy đồ cũ này có giá bao lắm, nếu không tự sửa được thì vứt đi mua cây mới. Thấy cách nói thiện chí của anh, Hiền chuyển giọng nghiêm túc: tiền thực ra không phải vấn đề quá lớn, nhưng sống một mình phiên phiến quen rồi, chẳng có nhu cầu thay anh ạ. Nhưng đáp lại là một giọng tưng tửng bồng phèng của Hạo: sắm một ông chồng đi, giá giờ cũng rẻ mà, ai lại để nguy hiểm thế. Thằng chồng thường vô tích sự, nhưng những việc thế này cũng đáng kiếm một thằng bỏ lọ dùng dần. Cô giáo bị điện giật chết lại khổ lũ học trò góp tiền mua hoa viếng, khổ. Hi, chọc quê người ta, vùng cấm địa đấy, đừng dại mà động vào. Ế chồng bằng độc lập, trừ tự do trừ hạnh phúc mà. Ơ, cậu ấy em vi phạm bản quyền, anh nói trước rồi. Cùng hội cùng thuyền mà, anh cũng ế vợ chứ có vẻ vang gì hơn đâu. Cười thế nhưng có gì trào lên khiến Hiên như nghẹt thở. Cô dị mặt, rồi máu ở đâu dồn đến khiến cô đỏ lựng mặt đến tận chân tóc. Vì ngẫu nhiên điều anh nói hợp với ý nghĩ của mình, cô cũng đang ước có một người như chàng này làm chồng. Hiền cũng là phụ nữ, cũng mơ ước chứ. Chẳng qua mệnh trời chưa cho một tấm chồng cho ra hồn. Cái bản mặt lạnh như tiền kiêu sa chỉ là Hiên cố gồng lên để tự khẳng định mình là cái mặt nạ để lẩn tránh sự yếu đuối, chứ đâu phải cô muốn sống khác người như thế. Hạo lấy cái máy hút bụi để hút những chỗ bụi rời ra thì nó chạy cứ nghẹt nghẹt, đành dừng lại. Anh tháo khoang chứa bao đựng bụi ra, eo ơi chặt cứng. Hiền nhìn thấy mà kinh ngạc, quả thực ít dùng máy hút, chính xác là cô cũng chưa tháo mở túi đựng rác bụi trong máy ra bao giờ. Anh nhẹ tay chút bao bụi vào thùng rác gần đầy tràn, oái oăm là trong bụi rác có rơi ra một cái bao cao su đã dùng từ thời người chồng cũ còn ở đây, nghĩa là đã mấy năm trước. Cả hai người cùng nhìn thấy vật đặc biệt ấy, cả hai người cùng biết nó là cái gì. Hiền ngượng đến mức da ở từng chân tóc cũng đỏ lên, á khẩu không nói được gì. Hạo thì tế nhị lở đi, lấy chổi quét, hót tất cả nhét vào thùng rác. Hiền chữa thẹn bằng cách đi lấy cho anh ly nước uống. Hạo lau sơ tay vào rẻ nhưng lại cầm cái ly bảo: em cầm cho anh uống, tay anh bẩn quá. Đứng sát cầm ly nước cho Hạo uống, cô thấy mình giống cô vợ đang cùng chồng làm việc nhà quá, tay bỗng run run lên, ngại ngại. Anh lại thấy nét dễ thương từ cái vẻ thẹn thùng của Hiền, đúng mô hình người phụ nữ mình tôn thờ. Con người này không thuộc loại đa đoan mà hướng nội. Hẳn anh chồng trước là tay ăn chơi nên không biết quý một viên ngọc sáng óng ánh, nhưng ẩn rất kỹ sau vẻ ngoài lạnh băng này. Cô ấy rất đẹp, dịu dàng nữ tính, cây hồng. Vòng một nở thế, hẳn ôm ấp sẽ rất thích đây. Vô tình đứng sát mà Hạo cao hơn, nên khi cô đưa cái ly nước lên miệng anh thì một nửa gò bồng đảo của Hiên trong tầm mắt Hạo. Thấy ánh mắt soi mói vào đấy, cô giật mình, hơi xoay người để tạm che ánh mắt anh, nhưng rồi trong ý nghĩ cô lại giằng co giữa thích thú với xấu hổ. Cũng may là ly nước đã hết để cô có cớ thay đổi trạng thái khó xử của mình. Hiền tự xỉ vả mình, rõ giờ mặt chưa, mới vừa quen đã thích thú khi người ta ngắm mình. Rồi cũng chính cô tự biện hộ cho cái sự đong đưa trong ý nghĩ của chính mình. Làm gái đẹp cho người ta ngắm chứ để dành cất đi cho nó cũ rích đìa. Bông hoa có đẹp người ta mới ngắm, chẳng ai ngắm hoa thì hoa vẫn tàn vẫn rụng, phí hoài đi. Già khóc đế thì có phơi ra người ta cũng thèm vào nhé cô ả. À, dù đã cố xử sự tế nhị lịch sự thì Hạo cũng vẫn là gã được dựa, không giấu được ánh nhìn hau háu của thằng đàn ông trước vẻ đẹp gai góc của một bông sương rồng.
dù chạm vào có thể đau nhói rồi chảy máu, nhưng vẫn hút ánh nhìn. Trí tưởng tượng được ôm ấp, được hôn, được với một người con gái đẹp nhường này, khiến Hạo cảm thấy dạo dực. Ketovit sượt qua, suýt đâm thủng tay, vì chàng lơ đãng nghĩ mình đang được hôn nàng. Giới hạ, sao tạo hóa lại kết hợp tài hoa thế? Cái cổ rõ cao trắng ngần lại đặt lên bộ ngực căng tròn thế kia, đến thánh cũng chết, chứ huống chi mình chỉ là người trần mắt thịt. Dù có kiêu hãnh ngang ngạnh thì Hiền cũng vẫn là phụ nữ. Cô nhạy cảm với ánh nhìn của gã trai cá tính mạnh mẽ mà khéo tay giỏi giang này. Hiền rất thích mẫu đàn ông như Hạo. Anh thông minh, hiểu biết, thẳng thắn. Đó chính là cái nửa còn lại cô muốn xác minh khi đã lỡ chạm vào tay anh và thấy được nửa mạnh khỏe vững chắc. Tự nhiên trong ý nghĩ, Hiền ước ao. Ước gì? Ước gì chàng trai này là của mình, riêng một mình ta thôi. Nhưng Hiền biết, giống như con dao sắc dễ đứt tay, mẫu đàn ông này khả năng tự chế không cao, dễ liều lĩnh, nhưng ngay cả chi tiết này cô cũng thích. Cái ý nghĩ thật quái quỷ, chỉ cô tự biết, có thể người khác nào đó cũng vậy, nhưng họ không bao giờ nói ra lời thôi. Đó là thích được người ta chiếm đoạt một cách thô bạo, liều lĩnh. Cô đánh lạc hướng mình, nhưng cái ý nghĩ anh sẽ liều mạng ôm mình, sẽ hồn mình cuồng nhiệt, sẽ toạc quần áo mình, khiến cơ thể cô đáp ứng rùng rùng, thậm chí đã rất lâu rồi. Cô đã cô đơn. Cô phải tảng lở đi xuống bếp để giấu cái ý nghĩ dâm loạn ấy, vì có mắt đàn ông từng trải của Hạo sẽ nhận thấy ngay sự khác thường của mình. Ý nghĩ ở chiều ngược lại, Hiền ngẫm, thà được một người như anh chiếm đoạt còn hơn cứ rền rứ mãi mà chẳng nên cơm cháo gì. Còn nhớ anh xếp ngành ngân hàng tốn bao nhiêu quả cáp, mà dù đi xem phim ca nhạc cà phê mãi, chẳng dám cầm tay, chẳng hôn, không chiếm đoạt, dù mình gợi ý mãi, cuối cùng chán quá, mình đã từ chối thẳng thứ đàn ông mặc váy ấy. Còn anh chàng này lạ thật, mình có cảm giác khác hẳn những người đàn ông khác, sẵn sàng đối xử khác như một điều tất yếu phải như vậy. Cái ánh mắt anh cháy bỏng như muốn đốt cháy từng milimét trên cổ, trên ngực Hiền, khiến chất con gái của cô rung động, phản ứng theo bản năng, khiến chính cô xấu hổ, luống cuống. Mình cũng thật là kỳ cục, bao người theo đuổi thì cứ khó đăm đăm, cắm cỏ như chó cắn ma, lúc nào cũng nhăn nhó lảo bảo, dù người ta rất thiện chí với mình. Thế mà với riêng anh chàng này, vừa gặp mình đã lại dâng đặc ân cho hắn. Mình có là mình nữa không đây hả, con Hiền? Nhưng đàn ông thực thụ phải thế. Mình chỉ thích mẫu người như thế, thật mâu thuẫn. Trong một thoáng, họ ngẫu nhiên nhìn nhau, ánh mắt chập làm một, dường như một thông điệp ngầm được trao đổi. Không nói ra lời, mà có lẽ hai người hiểu nhau cả, nhưng chẳng ai nói thành lời. Anh thích em rồi đấy, cô bé ạ. Em khoái anh rồi đó, chàng trai ơi. Trong khi Hạo hì hụi làm việc sửa mấy thứ dụng cụ khác, Hiền đã kịp thay bộ váy áo ở nhà, dài tận gót chân kín cổng cao tường, nhưng bằng vải mềm và vừa vặn nên căng những chỗ cần căng để lộ hết các đường cong mỹ miều, trùng những chỗ cần trùng để uyển chuyển nhẹ nhàng. Cô thấy mình thật lạ, tự cười mỉa mai chính mình. Lại điệu đà làm duyên làm dáng với chàng chứ gì, cô nhóc. Thì chàng cũng đáng để mình thả thính đấy chứ. Tay nàng thoăn thoắt rửa rau thái thịt, thực ra cũng là cách để giấu đi sự ngượng ngùng với chính mình khi cái bản năng quỷ quái cứ cố khêu gợi anh chàng. Hạo đi lướt qua gần nàng để tiếp cận, sửa cái quạt thông gió ở bếp, vừa làm ánh mắt anh vừa bị hút vào nhìn nàng với một sự thích thú. Chợt chàng thấy mình giống một gã chồng ngoan, tự nhủ, nhìn Hiền kìa, giống nàng vợ đảm trong ước muốn của mình quá. Công việc sửa chữa các thứ Hiền mang ra, anh đã làm xong. Chàng mang cho cô xem cái máy sấy tóc, quấn rất nhiều tóc ở trong. Em không thấy nó chạy yếu và khét lẹt mùi tóc cháy à? Có, nhưng em không biết nguyên nhân vì sao, còn dùng được cứ dùng, thế mới là con gái chứ. Cô định thêm câu, thế mới cần lấy chồng chứ, theo đúng khẩu khí của anh, nhưng kịp kìm lại vì thấy mình vô duyên quá. Chờ chi
đã vờ vào. Cứ như cậu với mợ, Hạo lại từng từng nói. Hỉ, cái máy cũng như ông chồng ấy, không giữ gìn bảo quản, bảo dưỡng, thì đến lúc cháy xèo, hỏng bét không hay. Ít nhất thì tính năng cũng kém hẳn, phí của. Đồ tốt cũng như chồng ngoan, phải biết nâng niu chiều chuộng mới vừa bền vừa tốt em nhé. Cái anh này, chuyện nọ sọ chuyện kia, ghét, ghét, ghét quá. Thật đấy. Cô bỗng ngẩng mặt lên, đầy ngang ngạnh thách thức, bảo dưỡng chồng bằng rượu à anh? Em nghĩ thế nào thì nghĩ, người ta chỉ cần gì thì chiều thứ ấy. Hứ. Cái điều hòa nhiệt độ mới khủng khiếp, chẳng hiểu sao, nó vẫn chạy được khi bụi đóng dày kịt ở dưới lọc khí. Ba cái quạt thông gió, bụi đóng lớp dày gần 1 cm trên cánh và thân. Thế anh lau tay để lấy từ trong túi quần ra cái khẩu trang để đeo vào. Cô tìm cách chống chế. Em thường xuyên bắt ghế lau sạch sẽ đấy. Em lau bên ngoài có tác dụng gì đâu. Lưới lọc ở bên trong cơ mà. Mà trên giàn nóng mới kinh. Có điều hôm nay anh chưa làm được đâu. Để dành hôm nào em hỏng xe lần nữa anh sẽ sửa. Vâng, những gì làm được thì anh giúp em. Cô ấy ngỡ ngàng thật. Sao mà lắm bụi thế, nhìn anh ta say sưa làm việc. Đầu ra đấy gọn gàng sạch đẹp, chỉ cần thế mà tất cả dụng cụ đều như khoác áo mới chạy giò giò. Ngôi nhà cô đã thay đổi hẳn diện mạo. Hơn thế, vừa làm anh vừa chuyện trò với cô, lời thì rất phàm phu nhưng hàm chứa nhiều câu đùa ý nhị, rất nhiều quan điểm mới lạ, rất thực tế, chứ không kinh kiệu, kiểu cụ già hay viển vông, rồ dạ của cánh trẻ. Cô vốn ghét những kẻ lý thuyết suông, nói hưu vượn mà chẳng có tí tri thức nào. Tài hiệu phó là mẫu người như thế. Cái bóng điện ở văn phòng trường hỏng cũng tính sẽ gọi thợ, tức mình. Còn Vân bắc luôn ghế leo lên sửa, bắt gã hiệu phó đứng dưới ghế giữ giúp. Gã không dám ngẩng mặt lên vì Vân mặc váy đen xòe rộng ra, lộ rõ bên trong. Hạo của mình là anh chàng theo mẫu khác, nói toàn những điều thực tế, rất mộc mạc. Mà hàm ý triết lý sâu xa ra phết. Hiền thấy anh giống y như người chồng mà cô hằng mong ước. Đang đứng trên cao để bảo dưỡng cái quạt thông gió, liếc nhìn xuống đúng khi Hiền ngẩng lên. Cái khe của quạt đồi sâu hun hút và hai gò bồng đảo hiện rõ đến 2/3 trước mắt, khiến Hạo sững sờ, suýt rời cái tô vít. Nàng thì vô tâm cứ cười tươi tán chuyện, mãi mấy giây Hiền mới nhận ra sự hớ hênh của mình đang hành tội cái chất đàn ông trong anh. Cô vội giả đứng lên làm việc khác. Hạo cũng nhanh miệng nói để khỏa lấp sự lúng túng vì cái ánh nhìn quá thô thiển của mình, nhất là cái bản năng đàn ông quỷ quái lại thể hiện chẳng đúng lúc. Rõ ràng Hiền cũng liếc thấy. Chủ yếu bảo dưỡng chồng bà resort bằng vé xem phim, bằng vé xem ca nhạc, bằng tiểu thuyết lãng mạn, bằng vuốt ve, bằng nụ hôn, bằng lời khen hào phóng. Mỗi khi chàng có thành tích vẻ vang là rửa bát quét nhà giúp vợ, dù không được sạch như ý. Tốn quá, mất công sức quá. Chàng Hạo là một bằng phản biện sắc bén luôn. Mỡ nó giá nó thôi mà, phải bồi dưỡng để tái sản xuất nguồn hạnh phúc chứ. Tay chồng mà, cứ hùng hục ra nhiều tiền cho vợ mua sắm hàng hiệu. Chả sướng hơn mắng nó, chê nó, rồi nó ỉ ra để mà làm một mình à? Để con khác nó dẻo mỏ khen thế, là thằng chồng mang tiền đi mua đồ hiệu, làm quà tặng, đú đợt với con khác, thế sướng hơn à? Cái ý anh vừa nói thật trúng tim đen, gã chồng cũ của cô y như thế, điều ấy. Nghĩa là chính cô có một nửa trong lầm lỗi của chồng. Hạo thì vô tư vẫn liến thoáng. Khen đi em nhé, một vốn bốn lời đấy, khen nó một câu, mai nó lau sạch nhà, để mình nấu cơm chẳng sướng hơn cặm cụi nấu, rồi cặm cụi lau nhà một mình. Đến bữa ăn một mình, để thằng chồng đi uống bia, vỗ mông bẹo má mấy đứa tiếp thị bia. Hừ, việc ai nấy làm, cứ thế mà theo, sao cứ phải khen nhỉ? Ồ, ai chẳng cần khen hở nàng, em có thích khen đẹp, khen xinh, khen nữ tính, khen nấu ăn ngon không? Lại trúng đích, nên Hiền phải công nhận, thì cũng thích chứ. Con gái mà, ấy đấy, ông chồng cũng vậy thôi, thích khen làm ăn giỏi, khen chăm giúp vợ, khen không rượu bia, đàn ông mà. Giặc dối,
Hay là em cũng khen anh khéo tay giỏi giang nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Anh đang đóng vai y như thằng chồng ngoan của em còn gì nữa nào. Hiền lại đỏ mặt đến tận góc tai vì ý nghĩ của mình cũng y như thế. Anh chàng này chẳng khác con ma xó, ngay ý nghĩ mình cũng được đọc vành vách. Công nhận, chưa bao giờ có ai đối từng câu từng chữ với mình được như vậy. Thông minh, rất thông minh, tay hiệu phó được nhiều chị em coi là dẻo mỏ. Nhưng chỉ đối lời với Hiền được dăm câu là tắt đài, tìm đường lỉnh mất. Mẫu đàn ông như chàng thợ sửa xe máy này hiếm phết. Đến lúc xem xét sửa mấy thứ trong phòng tắm, Hạo đứng tần ngần e ngại khi chỗ thì chăng đổ lót bay phấp phới, chỗ thì quần áo cô vừa thay ra chưa giặt. Còn cả chậu, Hiền nhanh ý, thấy ngay bất cập này, hai tay như múa thu tất cả gọn gàng để chàng làm. Em xem này, Hiền một lần nữa không có lỗ nè để chui khi dưới cái máy giặt cơ man bụi bẩn, cái lọc nước của lavabo toàn tóc và gần như tắc. Cô mồm năm miệng mười để giấu đi sự xấu hổ. Em cũng thấy nhiều khi nó thoát nước khó mà không biết vì sao cả. Tất cả các lỗ cần thông thoáng mới hạnh phúc được em ạ. Cơ thể mình cũng thế, đừng để rác bụi đóng kẹt lại. Cái anh này, cái gì rồi cũng quỳ về mấy chuyện ấy, vô duyên. Tại em gian, cứ nghĩ sang chuyện khác đấy chứ. Anh đang nói vấn đề thông ống nước, bồn rửa và máy giặt cơ mà. Cứ điều, nghĩ một đằng, giải nghĩa một kiểu. Cái sự nói thành giảng tục này thật thú vị. Hiền khoái cách nói này rất thẳng thắn mà đầy ẩn ý tế nhị. Họ cứ nói chuyện mà việc ai người đó làm nhiều khi chẳng nhìn thấy nhau. Hiền đi từ ngạc nhiên này đến thú vị khác. Ôi, mình khảo cổ ra anh chàng này hay đấy chứ. Có gã chồng thế này để cãi nhau chả sướng hơn cứ lụi cụi cô đơn một mình à. Đã cơ bản sửa chữa các thứ ở tầng 1, Hạo định lên tầng 2 xem xét. Lại thôi, vì phải có chủ nhà đi chứ. Đúng lúc ấy Hiền nói vọng ra. Anh Hạo ơi, em nấu xong cơm rồi, nghỉ tay ăn cơm anh ạ. Việc chưa xong mai sẽ tính tiếp. Đáp lại lời mời thiện chí, y như một cô vợ ngoan là giọng bông lơn của Hạo. Dọn nhà cho Hiền chắc phải mất mấy ngày mới hết bụi. Tạm thế đã nhé. Đủ để tiếp chàng nào mà em lừa được về nhà rồi. Nếu có chỗ nào thu mua bụi thì em trúng mánh đấy. Bán đi đủ mấy lần đi spa để nâng cấp sắc đẹp, cầu dài trẻ đẹp đấy. Ghét thói ăn nói phàm phu của anh quá. Sự thật thế không đúng à? Thật cũng không nói ra mới gọi là khôn khéo. Thế thì gọi là nịnh đầm chứ khôn cái gì. Anh mà có thói ấy thì đã có chục cô vợ, có khi kịp ly dị hết luôn rồi cũng nên. Phụ nữ cứ thích được lừa bằng những thứ bóng bẩy, không thích sự thật xù xì góc cạnh nhỉ. Đến lúc té ngửa ra, càng bóng bẩy càng mọt rỗng ruột, lúc ấy lo mà khóc nhá. Hiền đành đá đáp lại không khoan nhượng. Em không như vậy đâu, đừng hòng nhé. Mà cái miệng anh kinh khủng như có gai ấy, cãi vợ già trỏ ấy, ế vợ là đáng đời rồi. Thế thì em hợp với anh đấy, giá gặp em 20 năm trước nhỉ. Lấy anh có mà ly dị lâu rồi, chứ còn để đến giờ mà cãi nhau à? Cứ đợi đấy, ghét của nào, trời trao của ấy em ạ. Tầng trên hẹn, khi nào ngập nước xe hỏng lại làm nhé. Hay là sửa xe xong lại nhảy ủm vào nước để anh sửa tiếp, có điều kiện cãi nhau với anh nhỉ? Hừ, làm như mình quý báu lắm ấy không bằng. Nhìn cái dáng đứng của chàng rất ngầu, cô thấy thích thật sự, thật xứng danh đàn ông. Nàng bỗng làm điệu y như cô vợ trẻ đỏng đành, rồi đổi giọng ngoan ngoãn. Vâng, anh ướt đẫm mồ hôi rồi, rửa tay nghỉ ăn cơm đã. Cô cố tình lấy thêm một câu thật ẫm ờ vì tự nhiên thấy mình xử sự y như đang là vợ chồng vậy. Bớt việc lại, để em có cớ lần sau em nhờ anh làm giúp chứ. Mà biết đâu lại có duyên với nhau. Ừ, để ly dị sớm hả? Nói xong, Hiền thấy mình vô duyên, có một mình trong phòng ăn mà cô ngượng quá, liếc mình trong gương, rồi vội quay đi tránh cả ánh mắt của chính mình. Ôi cái con danh này, chưa chi đã thả thính, đỏng đa đỏng đảnh, nhõng nhẽo.
Tiếng Hạo Thủ gọn dụng cụ nói vọng vào khiến Hiên giật cả mình. Được rồi, nếu có dịp khác anh sẽ làm tiếp vậy. Chúng mánh bữa cơm miễn phí, chén cái đã. Anh, vào em lấy nước rửa tay cho. Cô nói lấp lửng, lấy nước rửa tay cho của Hiên chẳng phải ngẫu nhiên đâu. Có cả hai ý, lấy nước và rửa tay cho. Kỳ thực, cô thích được chạm vào tay anh thật sự. Em phải rửa cho anh chứ, mỏi quá không tự rửa được nữa đây này. Biết thừa anh bịa ra, cũng nhõng nhẽo một tí với nàng, nhưng cô coi đó là thời cơ, chớp lấy ngay. Hích, được đẳng chân lần đẳng đầu, vào đây anh. Cô lấy nước ra chậu, lấy xà phòng ra. Lúc anh ngồi xuống rửa, cô thèm được chạm vào tay anh quá. Cái thèm này có phải chung của mọi người phụ nữ không? Mà không biết ai cũng như vậy hay mình cô như vậy. Quả thực chưa thấy ai nói cho Hiên biết điều này cả. Ít ra cô tự biết một mình, không trốn tránh bản thân mình. Liều lĩnh, cô ngồi xuống dội nước cho anh rửa, rụt rè đưa tay mơn man rửa tay mình chung chậu nước với anh. Chạm vào bàn tay thô ráp, Hiên không tự chủ được nữa, cầm xà phòng rửa tay cho anh thật y như mẹ rửa tay cho đứa con vừa nghịch ngợm đất cát. Có điều tay cô nhỏ mềm hồng hào, còn tay anh thô ráp cứng như sắt. Để tránh ngựa, cô giả vờ đét nhẹ tay anh, mắng như mắng yêu con: nghịch cát này, vây đất này. Anh nhìn cô vừa tinh nghịch vừa thân thương, nhưng Hạo bỗng tê cứng cả tay vì vòng một của Hiền lấp ló lộ ra theo động tác của cô, chỉ cách mắt anh 20 cm. Cố quay mặt đi để khỏi lỗ mãng quá, nhưng cái mắt phản chủ của anh mất kiểm soát cứ liếc vào đó. Hiền nhận ra ngay tình huống này, cố cúi xuống khép bớt tay vào, nhưng như thế mắt Hạo lại soi được vào sâu hơn cái khe bên giữa. Cô đỏ mặt, chữa thẹn bằng cách đánh vào tay anh: hư này, hư này. Hạo xoài người để tránh tình huống khó xử ấy. Trong khi đó, Hiền chạm vào tay anh thì như có một luồng điện chạy khắp cơ thể cô. Ban nãy chỉ vô tình chạm vào cánh tay, giờ cô được trực tiếp xoa xà phòng mơn man bàn tay anh. Thật như mơ, cái cảm giác từng dây thần kinh được kích hoạt hưng phấn lên, khiến Hiền như lâng lâng, như say vậy. Đúng hệt, cô đã hình dung bàn tay chai sạn rắn chắc như một khúc sắt, khiến Hiền mê ly, tỉ mẩn rửa mãi, thay nước đến 2 lần. Hồn Hiền như bay bổng, nàng nghĩ, không thể tin được, một nàng khổ như ngói, suốt ngày cáu cẳn như bà chẳng, yếu liễu đảo tơ như mình, dám rửa tay cho người đàn ông mà cách đây 3 tiếng, còn chưa biết anh ta là ai, mà gì thế chứ? Cô cảm giác phê không thể tưởng tượng được, như vậy mới là Hiền. Mình vốn nghĩ thế, muốn làm thế mà, chỉ chưa thực hành như vậy bao giờ thôi. Lúc này chính là cơ hội có 1 không 2. Chàng khoái chí búng búng ngón tay, hệt thằng nhóc nghịch trêu mẹ, làm bắn cả nước lên mặt Hiền. Không những Hiền không bực tức, mà những giọt nước bắn vào cổ áo lọt cả xuống ngực, khiến cô nổi gai ốc, mặt ửng hồng. Hiền phát vào tay anh: nghịch quá. Hạo kéo tay áo lên đòi rửa mặt, rửa cả cánh tay nữa chứ. Được vòi đòi tiên nhỉ. Không lẽ cô chính lại đề nghị như vậy thôi. Thực ra Hiền đã thích trò chơi của anh quá rồi. Đảm đang như người mẹ chăm con, Hiền liền thay nước, lấy cái khăn mặt mới giặt rồi rửa mặt và cánh tay cho Hạo, như bảo quản một tác phẩm điều khắc quý. Chạm vào mặt anh, râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù, cô thấy một sự thích thú không thể tả thành lời. Hiền vốn ghét mẫu đàn ông bóng bẩy, chăm chút từng sợi tóc, cằm thì nhẵn thín. Anh khác hẳn, hầm hố bặm trợn bề ngoài, phàm phu trong lời nói mà tế nhị tinh tế trong giao tiếp, một sự kết hợp khó tin, giống như xanh vỏ đỏ lòng vậy. Hiền thầm nói với chính mình: giới ạ, khuôn mặt anh đúng như pho tượng đồng thau, em mê anh rồi chàng trai ơi. Hạo Tà khoái chí cười sảng khoái, nhè răng cắn giữ luôn ngón tay cô: bé ngoan quá, cảm ơn nhé. Một lần nữa cô có ý tưởng liều lĩnh, chẳng biết sự kiều kỳ khó tính biến đi đâu. Hiền bỗng phá cách chính mình nói: hứ, bé nào nhỉ, anh phải rửa tay rửa mặt trả lại cho em chứ. Bị lửa rồi mẹ ơi.
Chàng thay nước, giặt khăn bằng xà phòng, rồi nhẹ nhàng rửa mặt lau tay cho nàng. Ngần ngừ cuối cùng, anh vẫn lùa khăn lau cả cổ cho Hiền. Cô thích thú sờn cả gai ốc, bàn tay mềm mại tròn lẳn trắng muốt của cô khiến Hạo chạm vào lập tức rùng mình, bụng nghĩ: cô bé ơi, anh thích rồi đấy. Lúc hai người cùng lau khô tay bằng cái khăn khô Hiền mang ra, anh cố tình nắm giữ tay cô trong tay mình qua lớp khăn. Có một thoáng, bốn mắt soi vào nhau, cô vừa thẹn muốn quay đi, vừa muốn nhìn thẳng anh thách thức, nhưng cuối cùng thì chàng lại lấy cái khăn che mặt mình đi, rồi ú ỏa như trò trẻ con chơi ngày xưa, khiến cô không nhịn được cười khanh khách. Trong tâm tưởng cô đã lựa chọn, anh là chồng mình thì sẽ rất thú vị, được chứ nhỉ, tại sao không? Bữa ăn đơn giản, vào bữa vui như vợ chồng trẻ vậy, có điều Hiền sợ thừa chỉ nấu một lon gạo, khiến trong bữa cô khó xử, khi anh cứ ăn tỉ tỉ, chắc mình chàng vẫn không đủ cơm. Khổ nỗi, Hạo không biết. Nồi cơm đã hết, cứ đưa bát để Hiền lấy. Cuối cùng bí quá, cô cảm giác nếu có cái lỗ nẻ nào để chui vào thì sẽ không còn xấu hổ nữa, đành phải lúng túng thú thực. Mọi khi em nấu nửa lon, ăn hai bữa vẫn chưa hết nên không dự phòng đủ, em xin lỗi. Để em chạy ra quán cơm đầu phố mua thêm cơm trắng nhé. Thôi em, anh xin lỗi, tại anh vô tâm không để ý. Hiền chẳng để anh can, cầm hộp đựng chạy đi mua cơm. Lúc cô trở về, Hạo ngượng nghịu nói: em làm anh khó xử quá, lần sau em mời anh chẳng dám ở lại ăn đâu. Em xin lỗi nhé, thật vô ý, gái thực như mưu mà, với lại em quen... Cô biết mình đã lỡ lời suýt nói, em quen chồng cũ ăn rất ít. Ấy là vì gã chồng cũ ăn nhỏ nhẹ, gầy qua gầy lại. Cô tiếc không bỏ cơm thừa bữa trước đi, nên toàn phải ăn cơm nguội, nếu nấu 2/3 lon. Đúng là may mắn, Hiền đã kịp dừng lại lời. Cười xòa, lái sang ý khác. Em quen con bé Lan, hay đến ăn cơm cùng, hai chị em chưa hết nửa lon gạo. Không biết Hiền mua thêm bao nhiêu cơm, Hạo vẫn đánh bay hết, kể cả nước mắm cũng sạch sành. Mặc dù khó xử, nhưng cô rất thích. Đàn ông cứ phải ăn sóng nói gió, chứ ỏn à ỏn ẻn. Rón ra rón rén là cô ghét tệ. Ngồi nhìn anh ăn thật ngon lành, Hiền lại ước, giá mình có người chồng thế này để hàng ngày biểu diễn tài nấu ăn nhỉ. Nghĩ vậy cô tự thấy xấu hổ, bừng mặt cười khúc khích, tự giễu mình về một ý tưởng quá xa vời. Chàng lại tưởng cô cười chuyện mình ăn nhiều, liền pha trò để giấu đi cái ngượng. Em không cần rửa bát nữa đâu, anh đã vét sạch sẽ rồi. Công nhận anh chiến đấu cũng ác liệt đấy, nể luôn ý. Mà em rất thích đàn ông ăn uống cuồn cuộn như thế. Ánh mắt hai người gặp nhau như thể có một thông điệp ngầm trào. Hạo tưng tửng nói như thể không liên quan đến mình. Thế thì có cái thân anh đây, anh nhịn từ qua đến giờ rồi, chờ cơ hội phá khỏi thóc của Nhật mà. Hiền dọn bát đĩa ra rửa, anh cũng theo xuống bếp đứng bên cạnh. Nàng nói: anh lên bật tivi xem trước đi, em xong ngay bây giờ đây. Vợ rửa bát thì chồng cũng phải đứng cạnh động viên cho vui chứ. Hiền ngượng ngùng, một lần nữa đỏ chín mặt, vì chính cô cũng đang nghĩ đến điều ấy. Cô rất thích được người chồng đứng ôm mình từ phía sau khi mình rửa bát nấu ăn. Một ý nghĩ lại chợt đến. Quái quỷ thật đấy, cái anh này cứ như đọc được ý nghĩ của người ta ấy. Vì cái điều gì mà mình nghĩ gì thì anh chàng lại nói ngay về điều ấy, lạ thật đấy. Cô lúng túng quá, không tìm ra câu gì khác để đối đáp lại. Ăn nói bạm trợn mà đầy hài hước cũng là nét cô thích ở chàng trai này. Thứ đàn ông nói cứ uốn uốn cái môi làm duyên làm dáng trước phụ nữ là cô quay mặt đi ngay, ghét. Hạo lấy nước phụ giúp Hiên rửa, rồi hỗ trợ úp các bát đĩa cô đã rửa xong lên giá. Vô tình hồng hai người chạm vào nhau, cô thì cảm giác rõ sự cứng cáp vững chãi, anh thì cảm thấy sự mềm mại uyển chuyển của nàng. Tự Hạo tìm thấy cái khăn để Hiền lau khô tay, cô cảm thấy vui lâng lâng vì bữa ăn rất ấm cúng, hỏi anh: anh có thích bữa ăn như vậy không? Thích nhiều bữa hơn, mỗi một bữa thì hừ. Hiền chợt nhớ gã chồng cũ, 10 ngày y cả 10 cô đều chờ cơm, nhưng gần như gã chẳng bao giờ động đến,
chờ chán, cô lại ăn một mình. Thức ăn nấu cầu kỳ cho chồng, đợi đến 10 giờ đã nguội ngắt. Bữa sau chính cô lại một mình ăn thừa thức ăn bữa trước. Không bao giờ có chuyện vợ chồng cùng rửa bát, có mà mơ. Nhớ lời bé Lan, chị phải thấy lỗi ở chị, phải chia sẻ vướng mắc gian truân với chồng và đòi hỏi chồng có sự quan tâm gần gũi với mình. Gia đình mà việc ai nấy làm, thích một mình, giải quyết mọi việc một mình thì giải tán là đương nhiên. Ừ, chị cũng vô tâm thật đấy. Thử hỏi khi anh ấy vùng vẫy trong thị trường, chị có chia sẻ không mà đòi anh ấy chia sẻ trong việc nhà? Vợ chồng mà chẳng có việc gì để chia sẻ thì chỉ là hai mảnh ghép cạch cỡm, chứ chẳng còn có mối liên hệ nào nữa. Nếu quan hệ tình dục cũng bập bõm nữa thì coi như gia đình xong phim luôn. Nhắm mắt lại, Hiền vẫn hình dung ra hình ảnh mỗi đêm gã chồng về, mùi rượu nặng, mùi mỹ phẩm đàn bà khiến cô tẩm lợm buồn nôn. Hiền thường kiếm chỗ ngủ riêng, có thời gian cả tháng gã không chạm vào người cô, thậm chí không cả nhìn mặt cô. Chi tiền là nhiều, cô muốn tiêu gì, mua gì thì cô cứ tùy ý, chẳng cần phải hỏi. Gã cứ cất trong tủ mấy sấp 500.000 đồng, hết gã lại tự động bổ sung vào. Nhưng nếu có ai hỏi vợ anh để tóc kiểu gì, cô ấy đang thích kiểu trang phục nào, chắc 100% là anh ta không thể trả lời được. Lần ấy còn là đánh đá kết luận, chị Hiền ạ, vậy thì tiền nhiều không hề mang lại hạnh phúc, thậm chí ngược lại, chỉ có sự chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, mọi khó khăn và mệt mỏi, mọi thành công và thất bại luôn có nhau bên cạnh mới đem đến hạnh phúc. Hiền bỗng ngộ ra một điều đơn giản, theo logic ấy, sự tan vỡ của hôn nhân lần trước có cả lỗi rất lớn của mình, chứ không thể đổ hết tội cho anh ta. Còn bây giờ, dường như số phận lại mang cơ hội đến cho mình đây. Hãy chấp thời cơ, đừng để vuột mất. Hiền ơi, mỗi người chỉ có một cuộc đời và mình đã lãng phí mất một nửa rồi. Tính tuổi đàn bà đúng nghĩa, tức là từ khi có kinh nguyệt đến khi mãn kinh, chỉ có hơn 30 năm, mình đã để trôi qua mất 25 năm rồi. Chỉ còn vài năm nữa thôi, không được phép hoài phí tiếp nữa. Có lần, thời còn mặn nồng trong cuộc hôn nhân trước, cô đã từng nói với chồng, em ước nhà mình không nhiều tiền, nhưng bữa nào cũng được ăn cơm cùng nhau, rồi thỉnh thoảng đi xem ca nhạc, đi cà phê, đi du lịch. Chỉ có thứ gia đình như thế trong tiểu thuyết của em thôi. Cô giáo dạy văn ạ, ai cũng cần làm học máu mồm ra để có tiền mà sống, có tiền cho cô tiêu tùy ý, sướng quá lại hóa rồ. Nhưng thời ấy, quả thực cô chẳng biết tiêu tiền vào việc gì cả. Mua quần áo mỹ phẩm cũng có giới hạn. Giờ Hiền vẫn hậm hực chuyện đã qua. Mình mua mỹ phẩm, mình làm đẹp để làm gì cơ chứ? Thằng chồng không thèm ngó đến. Người ta sắm quần áo đẹp là để chồng ngắm cái thân thể mỹ miều, quyến rũ chồng vào những cuộc tình tính tang đầy lãng mạn. Nếu chồng chẳng thèm nhìn thì sắm đồ đẹp cho ông hiệu trưởng ngắm à? Trong tâm thức mình, Hiền đã đinh ninh nhất định sẽ chứng minh không nhiều tiền vẫn hạnh phúc. Bây giờ, dường như sau giấc ngủ đêm quá dài, đến mấy năm trời, cơ hội đến rồi, cô chỉ cần một người như Hạo yêu thương mình thôi. Điều ấy cô ước ao một thời sẽ trở thành sự thật. Nhìn anh ăn ngon miệng, cô thấy hả lòng bỏ công mình nấu nướng. Nếu lấy nhau, lương cô thu nhập của anh dù ít thì vẫn đủ để sống thật hạnh phúc. Ôi ước gì, trong tâm tưởng, Hiền tự hứa nhất định phải mời anh ăn một bữa ăn khác đàng hoàng để rửa sai hôm nay. Nấu nướng giỏi cũng nên khoe với chàng chứ, đàn ông yêu bằng dạ dày mà cô bé. Biết đâu trong ý nghĩ anh, hình ảnh mình là một cô gái đoàn thì sao nhỉ? Họ ngồi xem tivi một lát, nói chuyện thời sự, bàn chuyện ca nhạc, phim ảnh. Hai người kẻ tung người hứng, tỏ ra rất ăn ý. Cô thực sự ngạc nhiên về những câu đùa tương tự nhưng hàm chứa tri thức sâu sắc mà những nhận xét đánh giá ấy của anh thật tự nhiên, không cần cầu kỳ cố tạo ra. Hiền lý giải sự thông tuệ của chàng thợ sửa xe cũng là tự giải thích cho mình về anh. Nhà anh có cả tủ sách khổng lồ, chắc chắn anh đọc rất nhiều thì vốn sống mới phong phú thế, như một quyển bách khoa toàn thư vậy. Ở bên anh, mình như một cô bé con mới lớn, ngay cả văn học là lĩnh vực của mình,
Thế mà anh cũng lấn sân, nói một cách tự tin, hiểu biết sâu sắc hơn cả mình. Thích quá đi, thật may mắn, không một người phụ nữ nào phát hiện ra một tâm hồn phong phú, một trí tuệ uyên thâm như thế. Ẩn dưới cái áo bạc dính đầy dầu mỡ của anh thợ sửa xe máy, Hiền nhìn anh y như một cô bé đang dậy thì ngắm thần tượng vậy, tò mò hỏi anh: buổi tối anh thường làm gì anh? Thì cũng nấu ăn sơ sơ, mang cơm lên vừa ăn vừa xem tivi, đọc sách, viết lách chút cho vui. Còn em thì cũng như anh, nhưng đọc sách em thường vào ban ngày, thứ bảy chủ nhật, chứ buổi tối em hay buồn ngủ lắm. Mỗi sáng vì thế em lại dậy rất sớm đi bộ, thể dục. 6 giờ sáng em đã về tưới cây, tưới hoa, tưới rau, rồi đọc sách nửa tiếng mới đi dậy. Hoạt động thế là tốt đấy, hài hòa giữa thể lực và tinh thần. Anh cũng thích vậy, nhưng đất nhà anh cần nhiều công sức mới cải tạo trồng rau trồng hoa được. Cỏ lút đầu và chuột rúc rích suốt ngày. Thế mà nó không cắn xác anh à? Anh nuôi một con mèo, nhưng nó bắt không xuể, trong nhà chuột không dám vào đâu. Chú mèo nhà em mới mất, nhớ thương đứt ruột. Hai người lại chuyển qua đề tài làm ăn kinh tế, hóa ra anh cũng nhiều ý tưởng hay phết. Cô giáo lương hạn chế, nhưng em vẫn phải dạy nhỉ, bởi đó là trách nhiệm xã hội mà, đó cũng là sự khẳng định mình nữa. Xong, để nâng cao chất lượng cuộc sống thì cần có nhiều tiền. Lấy đâu ra được anh? Em đang ngồi trên đống tiền đấy chứ, tự em không nhận thấy à? Em ngồi trên đống tiền, anh đùa dai thế với người nghèo là tội lỗi đấy. Chứ sao nữa, chính em đang phí phạm. Nếu là anh, căn nhà này phải đẻ ra tiền ít cũng vài chục triệu đồng đến 100 triệu đồng mỗi tháng. Xưa này Hiền không hề có ý tưởng gì về làm kinh tế, không một ý nghĩ nào về việc phát huy những gì hiện hữu để làm ra nhiều tiền. Trước thì nhờ chồng làm ra, giờ thì thậm chí có tiền cũng chẳng biết để làm gì, nên hoàn toàn không hứng thú. Tuy vậy, cô vẫn ngạc nhiên hỏi: 100 triệu đồng, anh vẫn đùa em à? Thật đấy, ví dụ nhé, em mua hoặc thuê một căn hộ chung cư, gái già đằng nào cũng ế chồng rồi. À quên, ý anh là gái trẻ độc thân, chỉ cần một phòng ngủ thôi. Đồ tồi. Hạ vẫn từng nói như không nghe thấy câu mắng, thể hiện sự bực tức rõ khi anh gọi cô là gái già ế chồng. Em cải tạo ngôi nhà này để cho thuê văn phòng là thích hợp nhất, hoặc phương án khác, đập bỏ ngôi nhà này để lấy đất xây nhà cao tầng với số vốn cỡ 5 tỷ đồng để cho thuê văn phòng căn hộ. Nếu có vốn thì tốt, nếu thiếu vốn thì mang chính sổ đỏ nhà đất này đi thế chấp vài ngân hàng, sau trả dần, mỡ nó, dán nó thôi mà. Ờ, anh... Quả là ý tưởng rất đơn giản, nhưng hẳn nhiên rất khả thi. Điều này khiến Hiên choáng váng, vì không bao giờ cô mày mày nghĩ đến giải pháp này. Vậy mà Hạo vẫn tỉnh queo nói tiếp: phương án 1, tối thiểu được 70 đến 80 triệu đồng mỗi tháng. Phương án 2, tối thiểu thu nhập 200 triệu đồng mỗi tháng, tha hồ đi du lịch, đi chơi, hưởng thụ cuộc sống. Nghe được anh nhỉ? Ừ, hơn thế nữa cơ. Có khi vì vậy mà lừa được một con dê cỏn nào cũng nên ý chứ. Bọn trai trẻ tậu trâu giá, nhưng với được cả chuồng trâu rõ to thì sướng quá rồi. Hứ! Cô không bực tức vì sự trêu đùa của anh mà Hiên choáng váng khi nghe những con số Hạo nói ra. Quả thực, cô chẳng có dự kiến gì khi bỗng nhiên có nhiều tiền. Từ lâu rồi, cuộc sống với cô thật đơn giản. Đi dạy, nhận động lương còm cõi, sống đạm bạc, hè đi chơi ít ngày với con trai. Cô ngơ ngác nhìn anh, hỏi ngô nghê như một cô bé: ờ, nhiều tiền thế để làm gì hả anh? Em đùa à? Vợ chồng đi du lịch Hàn Quốc, Đài Loan, Canada, châu Âu, mua xe ô tô để chiều thứ bảy chồng chở vợ đi mua sắm, đi xem phim, thỉnh thoảng đi nghỉ resort, đi khắp nơi để hưởng thụ cuộc sống. Xả vời quá, em chưa hề nghĩ đến bao giờ. Thì bây giờ nghĩ đi, có muộn đâu. Hiền lại lan man nghĩ về điều khác, chứ không phải dòng ý nghĩ về làm ăn kinh tế như anh gợi ý. Phụ nữ mà. Lần đầu tiên cô nghĩ theo một hướng khác tư duy trước đây. Vợ chồng là một tổng thể hài hòa. Vợ quét cái nhà không còn một hạt bụi, nhưng không thể nhấc cái tivi lên để quét hết bụi ở đó, cũng không thể tháo cái điều hòa nhiệt độ ra để lau bụi
bảo dưỡng, không thể kéo cái máy giặt ra để làm vệ sinh, một loạt việc khác như anh vừa làm. Thế nên phụ nữ cần đàn ông, ai cũng phải có chồng thì cuộc sống mới hài hòa. Cô thậm chí triển khai cả những ý nghĩ của con Lan vẫn thường nói, việc sửa điện, sửa cửa và đủ thứ linh tinh ấy của chồng chứ, thế mới cần người chồng. Còn anh cứ làm tốt việc của mình đi, mấy thứ vặt vãnh thì để nàng lo. Cái việc làm ăn kinh tế cũng vậy, đòi một cô giáo dạy văn tính toán làm ăn kinh tế thì thật trái khoáy việc ấy của chồng. Nhưng nàng sẽ chia sẻ cùng anh chồng các ý tưởng, đưa ra các đơn đặt hàng cho cuộc sống. Nàng sẽ chia sẻ với chàng những căng thẳng khó khăn. Nhưng nàng Hiền cũng nghiêm chỉnh tự kiểm điểm mình. Đúng là việc ấy trước đây mình đã quá đoảng, đó là tác nhân quan trọng đẩy người chồng cũ vào lỗi lầm. Còn bây giờ nhất định không như thế nữa đâu. Cô mỉm cười nói với anh mà như hoạch định chính cuộc đời mình với việc sử dụng những ý tưởng của con bé Lan. Em không nghĩ nhiều về những việc ấy đâu. Đó là vùng dành cho anh. Hiền cố tình nói vấp như thể cho anh rồi kịp dừng để sửa. Dành cho ông chồng trong tương lai. Em sẽ là người cổ vũ nhiệt tình, tạo một hậu phương vững chắc, hỗ trợ cho anh chồng ra tiền tuyến mặt trận làm ăn. Mỗi người làm tốt chức trách của mình là ổn, đâu phải chồng làm gì mình cũng phải sấn sổ can thiệp, anh nhỉ? Tuyệt, ý kiến xuất sắc, thế mà không đưa vào thực tế để khỏi ế chồng. Hức, chọc quê người ta. Đúng là một ý nghĩ chuẩn, nên trêu như thế. Song Hạ quay nhìn đấu mắt với cô, thái độ có phần vỉ nể. Thông điệp hai cặp mắt trao nhau đầy ẩn ý, hiểu nhau cả mà vẫn còn một khoảng cách giữ ý giữ tứ. Cô bỗng thấy thắc mắc, vội hỏi luôn điều chợt nghĩ ra. Anh nói hay thế, sao không áp dụng ở chính nhà anh ấy? Hạo không giật mình, không khống chế, không lảng tránh mà hạ giọng tâm tình. Khi bố mẹ anh còn sống thì anh đang có vợ ở nơi khác, khi đó chưa quan tâm việc ấy được vì công việc và cuộc sống đang ổn định. Hơn thế, tư duy lúc đó chưa kịp đổi mới theo sự phát triển kinh tế thị trường của xã hội. Ly dị rồi, anh chán nản chẳng muốn làm gì nữa. Rồi bố mẹ anh ốm nặng một thời gian dài, lần lượt mất, nên đầu óc anh không thể phân tâm sang chuyện làm ăn mới được. Bố mẹ anh mới hết tang nên theo phong tục trước đó không được làm gì. Còn bây giờ anh đang chuẩn bị làm đấy chứ, có chương trình cả rồi. Cô sôi nổi, hào hứng nói như thể đã hiểu hết hoàn cảnh của anh. Em hiểu rồi, hóa ra nghề sửa xe của anh chỉ cho vui nhỉ? Không làm cho vui đâu, kế sinh nhai đấy. Xong vừa làm thợ sửa chữa xe máy để có tiền sống qua ngày, anh vẫn đau đáu ngẫm nghĩ cách thoát cảnh bần hàn, vượt lên khỏi số phận hầm hiu. Mọi sự giờ đã sáng rùa hơn nhiều rồi, các chương trình của anh đang tiến triển tốt, đúng hoạch định anh đặt ra. Dường như có sự hiểu biết nhau hơn, Hiền cũng tâm tình. Làm kinh tế em chẳng biết đâu anh ạ, có nghĩ cũng không biết cần thoát số phận nghèo túng thế nào. Anh nghĩ làm gì có ai biết tất cả, nhưng đừng thờ ơ quá. Để cái ông chồng làm gì thì làm, mà vợ chồng cần chung tay. Làm to không được thì góp sức bé, thế gia đình mới bền vững chứ. Đúng, đúng thế anh ạ. Cô ngạc nhiên về những nhận xét sắc sảo, những dự kiến làm ăn táo bạo của anh. Anh đâu chỉ hiểu về đời sống xã hội mà cũng biết rất vững về kinh tế. Hiền tự nhủ, mình hiểu rồi, nhiều người là trí thức cũng không có những ý kiến nhận xét hay như vậy. Đúng là hãy từ từ, đừng vội nhận xét về ai khi mới chỉ nhìn hình thức bề ngoài của họ, hay thấy thân phận họ thấp kém, áo quần dính lem dầu mỡ, mà trí tuệ uyên thâm, tâm hồn trong vắt, thế mới hiếm có khó tìm đấy, cô bé ạ. Hạ quyết tâm đi, quyến rũ bằng được chàng trai này, cô bé nhé. Trên TV chiếu cảnh cô gái đang âm thầm khóc vì đã 12 giờ đêm, mâm cơm cô chờ chồng vẫn chưa về ăn, giống hệt hoàn cảnh mình ngày xưa Hiền hỏi. Anh nghĩ sao về gia đình trên phim này, họ có hạnh phúc không? Một sự ngộ nhận về hạnh phúc thôi em ơi. Dù nhiều tiền mà vẫn bất hạnh, công việc gì cho anh chồng vào lúc 10 giờ đêm? Đó chỉ là biện hộ cho những trò chơi bời đảng điếm vô độ của anh ta thôi. Nếu gia đình
không đặt trên hết thì làm gì có hạnh phúc, nhiều tiền thậm chí càng khổ ấy chứ. Em cũng nghĩ vậy đấy. Những ý rất thú vị, hiện nảy ra ý định tìm hiểu kỹ hơn về anh thợ này. Hẳn nhiều sách thế, nhất định anh ấy có sử dụng mạng xã hội. Cô thử gợi ý, anh có dùng G cộng, Facebook hay Zalo không ạ? Thì cũng sử dụng mỗi thứ một chút cho khỏi lạc hậu thôi. Kết bạn với em nhé, nick của em đây. Cô chỉa cái smartphone của mình trước mặt anh. Hạo cũng mở cái máy của mình để kết bạn. Nàng sướng từng từng nghĩ, anh chết với em rồi. Trên mạng, anh sẽ bộc lộ đầy đủ về mình, có tài thánh cũng không giấu được đâu nhé. Để ăn chắc, cô phải nói rõ hơn ý đồ kết thân với anh của mình. Em thích tám chuyện đêm khuya lắm, nếu không thích thì anh nói trước nhé, còn cũng thích thì... Anh cũng thích, vậy là hợp rồi, chỉ sợ em ngủ tít mất. Nói chuyện thì em tỉnh như sáo, đọc chuyện khuya thì em mới buồn ngủ. Đồng hồ đã chỉ 9 giờ, Hạo đứng lên hỏi, mai mấy giờ em đi dậy, anh tới đưa đi. Câu chuyện đang vào nhịp, Hiền thấy hụt hẫng quá, nhưng cô ngập ngừng, chưa dám giữ anh lại khuya hơn. Nhìn ánh mắt anh rực lên khi nhìn mình, nhất là xoáy vào vòng một của mình. Hiền thấy rõ, không phải sự ra về của bình thường, mà dường như anh đang cố kiềm chế sự bùng nổ cái gì đó. Sự nhạy cảm của phụ nữ, cô hiểu anh phải đứng lên về, nếu tiếp tục ở lại, với đà này anh sẽ không kiềm chế được, mất kiểm soát hành vi. Bởi bản năng đang bùng lên dẫn dắt, nhất là khi trước mắt anh, Hiền mặc quá sexy, cười quá quyến rũ, nói quá dễ thương. Trong lòng cô vừa sợ cái bản năng đang hừng hực trong anh, vừa muốn khuyến khích vì cô tự nhận thấy mình cũng muốn. Bỗng nhiên, Hiền nhớ đã đọc được ở đâu đó câu, thà bị một người mà mình thích cưỡng dâm còn hơn nhẫn nhục làm vợ một người nhạt nhẽo mà mình không hề có xúc cảm. Nếu anh liều lĩnh bùng nổ, cô sẽ hưởng ứng win-win mà. Ánh mắt cô ngước lên đầy mời gọi khuyến khích. Kìa, anh cứ liều mạng đi, cứ nói anh yêu em, rồi ôm hôn em, rồi làm gì cũng được. Em không trách anh đâu, em sẵn lòng mà, em cũng muốn thế. Chính Hiền kinh ngạc với ý nghĩ phá cách của mình. Thật không thể tưởng tượng nổi một phụ nữ đoan trang nết na lại nghĩ như vậy. Song dù cố lái, cô không thoát được ý nghĩ muốn anh chiếm đoạt mình, thầm tự hỏi. Hay mình cần chủ động hơn, gợi tình lộ liễu hơn để anh không ngại nhỉ? Cô biết anh đang cố tự kiềm chế để không cho bản năng dẫn dắt. Anh lo ngại sẽ mất sạch nếu phạm quy. Cô băn khoăn, nếu bây giờ mình lả lời một chút, nhõng nhẽo một chút, buông thả tí nữa, nhìn anh đắm đuối hơn, thậm chí liều áp sát anh, nhất định anh sẽ chết chìm trong tình cảm của mình. Có mất gì đâu. Đây là cuộc chơi win-win, cùng được cả, chứ có ai cho ai, có ai mất gì đâu. Sắp 40 tuổi rồi, cuối thu rồi, không sống cho chính những xúc cảm của mình, sự khao khát thỏa mãn của bản thân thì hết cơ hội, chứ làm gì còn một hoàn cảnh trời cho thế này nữa chứ. Khi 50 tuổi thì có đi mời miễn phí, người ta cũng thèm vào ấy. Nghĩ thế, nhưng trời xui đất khiến thế nào đó, Hiền lại nói mà hỏi như một câu lạnh tanh, thật chẳng có chút tình cảm nào. Phiền anh quá nhỉ? Đừng ngại, em thích đón ở đâu, giờ nào xuống chỗ nào, anh sẵn lòng phục vụ mà. Vậy mai 6 giờ 30, anh đến chờ em nhé. Tuần lệnh người đẹp. Thế là nàng nghĩ một đằng mà nói ra lời một nẻo, vì bị tình thế cuốn đi, mất cơ hội trời cho. Anh ngồi lên xe, định đưa tay ra bắt, nhưng lại ngại cô đánh giá mình sỗ sàng quá, nên chỉ giơ tay lên là một cử chỉ chào tạm biệt thôi, rồi nổ máy vào số kéo gà lên. Hạo đi rồi, Hiền vẫn thẫn thờ ngóng theo. Lần đầu tiên cô thấy cảm giác bâng khuâng thiếu vắng, dù anh mới chỉ đến nhà với mình mấy tiếng trước. Đóng cửa vào xem tivi, nhưng nội dung phim không hề lôi cuốn được cô nữa. Bây giờ nhìn đâu cũng thấy dấu tích bàn tay anh, từ cái công tắc đến cái tivi, từ cái cánh cửa đến cái tủ. Nụ cười cởi mở của anh hiện hữu ở mọi nơi trong căn nhà cô. Hiền tự chất vấn chính mình, sao thế nhỉ?
Rõ ràng mình cảm giác như đã quen thân anh rất lâu rồi, nhưng anh vốn vẫn đến đây. Rõ ràng mình thích anh ở lại. Rõ ràng mình muốn chủ động hiến dâng, muốn lả lơi buông thả. Thế mà mình lại làm mặt lạnh tanh, nói không chút tình cảm nào cả. Thế nên anh về mất. Thế nên mình thành cô đơn đêm nay. Thêm một đêm tiến đến tuổi già, thêm một đêm xa tuổi trẻ. Trời ơi, ngu ơi là ngu, ngu thế Hiền ơi. Cô chỉ muốn vả vào mặt mình để trừng phạt sự ngu ngốc đã để anh về mất. Hiền soi gương, xoay qua, xoay lại, nhớ đến lúc anh chạm vào hông mình, một cảm giác thật gần gũi thân mật. Cô lại nghĩ, anh ấy có chê mình xấu, mình già không nhỉ? Anh có thấy mình xinh không? Mình xử sự như vậy có quá thân mật để anh coi thường không nhỉ? Mình có lạnh quá khiến anh thất vọng không nhỉ? Dường như các câu trả lời đều rất tốt, anh ấy nhất định thích mình. Có điều đáng ra phải giữ anh lại thì để anh về mất. Tiếc quá, hãy cố lên. Cô bé, cả đời chưa bao giờ có cơ hội quen thân ai hợp tính, hợp quan điểm, hợp lối sống như anh đâu. Đừng để vuột mất nhé, bé Hiền. Tắt tivi, Hiền vào nhà vệ sinh, vẫn thấy sự hiện diện của anh ở cái máy giặt, cái quạt thông gió. Cô vào giường đi ngủ, lại vẫn thấy hình ảnh anh khi làn gió mát rượi thoảng nhẹ từ cái điều hòa nhiệt độ. Khác hẳn mọi ngày, nó cứ ẻ ẻ khó chịu mà chẳng mát. Cô nhắm mắt, nhưng giấc ngủ không đến với Hiền vì hình ảnh Hạo cứ đâu đây quanh mình. Trong ý nghĩ cô còn liều mạng hình dung anh ôm hôn, lùa tay vào người mình, đưa cả tay vào ôm lấy mình. Thử đặt vào hoàn cảnh anh, Hiền thắc mắc, ôi sao anh không làm thế nhỉ, em đã bật đèn xanh rồi mà anh. Có trong cảnh giường đơn gối chiếc mới cảm thông với nhau. Linh là một đứa bạn của Hiền, nó làm giám đốc chi nhánh ngân hàng, đã bỏ chồng một cách không luyến tiếc vì anh ta lăng nhăng gái gú. Đồng cảnh nên Linh thường gọi Hiền đi cà phê tán gẫu. Có điều quan điểm của mình mềm hơn, không thẳng băng như Linh. Có lần nó bảo, tao có thể đến già vẫn không thể tìm được người phù hợp làm chồng Hiền ạ, nhưng không bao giờ tao hạ thấp tiêu chuẩn kiểu vơ bèo vạt tép. Quan điểm của Linh có phần trùng hợp với Hiền, nhưng cách giải quyết cụ thể thì nó thật quyết đoán, thật kinh khủng. Cô không thể theo nó được. Hiền hóm hình nhìn Linh, nhưng nói như đinh đóng cột. Nhưng không có người hợp toàn diện với mình đâu, đừng có mơ Linh ơi. Thì đành rằng không ai hợp hết với ai, mà khi lấy nhau về tự khớp dần, nhận nhượng, nhường nhịn với nhau. Nhưng những nguyên tắc cơ bản thì không nhân nhượng, ít ra cũng có hiểu biết thì mới dạy bảo được chứ Hiền. Nói thật, nhiều lúc tao nản lòng định chép miệng cho qua Linh ạ, thì tao cũng có lúc nghĩ thế. Nhưng đêm quyết rồi, sáng ra người ta nói khác, làm khác, khiến mình xét lại. Thế là sổ toẹt luôn dự định tốt đẹp. Nói thật, nhiều lúc cơ thể cũng đòi hỏi, gào thét kinh khủng. Hứ, ai mà chả thế? Mình đều là con người, chứ có phải thần thánh hay tiên nữ đâu hả? Nhưng tao chủ động giải quyết vấn đề ấy. Eo ơi, tự mình ấy hả? Không, cách giải quyết nửa vời ấy chẳng ăn thua, xong càng thấy cô đơn. Thế bằng cách nào vậy? Thích tao bảo luôn, cứ thử rồi biết. Tò mò quá, nói đi. Rồi Linh kể. Lúc đầu tao cũng ngại ngùng kinh khủng, nhưng được bà chị xếp trên động viên, tao theo, rồi thấy hay hay, tự mình cũng đi được, chẳng cần ai dẫn nữa. Hết giờ làm việc, bà chị ăn mặc giản dị, chỉ mỗi cái túi nhỏ được ít tiền, đến điện thoại cũng không mang theo đâu. Chị yêu cầu tao cũng ăn mặc thế cho tiện, rồi quy ước gọi là chị Hạnh, còn chị gọi tao là Phúc. Taxi đến chở tới chỗ nào đó xa lắc, rồi chuyển sang xe của bên cung cấp dịch vụ, lại đi xa tít khỏi thành phố, đến 6-10-7 km, chị dặn. Họ bảo gì, cứ nghe thế làm theo, chị bảo hết rồi, nhưng cho nhân viên tùy tâm, ví dụ 200 hay 500 nghìn đồng. Đầu tiên là bữa ăn nhẹ, trong phòng ăn toàn những tranh ảnh trai gái, trong đó trai thì toàn trẻ, gái thì toàn nạ dòng. Họ chụp ảnh rất khéo, không để nhìn ra mặt ai cả. Người ta phân chia, rồi mỗi người theo một cậu cao to lực lưỡng. Người mình được phân tự xưng hùng, cỡ tuổi thằng em trai áp út của mình. Cậu ta tế nhị, đỡ nhẹ sau eo khéo léo bảo nhỏ,
giờ chị Phúc thích xưng hô theo tuổi hay thích em đóng vai anh? Cậu cứ theo thông lệ, vậy thì nàng Phúc phải gọi là anh Hùng, xưng em Phúc, đồng ý không? Vâng anh ạ. Đến phòng riêng, Hùng massage cho em Phúc. Các công đoạn sau thì khỏi mô tả nhé. Khi xong xuôi mọi chuyện, ăn nhẹ rồi chia tay, khoản tiền bo, mình tặng chàng 1 triệu đồng luôn vì quá hài lòng. Dường như mọi tế bào của mình được làm tươi lên, thông mọi mạch máu, xóa sạch muộn phiền, phá tan tất cả mệt nhọc. Người mình như thể được cải tử hoàn sinh vậy, hiền ạ. Thế rồi, Linh kết thúc câu chuyện với một câu hỏi. Thế nào, muốn không? Chịu, tao không vượt qua được chính mình đâu. Nói vậy, nhưng cơ thể Hiền cũng bừng bừng. Chỉ có điều giải tỏa theo cách của Linh thì cô không thể. Điều ấy chứng tỏ Hiền là người phụ nữ bình thường và việc có một chàng làm chồng là nhu cầu tất yếu. Dường như chính là chàng Hạo đây. Hiền nhắm mắt lại để nhìn thấy chàng trong ký ức mình, khỏe mạnh, ăn nói bốp chát, cư xử tế nhị. Cô tự trả lời mình dứt khoát, phải là con người thật, có sức khỏe, có tình cảm, có lý trí, có nghị lực, chứ nhất định không chỉ là một con đực theo cách của Linh muốn đưa mình vào, nó chẳng khác một con vật. Cô vùng ngồi dậy, giở smartphone, dò tìm Zalo và Facebook của Hạo để xem trang của chàng. Thông tin anh đưa lên không nhiều nhưng khá chất lượng. Điều đó nghĩa là anh chọn lọc và ngẫm nghĩ kỹ trước khi post lên mạng. Bạn bè anh cũng không nhiều, song đều rất đàng hoàng, không hề có phụ nữ trẻ trong số bạn bè anh. Hiền nhìn chăm chăm vào cái ảnh đại diện trên trang của anh, đoán xem giờ này anh đang làm gì. Rất có thể chàng cũng đang xem trang Facebook của mình đấy. Anh có nghĩ rằng mình đã phải lòng anh không nhỉ? Cô lại xăm soi mọi ngõ ngách trên trang Facebook của Hạo. Điều đặc biệt, anh viết khá nhiều ghi chú trên trang Facebook, những mẩu chuyện ngắn nhưng hàm ý nghĩa sâu sắc, như phát hiện sắc sảo về cuộc sống xung quanh. Chỉ một chuyện đơn giản, ai cũng có thể gặp như một cô bán vé xổ số. Thế mà anh nhìn ra một nhân cách đáng nể khi cho cô ấy 2.000 đồng. Cô ta từ chối vì không phải là người ăn xin. Khi tìm hiểu kỹ hơn, anh phát hiện ra cô bé không chấp nhận bán mình để sống, trong khi nếu chấp nhận thì ngày nào cô cũng có 200.000 đồng mà không cần đi bán 200 cái vé số, mỏi rạc chân, khát khổ cổ. Anh đúng là một người sống nội tâm sâu sắc. Hiền ngỡ ngàng phát hiện ra điều tạo ra sức hấp dẫn của anh với mình, cứ như trời sắp đặt thế này, hợp với mình đến từng chi tiết. Đang nhắm hở mắt, hình dung chàng là chồng mình thì sẽ như thế nào thì điện thoại tít. Bất ngờ Hiền nhận được lời chúc ngủ ngon của anh Hạo gửi qua Messenger. Cô nhảy dựng lên sung sướng như được tặng một món quà lớn vậy. Chỉ là một lời chúc mà cô đọc đi đọc lại, cất điện thoại rồi Hiền lại mở ra đọc mãi. Khi đã ngấm lời chúc của anh, cô nháp đọc đi đọc lại rồi cũng gửi lời chúc anh. Chỉ một giây sau, cô đã nhận được đáp từ là một biểu tượng trái tim yêu thương. Cô phóng to cái biểu tượng ấy, cảm nhận được tình cảm tràn chứa trong đó. Mình yêu chàng thật rồi, còn chàng có thích mình không nhỉ? Nhưng nghĩ vẩn vơ nên cô chưa thể ngủ, mở ra đọc tất cả những ghi chú của anh để hiểu về con người này. Càng đọc, cô càng cảm phục hiểu biết vốn sống của anh, đặc biệt những cảm nhận của anh về một bộ phim, một tiểu thuyết thường rất tinh tế, thú vị. Hầu hết các phim và truyện ấy Hiền cũng đã xem, nhưng không phát hiện ra những vấn đề anh nêu ra, càng thêm thích thú hơn. Từ trước đến nay, cô luôn cho rằng mình sâu sắc hiểu biết nhiều người khác hời hợt đơn giản. Giờ đây không phải người ta nhận xét, mà chính cô nhận ra mình hời hợt, rất hời hợt so với anh. Cô tự đánh giá, so sánh mình với anh. Chết dở nhỉ, anh ấy tinh tế thế, sâu sắc thế, thì còn nói chuyện với mình, anh ấy có chán không? Có thấy mình đơn điệu không? Chắc chắn có. Vậy thì mình phải quyến rũ anh bằng những cái anh đang cần, đang muốn ở người phụ nữ, ở người bạn đời tương lai. Hiền tự xác định trận địa quyến rũ của mình, đó là nữ tính, là nữ công gia chánh, là nấu ăn, là khéo léo tiếp khách, là tinh tế trong lựa chọn trang phục, là ánh mắt, là nụ cười, là nét uyển chuyển,
là lời nói dí dỏm dễ thương. Không đơn giản đâu, nàng Hiên nhé, cố lên. Thực ra thì Hiên chưa ý thức được, cái đầu tiên nàng hấp dẫn chàng là hình thức bề ngoài xinh xắn dễ thương, nét dịu dàng, những câu đối đáp rất thẳng thắn mà ý nhị, vừa chứa cảm xúc vừa đậm tình cảm. 2 giờ đêm, cô mới phát hiện ra Facebook của anh có liên kết với 2 trang blog của chính anh. Không nhiều người theo dõi, nhưng vẫn được chăm chú khá kỹ. Cô thấy rõ, hóa ra một trang chứa các sáng tác văn học, trang kia chứa các nghiên cứu chuyên môn, ngành cơ khí, đều của riêng anh. Tận 4 giờ sáng cô mới chợp mắt ngủ, sau khi phát hiện tiếp, anh là thành viên một nhóm văn chương mà cô rất thích. Nhiều chuyện của anh đăng trong nhóm với bút danh khác cô đã từng đọc mà chưa biết gì về tác giả. Hóa ra chính là anh. Quả là chàng trai tài hoa ẩn dưới cái áo thợ đầy dầu mỡ là một tâm hồn phong phú, một tình người thấm đẫm. Cô cảm thấy mình đang sở hữu một khối kim cương giấu trong bọc rẻ đầy dầu mỡ nhèm nhuốc. Hiền run lên khi e sợ có nhiều người khác tham lam cũng sẽ biết trong cái vỏ bọc xấu xí, hôi hám kia là một kho của quý, bởi không ít người đọc là những phụ nữ danh giá xinh đẹp và ca ngợi anh thật lòng. Cô thở dài sườn sượt nghĩ. Linh cảm ban đầu về một người trí thức hòa lẫn một người thợ của mình thật chính xác. Đâu có nhiều người thợ tay đầy dầu mỡ lại có tủ sách to như vậy. Đâu có trí thức nào lại đi sửa xe máy kiếm sống mà nụ cười vẫn tươi rói, yêu đời như thế. Hấp dẫn quá, nhưng Hiền phải tắt máy đi ngủ, cần phải chợp mắt để còn tỉnh táo đi dậy. Sáng mai còn phải tươi tắn trước anh nữa, sẽ đọc sau vậy. Thế mà mãi mới chợp mắt được. Trong giấc mơ, nàng đang thấy được anh hôn. Cô sung sướng vươn tay ra ôm chàng, thì chợt tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức lảnh lót. Đã 6 giờ sáng rồi, tiếc ơi là tiếc, nhưng phải nhanh tay, anh sắp đến bây giờ. Sáng ấy, Hiền chọn mãi mới được bộ áo dài phù hợp để ngồi sau xe một anh thợ. Hóa ra, anh cũng mặc khá bảnh bao, không giản dị như hôm qua nữa. Sự chuẩn bị trang phục của cô để ngồi sau xe một anh thợ là thừa. Rất đúng giờ, anh đến đợi cô ở cổng. Vừa nhìn thấy Hạo, mặt cô đã đỏ lựng vì chợt nhớ đến giấc mơ hôn anh và được anh ôm hôn. Hạo cười tươi rói hỏi, em ăn sáng chưa? Em hẹn sớm 30 phút là để mời anh đi ăn sáng đấy. Ôi thế à, chúng mánh rồi, đúng là bước chân phải, đi thôi. Chúng mình đi ăn bún chả cá nhé. Nhật trí luôn, anh dễ nuôi mà. Cô đương nhiên tự cho mình lọc lõi tình trường, thế nhưng cái bản năng phụ nữ vẫn lổ lộ ra trước con mắt chàng Hạo không hề kém trong lĩnh vực ấy. Ngay từ hôm trước, anh đã thấy những tín hiệu xanh từ cô nàng rồi, nhưng ngay sáng này, thấy mặt Hiền đỏ vầng vỡ là anh hiểu ngay điều đang diễn ra trong tâm hồn cô nàng. Điều này thêm một lần nữa khẳng định cái cảm giác ban đầu thật chuẩn xác. Hai người có lúc im lặng đến cả phút để theo đuổi những ý nghĩ riêng mà thực chất họ đều hướng về nhau, giải mã nhau để gần nhau hơn chứ không phải để tìm hiểu nữa. Họ chọn ngồi ở góc xa dưới một gốc cây để vừa ăn vừa nói chuyện. Thường cô gọi tô nhỏ nhưng hôm nay gọi luôn 2 tô to để chia sẻ bớt cho Hạo. Chợt nhớ trong các trang của anh có rất nhiều ảnh của cô con gái, nhưng không hề có ảnh của người vợ cũ. Chỉ mấy ảnh chắc chị vợ đứng giữa nên bị cắt bỏ, ghép lại chỉ còn 2 bố con. Nhưng thấy rõ đó là ảnh đã xử lý. Cô không giấu được sự tò mò hỏi, ly dị anh có buồn không? Tàn vỡ gia đình thì vui sao được, nhưng quen rồi phải thích nghi chứ em. Chị ấy lấy chồng rồi, sao anh không lấy vợ đi để ổn định? Không người phụ nữ nào phát hiện ra gã thợ sửa xe máy là vàng ròng, cần khẩn trương chiếm hữu kẻo mất cơ hội. Lỡ có thì sao? Thì sốc tới chứ sao nữa? Càng ngày, Hiền càng thấy mình có thiện cảm với anh, rất thích nghe anh nói chuyện, nhất là khi cùng xem tivi. Thử rũ bỏ hình ảnh Hạo bằng cách nhắm mắt nghĩ về người khác. Người khác vẫn chỉ nụ cười của anh, điệu bộ lãng tử của anh chiếm tâm hồn mình. Cô tự chế giễu mình, mày say nắng chàng rồi Hiền ơi, bây giờ không phải xét lại điều đó mà hãy làm gì đó để anh hiểu tình cảm của mình, để anh không còn ngại ngùng nữa.
nhu cầu được chuyện trò giao tiếp với anh đã đến mức cồn cào không chịu nổi. Thử cố tập trung xem một phim truyền hình thì mỗi cảnh trên phim Hiền đều hình dung anh sẽ nói gì nếu cùng cô xem. Người chồng mà cả ngày chẳng giao tiếp gì ngoài lúc lên giường thì chán chết. Cô thích người luôn bộc lộ quan điểm trước mọi vấn đề của cuộc sống, của xã hội. Tranh cãi nhau kịch liệt cũng được, để đi đến thống nhất, cùng nâng hiểu biết của mình lên. Anh chính là mẫu hình cô chờ đợi lâu nay, giờ mới thấy. Khi chuyện trò với Hiên, anh nói không đao to búa lớn, nhưng rất thực tế, nhân văn và có trách nhiệm xã hội, khiến sức thuyết phục rất cao. Cô thực sự muốn trao đổi với anh, mạnh dạn đề xuất. Em đã có số điện thoại của anh và các nick mạng xã hội của anh rồi. Đọc tác phẩm của anh rất thích. Trưa nay, em mời anh đến ăn cơm, nói chuyện viết lách với em cho vui nhé. Em rất thích đó. Ngập ngừng, Hiền phụng phịu nói để nhấn mạnh thêm rằng lòng mình đã khó có thể thiếu anh. Anh không đến, em sẽ nhịn đói luôn đấy, chẳng muốn ăn một mình đâu. Ôi tiếc quá, chắc không được em ạ. Buổi trưa anh và cậu thợ phụ thường mua cơm hộp cùng ăn rồi xưởng xe cho khách luôn, thế mới được việc. Thầy Hiền im lặng không nói gì nữa, anh vỗ nhẹ vai cô. Tối nay thì được, thời gian rảnh rải hơn, anh cũng thích xem tivi cùng em. Gia đình mà mỗi người im im xem theo ý mình thì chán chết, phải tương tác mới thú vị chứ. Hôm nào anh em mình cãi nhau tóe lửa một trận đi. Cô phỉ cười nhưng lại bối rối khi anh một lần nữa nói y như ý muốn của mình, hơn nữa lại vô tình hay hữu ý nói gia đình. Cô cũng chốc cơ hội nói câu đa nghĩa, hy vọng anh hiểu lòng mình. Vâng, vậy tối 6:30 anh đến nhà em ăn cơm nhé, em chờ đấy. Ăn rồi cãi nhau như ý thích của anh. Cô ngỡ ngàng với chính mình khi buột miệng nói được một câu nhiều ý nghĩa là em chờ. Đó là thực lòng. Giấu điều đó mấy giờ, cô thực sự muốn như vậy mà. Hiền ngước mắt lên, chờ ý anh. Thế ánh mắt thả thiết ấy, hạo xúc động dùng cảm tràn đầy trong lòng, nhưng chỉ nói nhỏ, được rồi, nhất định anh tới. Hiền xuống xe cách trường đến 50 mét. Vậy mà bé Lan cùng Tổ Văn vẫn tìa thấy. Vừa vào cổng trường nó đã trêu, bắt quả tang, chị Hiền có người đưa đi dạy nhé, khao thôi. Thì nó vẫn trêu chọc Hiền hàng ngày thế mà. Nhưng hôm nay Hiền lúng túng đỏ mặt vừng vỡ, như thể cô gái 16 tuổi bị bắt quả tang lần đầu đi với chàng trai nào đó ở chỗ hẹn vậy. Có lẽ tình ý thấy vậy nên Lan bắt nẹt tiếp. Đẹp trai, ga lăng phết nhé. Dừng xe còn ngắm người đẹp mấy giây rồi cúi rửa quai dép cho nàng. Tuyệt vời. Chi tiết anh cúi rửa dép cho cô quả thực làm Hiên bất ngờ và xúc động. Một cử chỉ quan tâm săn sóc rất nhỏ đó là anh dành riêng cho cô, thế mà không lọt qua mắt Lan. Hiên cấu tay Lan để giấu sự lúng túng bảo, cấm nói lỉnh tỉnh, xe chị hỏng, anh thợ sửa xe cho mượn xe số, chị không quen đi nên anh ấy đưa đến trường đấy. Mắc mưu quân địch rồi, bao giờ cũng vẽ ra một lý do hợp lý. Trái tim nhạy cảm của phụ nữ mách bảo Lan, em tóm được đuôi con chuồn chuồn rồi. Bởi nếu câu chuyện chỉ như vậy thì chị không thể đỏ mặt lúng túng đến thế được. Nàng đích thị đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng đầu rồi. Mấy bà tái xuân này ghê lắm, rất dễ chết vì lụy tình. Đây là lần đầu tiên Hiền rơi vào trạng thái kỳ lạ thế. Chỉ lúc lên lớp cô mới toàn tâm toàn ý, còn gần như lúc nào hình ảnh anh cũng trong ý nghĩ cô. Mấy lần Hiên giật mình khi thoáng thấy bóng ai đó giống anh, nàng tự cười thầm, yêu rồi cô bé ơi, bị bắt mất hồn rồi Hiên ơi, đã bao giờ mình như thế này đâu nhỉ. Trưa hôm ấy Lan đưa Hiên về nhà, cô rủ nó vào ăn cơm cùng cho vui. Thì mọi người mọi khi vẫn như vậy, thì khi thì Hiên ở nhà Lan, khi thì Lan lại ở nhà Hiên. Bởi vì chồng Lan là bộ đội ở ngoài đảo, còn đi học bán trú nên trưa nó cũng đơn thân giống Hiên. Vừa vào nhà Hiên nó đã nhớn nhác nhìn, hít hít mũi rồi nói toang toác, ngửi thấy mùi đàn ông đậm đặc, nguy hiểm. Hiền lúng túng đỏ mặt vừng vỡ, thi thể ngày bé ăn vụng bị mẹ bắt được quả tang vậy. Cô chỉ còn cách mạnh miệng nói chống chế, bịa đặt. Hiền càng đỏ mặt nhiều hơn, ngạc nhiên đến mức tay chân lóng ngóng, không hiểu sao
con bé này có thể tự tin nói câu đó được, như hiểu ý là nói luôn. Không đùa đâu bà chị nhé, em cực nhạy cảm với yếu tố đàn ông đấy. Nói rồi, Lan chỉ cái công tắc điện, cái phích cắm quạt, cái cửa tủ, cái dây phơi, một lô các việc mà Lan thấy từ lâu Hiền không xử lý được. Nó phán như thẩm phán tòa án nhân dân. Anh này được, rất xuất sắc, khéo tay và chăm chỉ, là đức tính tốt đấy bà chị ạ. À, em ghét loại đàn ông xứt cái cúc áo thì nhờ vợ đính đã đành, khi cái bóng điện hỏng cũng phải nhờ người khác chứ không tự làm thay giúp vợ được. Không biết giải thích thế nào nhưng mặt Hiền vẫn đỏ lợn đến tận chân tóc. Nó nói quá đúng, đúng tim đen của cô. Còn Lan lại kể cả giọng bà chị lên lớp cho cô em gái út. Chị cần tìm hiểu rõ tại sao anh ta chừa vợ hay bị vợ bỏ. Đến tuổi 40 mà vẫn độc thân là nhiều vấn đề lắm đấy. Loại câu gái như trà chớp thì dẹp luôn chị nhé. Hiền đã lấy lại bình tĩnh, định nói một câu biện hộ cho anh, nhưng thấy không phù hợp, liền lái sang chuyện khác để thoát con mắt rảnh đời. Cái gì cũng biết như mà xó của con bé, thua mình đến 15 tuổi này. Ông xã của em Tết này có về không? Này, chị đừng có tảng lờ nhé. Ôi, em, chị luôn lắng nghe em mà. Thôi, em đùa đấy. Nếu chị cần em trinh sát giúp, thì cứ nói. Mục tìm hiểu ngầm, em tài phết. Được, chị duyệt luôn. Tuổi xuân đi vùn vụt, chị không còn cơ hội làm lại. Chỉ còn rừng rực khí thế được vài năm nữa. Sau đó sống với nhau bằng cái nghĩa thôi. Chứ chuyện chăn gối chẳng còn chất gì đâu. Lúc ấy sẽ tiếc nùi nụi vì những lúc ngực căng mông mẩy đã không tranh thủ sống hết mình, yêu hết mình. Hiền lặng cả người, nó nói quá chuẩn luôn, đúng điều cô đang nghĩ. Không thể hiểu được vì sao một đứa con gái hai mươi mấy tuổi mà nó dành đời đến như vậy. Hiền thầm nghĩ trong lòng, vấn đề tuổi đàn bà thì đúng như vậy, mình đã để phí mất mấy năm quý giá. Nhu cầu tình ái rừng rực mà phải đè nén, phải cố lờ đi, quả là sẽ đến lúc tiếc vì đã bỏ qua cơ hội hưởng hạnh phúc. Số mệnh như vậy nhưng không được phép kéo dài hơn nữa. Điều này thực ra Lan đã nói nhiều lần nhưng mình chỉ toàn kiếm cớ bào biện. Thật là một sai lầm nghiêm trọng. Giờ khi Hiền đã nhận ra sai lầm, đã có cơ hội để thay đổi tình thế, thì cô quyết tâm không lặp lại sự ngu ngốc nữa, nhất định sẽ không để tuột người đàn ông tâm đầu ý hợp khỏi cuộc đời mình. Có điều Hiền đã nhận ra sai lầm, đã có cơ hội để thay đổi tình thế, thì cô quyết tâm không lặp lại sự ngu ngốc nữa, nhất định sẽ không để tuột người đàn ông tâm đầu ý hợp khỏi cuộc đời mình. Có điều Hiền xác định cũng cần một sự tỉnh táo, không được phép mắc lỗi một lần nữa. Vậy thì sự tư vấn sáng suốt của người ngoài như Lan là cần thiết. Cô nói trùng trùng để tạm thoát sự đánh giá sắc sảo như dao của con bé mà xó này. Chị biết mà bất lực là nạ. Giữa hai người đã có sự hiểu biết lẫn nhau nhưng cách xử lý còn cách xa nhau. Lan làm điệu bộ khiêu khích với Hiền rồi lại thao thao nói, để tuổi xuân trôi đi vò võ một mình là có tội với chính bản thân mình bà chị nhé. 10 năm nữa chị có trò miễn phí cũng chẳng gã đàn ông nào thèm sờ. Biết, chị biết mà. Nhưng chịu Lan ơi, chỉ vài năm nữa thôi, chị muốn yêu. Chị muốn được yêu cũng đành bó tay đấy. Càng ngày mắm tôm càng đậm mùi. Ôi cái xuân thì ác nghiệt, đang ngắn ngủn thì chớ, lại chẳng có cơ hội tận dụng. Thế chị biết rồi, hãy dứt khoát thay đổi đi bà chị ạ. Ừ, cơ hội ngàn vàng, chớp ngày càng vụt mất. Khi tuổi còn trẻ, quờ đầu cũng ra người yêu. Lớn thêm vài tuổi là đối tượng đã ít hơn đi hàng chục lần, khó tính hơn thêm hàng chục lần. Thế nên cơ hội có được người hợp chỉ còn bằng 1/10.000 lúc trẻ thôi. Điều Lan nói đúng là đi guốc vào lòng Hiền, vì cô cũng hiểu tình thế như vậy. Quan niệm đã dần theo hướng ấy, chỉ có hành động thì chưa theo được tâm hồn thôi. Khác với mọi khi luôn tìm cách biện minh cho mình, giờ Hiên thẳng thắn hơn. Nói bây giờ chị không bao biện trốn tránh điều ấy nữa đâu, dám nhìn thẳng vào sự thật rồi. Điều ấy có nghĩa rằng đã có cơ hội thì đó là vàng ròng đấy.
Có thể đó là duy nhất trong đời chị để vuột mất mà vĩnh viễn không có lại. Chẳng ai may mắn đến mức có hai cơ hội tình duyên ở tuổi cận 40 đầu. Quả nó cũng thẳng thắn, nói vỗ mặt không khoan nhượng. Hiền cố tình cách tránh né, không tiếp đề tài này nữa. Mày cứ nói y như mẹ đẻ tao ra ấy. Em mà đã duyệt ai là chị yên tâm hưởng hạnh phúc. Đến bố chồng mà em còn mai mối xây duyên thành công với bà hàng xóm, giờ hai ông bà quý em như con đẻ đấy. Thế nên vụ này em sẽ cầm trịch, sẽ điều khiển bà chị đến đích thắng lợi huy hoàng. Hứ. Chỉ có Lan hiểu và chia sẻ được những chuyện này cùng Hiền, nó cũng kín tiếng, không bao giờ nói chuyện của người này với người kia. Xưa nay Hiền luôn tin cậy tâm sự với Lan mọi chuyện, gần như mọi ý kiến nó tư vấn Hiền đều nghe theo. Ngược lại, những chuyện về chuyên môn dạy học, Lan luôn hỏi Hiền để được tư vấn. Thế nên Hiền thành thật khai báo chuyện chàng thợ sửa xe. Ừ, thực ra tình mới mà trong tâm hồn mình thuần túy từ phía mình Lan à. Tức là chị bắt đầu hơi thinh thích mà mới quen ít ngày thôi, chưa thể nói được gì cả đâu. Lúc đầu chị tưởng mình cao giá, coi họ là rơm rác. Thế mà càng thân quen hơn, chị càng mất tự tin vì anh ấy có quá nhiều ưu điểm vượt trội so với chị. Lan gật gù phán, chị biết thế là đã thắng lợi một nửa rồi đấy. Cứ ỷ vào mình xinh xắn đáng yêu, có việc làm ổn định thì thua là cái chắc chị ạ. Xinh xắn đáng yêu ư? Bọn trẻ nó xinh hơn chị nhiều nhé. Đâu phải ngẫu nhiên mà mấy gã trai già vẫn thích gái trẻ. Máy móc của cánh gái trẻ giống như cái xe máy còn mới tinh, chỉ chạm vào là nổ máy giòn giã. Còn lớn tuổi thì nó đuổi xuân đi, nổ được máy là đã may mắn lắm rồi. Biết rồi, nỡ mà. Lan vẫn không thôi cứ thào thào. Việc làm ư, chả là gì với cánh đàn ông đâu. Họ có cơ hội gấp chị em mình hàng trăm lần đấy ạ. Đàn ông xấp xỉ 40 tuổi mà có việc làm thu nhập ổn định, muốn lấy ai từ 20 tuổi đến 50 tuổi mà chẳng được. Chị có công nhận điều ấy không mà im lặng thế? Họ chẳng cần cái việc làm của chị. Cái nhà của chị, nếu chị trẻ đẹp mà nghèo rớt mà không việc làm, có khi họ còn thích hơn ấy chứ. Vì chị sẽ lệ thuộc vào họ. Ừ, thế nên cũng không lo mày ạ. Nhưng chị cảm thấy anh ấy cũng thích, rất thích mình. Chộp luôn. Đừng ngần ngừ nữa, thả sai còn hơn hụt. Hứ. Từ trong ý nghĩ, Hiền đồng lòng với quan điểm này của Lan. Đừng có rỉnh rang nữa, quyết ảo ảo đi, kẻo cơ hội qua mất. Lan đi vào phòng ngủ của Hiền, nằm lăn ra giường, giang chân tay hít một hơi sâu, rồi phán như bà chị đánh đá cá cẩy. Mát thế, mới quen mà chàng đã chui cả vào buồng ngủ của nữ chủ nhân, bảo dưỡng điều hòa nhiệt độ thế này. Mát quá, mát quá. Còn mà xó này, cái gì cũng biết thế mày. Lan vẫn không chịu nạt lại. Em bịa đặt. Không nói thành có à? Cứ như thể mày thuộc từng chi tiết nhà chị ấy. Là em quan tâm đến yếu tố bàn tay đàn ông ở căn nhà nhiều năm chỉ có đàn bà. Em nói thật nhé, điều hòa có bảo dưỡng là em biết liền, mát và mùi dễ chịu. Để làm được, chỉ có thứ đàn ông ra đàn ông. Đó là loại đàn ông nhìn cái điều hòa biết cần phải bảo dưỡng thế nào, thấy cái xe biết tra dầu, chạm vào cái quạt biết sửa. Đó nhất định không phải thứ trăng hoa vớ vẩn. Hiền ngọng luôn, không đối đáp lại được con ma xó này. Cái gì nó cũng biết rành rẽ, nó xứng là chị chứ không phải cô là chị. Dù Lan ít hơn đến 15 tuổi, hơn thế, nó dám nói ra ý nghĩ mình, dù trước người được coi là trải đời hơn. Lan vẫn tiếp tục thao thao bày lên lớp cho bà chị. Mấy thằng cả trớn chỉ giỏi chém gió võ miệng mới lằng nhằng, mà nó không làm nổi việc gì đâu chị ạ. Anh chàng này là thứ động vật quý và rất hiếm, cần bảo vệ nghiêm ngặt, dường như không còn trên trái đất từ lâu rồi. Thế mà vẫn tái xuất, nếu trong khoảng tuổi chị cộng 10 trừ 5 thì duyệt luôn. Loại như anh chàng này gần như tuyệt chủng rồi, chỉ còn trong sách đỏ. Hiền nói ra điều căn bản nhất trong ý nghĩ của cô lúc này. À, ừ, nhưng anh ấy có duyệt mình không đã chứ? Thế mới cần cố vấn ái tình này ở đây, bà chị ạ. Hế hế hế. Có điều... Gì thế mày? Sao ấp úng thế? Chị để anh ấy vào đây mà vẫn để quần áo xấu thế này à?
vứt ngay đi, với đàn ông, quần áo nữ có tính nhạy cảm cao lắm, dứt khoát phải đẹp mới hấp dẫn, cứ phải thứ cao cấp nhất. Ừ, tao cũng hơi cầu thả mày ạ. Không phải là vứt lung tung, mà là xấu quá bà chị ạ. Nếu đẹp, chị bày ra, có khi còn hấp dẫn thêm nữa là khác ấy chứ. Quả thực điều này cô chưa hề nghĩ đến, nên hiên thú nhận luôn. Công nhận chị chưa chú trọng. Hôm qua lúc anh ấy bảo dưỡng cái máy giặt và các thiết bị điện trong phòng tắm, quần áo chị treo như bướm bướm, còn cả một chậu quần áo chưa giặt nữa. Lôi mấy ống xả nước thải ở lavabo bị tắc nước, lọc ở máy giặt ra thì toàn mà tóc. Tào ngượng chín mặt, không có lỗ nẻ để chui mày ạ. Cái ấy thì chị không có lỗi đâu, ít phụ nữ để ý điều ấy lắm, và cũng không biết việc mà vệ sinh đâu. Người đàn ông chưa cần phụ nữ thúc giục mà đi xem giúp những cái ấy rồi biết tự làm là tuyệt hảo đấy ạ. Trong khi Lan vẫn đưa mắt giả soát gật gù hài lòng, thì Hiên nửa đùa nửa thật tếu táo. Thế mới cần có chồng mày nhỉ? Vấn đề là chồng nào chị ạ? Thứ đàn ông suốt ngày la cả quán xá, về thì bắt vợ hầu, thì dẹp luôn cho khỏe. Dẹp để cô đơn nằm tơ hơ ra không thằng nào ngó à? Em có nói tẩy chay đàn ông đâu, nhưng phải lựa chọn người đủ tiêu chuẩn. Không thể đối đáp với con bé này được, nó thật tinh đời. Hiền ngượng ngùng lờ chuyện phòng ngủ, lo việc nấu nướng để giấu đi sự bối rối vì nó cứ lôi đủ chuyện ra. Thầm tâm cô cũng đánh giá rất cao chàng, nhưng nghe Lan nói càng khẳng định cô đã thật may mắn khi quen với Hạo, duyên trời định rồi. Hiền phân vân, nhưng anh ấy có thích mình không nhỉ? Đâu là điểm yếu kém của mình cần cải thiện để anh ấy thích? Cô không ngần ngại hỏi thẳng con bé Lan, nếu mày là đàn ông, điểm gì ở chị mày thấy không thích, cần cải thiện gấp để quyến rũ người đàn ông đang hấp dẫn mình? Rất chân thật. Tốt đấy bà chị, rất thẳng thắn, em thích phong cách này. Chị thực sự đổi thay thành một người rất khác dù mới chỉ vài ngày. Một hồi lặng im để bà chị Hiên phải chờ đợi, rồi Lan mới phán. Theo em thì chị có mấy điểm sau cần cải thiện. Thứ nhất, chị không biết mình đẹp, không biết phát huy thế mạnh cái đẹp của mình. Ừ, chị mặc váy liền áo dài tận gót, mềm mại đấy, khỏe được mấy đường cong đấy. Nhưng cái đùi thon thẳng đâu rồi? Nước da trắng ngần mịn màng đâu rồi? Phải chuyển sang váy ngắn ngay, khoét cổ sâu vào, khoe đùi, khoe cánh tay ra. Đừng váy dài mãi, đờn điệu chết đi được ấy. Còn nhiều lắm, cái áo dài kiểu cũ cũng nữ tính đấy, nhưng nét đẹp trốn sạch. Lại còn lặp đi lặp lại nữa, riêng trang phục, lúc nào em dẫn chị đi, em lựa cho, không đẹp, không thèm ăn bún chả chị mời nữa. Mà mái tóc chị sửa ngay đi, ai lại để mái tóc quê dình ấy mãi thế? Anh ấy không chê cho là may rồi, sửa ngay trước cuộc gặp sắp tới. Thứ hai, với anh này chị không dám đốt chát đâu, nhưng với người khác chị cũng ghê gớm lắm, phải mềm bớt đi. Đôi khi bức vách có tai, những chuyện của chị đến tai anh ấy chẳng lợi lộc gì. Nữ tính chị có thừa, nhưng lời ăn tiếng nói chị càng ngày càng khiếp quá đi. Thưa bà, chị nấu ăn rất khá, nhưng được chăng hay chớ, thế vừa ảnh hưởng sức khỏe, sắc đẹp, vừa ảnh hưởng đến hình ảnh của mình. Đàn ông quan tâm đến bữa ăn do vợ nấu, nếu bếp lạnh thì hạnh phúc cũng lạnh thèo đấy. Eo ơi, sao tao nhiều lỗi, nhiều điểm yếu kém thế cơ ư? Chị có muốn nghe nữa không hả? Muốn sửa chữa những yếu kém hay muốn giấu dốt để phải trả giá hả? Ừ, thôi mày nói đi, tao nghe đây. Thứ tư, sức khỏe thể lực gắn liền với sức khỏe tâm hồn. Chị lẩn tránh mọi hoạt động thể lực như bóng chuyền, đá cầu, đến các hoạt động tinh thần như ca hát, thơ ca. Ai cũng cần khỏe, hạnh phúc gia đình lệ thuộc sức khỏe nhiều đấy. Liệu có hạnh phúc không khi chị không có sức khỏe để đáp ứng tình dục của chồng? Không đùa đâu. Thứ năm, chị thuộc dạng vừa thông minh, vừa hiểu biết, thế là quý. Nhưng tất cả những cái đó xa rời thực tế lắm, do ảnh hưởng của văn học tiểu thuyết là nghề của chị. Hãy lắng nghe người ta nói về đời thật, suy nghĩ của đàn ông thực tế hơn nhiều chị nhé. Đừng lý tưởng hóa rồi thất vọng. Người đàn ông ngoài đời khác trong tiểu thuyết thì kỳ thứ 18 chị ạ. Cái nào quan trọng thì đòi phải có, những cái linh tinh đừng xét nét quá.
những chàng trai ngô nghê thế kỷ thứ 18-19 chết sạch rồi mà. Chị hãy sống với người đàn ông thế kỷ thứ 21 khác hẳn. Thứ 6, hôn nhân lần trước của chị thất bại có nhiều lý do, nhưng một ý quan trọng là vợ chồng chị không chia sẻ quan điểm cuộc sống, không cãi nhau, không chửi mạt sát nhau, nên ra tòa nhanh và đơn giản lắm. Hãy chia sẻ quan điểm, cãi nhau càng tốt chị nhé. Ngay từ khi yêu nhau đã cần cãi nhau rồi chị ạ. Còn việc làm ăn kinh tế của chồng, chị cứ dửng dưng ngoài cuộc thì con trợ lý nó ở trong cuộc thay chị, đúng chưa? Không cần biết hết, không cần thông thạo mọi việc của chồng, nhưng phải gần gũi chia sẻ mọi khó khăn trong làm ăn. Thấy chồng về mặt bạc đi thì phải chăm, phải hỏi, phải quan tâm, chứ ôm gối đi ngủ chỗ khác thì giải tán gia đình là phải rồi. Thứ 8, chị có đòi ông chồng cũ đi xem phim cùng, đi cà phê cùng, đi ca nhạc không? Không có, đúng chưa? Thế thì tan vỡ hôn nhân là do chị chứ do ai nữa. Đừng để điều ấy lặp lại. Cứ đòi đi du lịch nước ngoài, chưa có cơ hội thì cho nợ, sau đòi tiếp. Không đòi chồng đưa đi chơi thì con khác đòi chồng chị đưa đi, chứ kêu gì nữa, đúng chưa? Hiền choáng váng nhìn Lan, quả thực không một ai từng nói như vậy với cô. Bản thân cô cũng chưa từng có ý nghĩ theo hướng ấy, nhưng đó là những điều đúng, hợp lý mà không thể không nghe theo con bé này. Trong trạng thái khâm phục, Hiền nói như cái máy hát bị vấp. Ừ, à thế thôi à? Tạm thế đã, rất nhiều việc chị phải thay đổi. Trước hết chiều nay đi làm tóc đi chị ạ. Mái tóc hiện tại tồn một vẻ mặt nghiêm nghị đứng đắn quá, y như bà chủ tịch. Phải đổi sang mái tóc tồn vẻ nữ tính, trẻ trung và dịu hiền đáng yêu. Chị chưa hề nghĩ về việc này, thế nên chị vẫn phỏng không. Phải thay đổi chị nhé. Nói trắng ra như mấy ông là phải sexy một tí. Thật đấy, người đàn ông nhìn thấy vợ trong phòng ngủ mà không sexy thì làm sao mà có hứng được. Muốn thế phải kết hợp hài hòa từ da, tóc, nụ cười, ánh mắt đến quần áo. Ừ, chị giản dị nghiêm túc quen rồi. Thứ hai là mua mấy bộ váy áo trẻ trung hơn nữa, màu sáng rất hợp với da và dáng chị đây. Thay đổi kiểu trang phục, chị sẽ thấy mình trẻ lại, sẽ thấy mình đổi khác, và nhất là sẽ tự tin hơn. Chị sẽ làm theo hướng dẫn của Lan. Này, nhưng sao bây giờ mày mới nói với tao những điều này, con danh? Mọi khi chị như bà chẳng ấy, ai mà nói được. Đến ông hiệu trưởng còn ngại chị, né sang một bên để khỏi dây vào hũ mắm tôm mà. Trước chị gớm ghiếc lắm mà. Thế chính chị không thấy mình ghê gớm ư? Quả thực chị không nghĩ thế, không quan tâm đến điều ấy, và cũng không biết mọi người nghĩ gì về mình. Đấy chính là dấu hiệu mất cân bằng hormone. Phần giới nữ tính trong người chị không được thỏa mãn, sinh ra cáu bẳn và đủ thứ không bình thường. Cũng may, chị chưa bị ung thư vú, ung thư buồng trứng. Phần lớn các thứ bệnh phụ nữ, đến khi người ta không được giải tỏa để cân bằng sinh lý đấy. Điều này tự em quan sát rút tỉa ra. Hình như không ai nghiên cứu, hay có mà người ta cố ỉm đi, không công bố. Còn em nhận thấy tỷ lệ phụ nữ độc thân bị ung thư vú, ung thư buồng trứng cao hơn phụ nữ có gia đình đủ. Mày làm chị sợ quá Lan ạ. Hai chị em dường như đã hiểu nhau, tìm được tiếng nói chung. Nhưng điều nó vừa nói khiến Hiên trố mắt nhìn con em duy nhất ở trường thân thiết như ruột thịt với mình. Nó vừa nói ra một điều kinh khủng rằng trạng thái đơn thân của cô không chỉ thiệt thòi đủ thứ, mà còn gây ra những chuyện ác nghiệt như tính bà chẳng, bệnh tật. Hiền hãi hùng hỏi lại, úi, mày nói gì kinh thế? Thật, người bị bức bách sinh lý không được giải tỏa, sinh ra đủ thứ bệnh. Thế phải xxx thường xuyên à? Chứ sao nữa, nó là sự cân bằng tự nhiên, tạo hóa sinh ra như thế. Đấy, em đã nói mọi chuyện thẳng thắn rồi, chị sửa đi thì mới quyến rũ được chàng, mới cân bằng được cuộc sống. Đây là cơ hội cuối cùng, có thể là cơ hội duy nhất của đời chị đấy. Thật ư? Song Hiền giận bắn người nghĩ, tình cảm mới là đơn phương, đấy là tự mình nghĩ ra. Thực ra anh ấy có thích mình không mới là quan trọng quyết định cơ mà, mình có tự quyết định được đâu. Cô thiếu tự tin hỏi lại Lan,
Cảm ơn em, hay thật đấy. Mà tao hỏi thật, cái cảm giác yêu và được yêu ấy chỉ mới ở phía chị mới có một ngày, liệu có chuẩn xác không? Liệu có ngộ nhận không? Chị cảm thấy rõ lắm, mà vẫn nghi ngờ nó không thật, do mình tưởng tượng ra thôi. Lan phì cười vì sự ngô nghê của bà chị già này, gần 40 tuổi mà như trẻ con vậy. Cô nghĩ chị ấy tư duy cổ lỗ, vừa đơn giản vừa lỗi thời. Nếu là mình, hạnh phúc phải do chính mình giành giật lấy, chứ không thể ngồi chờ sung dụng được. Nghĩ thế, nhưng Lan nói tránh đi dưới dạng một lời khuyến khích để bà chị già khỏi bị sốc. Chị phải tự trả lời mình chứ, nhưng em nói thật, về riêng người mình yêu, chị hãy sống buông thả hơn, lả lời khêu gợi nhiều vào, tự cho mình hư hỏng. Đừng có giống một bà già nữa. Ẻo ơi, yêu thì cứ nắm tay, cứ hôn, cứ ích, đừng sợ gì cả. Không có đúng sai, không có đạo đức gì ở đây cả, đừng ngộ nhận. Khó lắm Lan ơi, anh ấy ngại ngùng thì mình chủ động quyến rũ. Đừng như cô gái 16 tuổi, ngoan ngoãn nghe lời mẹ, sợ dư luận để giữ trinh tiết nữa. À, ừ, chỉ mình đối diện với mình thôi mà. Này thằng này mai thằng kia mới là hư hỏng, đĩ thoã, xấu xa. Chứ trái tim mình rung lên thì chẳng tội lỗi gì xấu xa sất, chị nhé. Nhớ lại diễn biến tối qua, Hiền mạnh dạn thú nhận. Cảm ơn mày, chị sẽ như thế, làm như mày nói. Đêm qua tao dại quá, để anh ấy về mất, vì tao đã giữ gìn quá. Đấy, chị đã hiểu ra rồi. Tao biết anh ấy ở giới hạn chịu đựng, thế mà tao đã không dũng cảm lả lời khêu gợi, làm anh ấy ngại. Tao tin, chắc anh nghĩ cô này nghiêm túc thế, mình quá đà sẽ bị coi là xuồng xã, thế thì về sớm cho lành. Chị đã nhận thức được đúng rồi. Anh ấy về rồi tao tiếc đứt ruột, mà không làm gì được nữa mày ạ. Chị ít phút trước đó, nếu tao chỉ diễn một chút nữa thôi, là anh sẽ vượt qua giới hạn. Lan nhấp nháy mắt, xong chuyển nói giọng nghiêm túc. Nếu là em, đừng hòng bỏ lỡ, em sửa sai ngay, có khi còn cháy bỏng hơn ấy chứ. Sửa thế nào? Em sẽ cầm điện thoại lên gọi. Anh ơi, anh về rồi, em sững sờ cả người anh ạ. Em nhớ anh không chịu được nữa, không thể ngủ được. Thôi anh, đến với em ngay bây giờ đi, em mở sẵn cổng chờ anh đấy. Em ơi, tao chịu, tao không đủ dũng khí nói như thế. Chỉ ậm ở nước đôi, để anh ấy hiểu là mình sẵn sàng chờ anh thôi. Lan còn thể hiện quyết chí cao hơn. Thậm chí, nếu anh ấy ngại ngần, em sẽ bảo, hay để em đến với anh ngay bây giờ nhé. Úi, cọc đi tìm Châu à? Đấy, chị thấy chưa? Chị không vượt qua được chính mình, chứ anh ấy sẽ đánh giá cao nếu chị dám làm thế, chứ không bao giờ coi thường chị đâu. Nhưng thiên hạ, nhưng xã hội, có ai người ta chui gầm giường chị mà biết để đánh giá chị lăng nhăng như thế nào? Mà người ta biết cũng chẳng sao cả. Người ta đánh giá thì đã sao nào? Họ có sống thay mình được không? Người ta thì có quyền hạnh phúc, còn không cho chị hạnh phúc ư? Thể một lần Hiền phát hoảng lên. Cô vốn sợ dư luận còn hơn cả sợ dịch COVID-19, không thể không nói lên tâm trạng thật của mình. Nói vậy chứ dư luận kinh khủng lắm, chỉ sợ mồm thiên hạ. Mình nằm chỏng chơ một mình, có ai biết liệu có ai khen chị ấy chồng vì giữ phẩm giá không? Người ta kính phục chị vì không có thằng nào dám bén mảng tán tỉnh à? Người ta khen chị vì chị mấy năm qua để mốc lên không ai ngó ngàng đến à? Chị quần trùng áo dài kín cổng cao tường cho người ta khen à? Em thì nghĩ ngược lại, không có anh nào xxx là một nỗi xấu hổ vì mình không đáng yêu, vì mình không hấp dẫn họ. Mày nói gì kinh khủng thế? Người ta chỉ vì thương hại vừa ghét những bà chằn đơn độc cô đơn, miệng tung hô đạo đức chỉ chiết cày nghiệt với những người hạnh phúc hơn thôi chị Hiên ạ. Hoàn toàn không có ai ghét, không một ai khinh nếu chị tươi rói rói vì đêm qua vừa được cùng ở với người mình yêu chị ạ. Luân thường đạo lý vẫn dạy học sinh hàng ngày mà, em. Chị lầm lẫn lùng tùng rồi, dấu hiệu tuổi tác già nua dập dình đấy. Nếu chị không nhanh chóng chớp cơ hội thì cái tuổi già nó cướp tuổi xuân của chị đi. Cái đạo đức mà người ta đánh giá là lối sống của cả đời con người thì chị mang áp dụng cho một phút dung cảm, thế là mất cơ hội, có thể mất vĩnh viễn ấy chứ. Ôi, Lan, mày làm chị phát hoảng.
ai cũng sống đạo đức như chị thì làm gì còn tình yêu, làm sao có lãng mạn, cũng không có hạnh phúc đâu chị ạ. Luân thường đạo lý không liên quan gì đến việc chị yêu ai thì chiều người ấy. Chị chỉ vi phạm đạo đức khi đêm nay với anh này mà mai đã với anh khác dù không yêu thôi. Có lý. Hiền ngẩn ra, lần đầu có người nói như vậy với cô thẳng băng ruột ngựa như thế. Những ý tưởng hoàn toàn khác với điều Hiền tâm niệm xưa này. Cô chợt nhận ra một điều hoàn toàn mới. Cái đạo đức mà mình quan niệm xưa này là đạo đức giả, tự mình lừa phỉnh chính mình, rồi bao biện rằng mình sống có đạo đức. Lan vẫn không buông tha, dù Hiên đã thực sự quỳ hàng rồi, nó lại thao thao khiến tai Hiên như bị sét đánh cứ lủng bủng. Hãy lả lơi hơn, hãy sống thật với nhu cầu của chính mình hơn, thích hôn thì phải lả lơi để chàng hôn chứ, vân vân và mây mây, cứ thế chị nhé. Hiên có cảm giác choáng váng trước bài diễn thuyết dài dằng dặc của con bé Lan. Thế nhưng nó vẫn tiếp tục, Lan vẫn cao giọng thuyết giảng cho bà chị già, kể cả như nói với học trò. Cái bản năng đàn bà trong cơ thể chị đã thể hiện hưởng ứng cụ thể là con bé khóc nhè ấy. Như vậy chị đã sẵn sàng tiếp nhận chàng để hai người chiến đấu. Con bé Lan này, mày thô thiển quá. Em đang nói thật, ấy thế mà chị tự kìm hãm, thế mà chị tự xử ác với bản thân mình. Ý chị không đứng về nhu cầu của mình mà quay lại đàn áp chính mình. Ừ, đúng, để rồi tiếc, để rồi ân hận, vậy là dại phải không chị? Ừ, sống có yêu có ghét, có sai sót, có ích có y mới là con người. Đừng cố sống vừa vào một cái khuôn định sẵn, làm cái bóng của người khác. Bản thân cái người vô hình buộc chị sống khắc kỷ ấy cũng không sống được như vậy. Nó chỉ là một quái thai sinh ra do tưởng tượng của người cô đơn bất hạnh mà thôi. Không thể đối đáp lại, Hiền đành đầu hàng con bé ghê gớm này. Ừ, đúng, thôi tao chịu nghe mày rồi, còn mày thì xử lý thế nào trước những chuyện ấy? Xử lý thế nào nữa? Em luôn sống như em muốn, không động chạm đến ai, không vi phạm đạo đức người vợ. Từ lúc xác định yêu chồng em, cứ thích là em đòi anh ấy chiều, ngược lại sẵn sàng chiều khi anh ấy muốn, chẳng ngại gì hết, ở mọi nơi mọi lúc có thể được. Hiền biết quan điểm sống của Lan từ khi nó mới tỏ te về trường, nhưng ngay tại tổ bộ môn văn, toàn các chị gương mẫu đứng đắn, bé giáo viên trẻ không hề e dè trong thể hiện lối suy nghĩ độc lập của mình. Cô tôn trọng các chị, song không hoàn toàn theo sự chỉ dẫn thuyết phục của những người sành đời hơn. Riêng Hiền tuy sống rất khác người, song không hề áp đặt quan điểm của mình cho Lan. Chính vì thế mà hai chị em gần gũi nhau. Ngay lúc này, Hiền cũng công nhận điều Lan nói là đúng, là hợp lẽ đời. Mặc dù chính cô không thể làm theo như vậy được, Hiền thể hiện sự đồng tình với Lan. Rất đúng em ạ. Chị công nhận không? Em chỉ vi phạm đạo đức nếu muốn ngủ với người không phải chồng mình. Tuổi trẻ khác chứ em. Các em thích gì sẽ làm được như vậy, vì dễ hiểu, dễ bỏ qua những giận hờn. Đây chính là điểm có sự khác nhau trong quan điểm của Hiên với Lan. Cô gái trẻ không đồng tình với quan niệm rằng người già cần sống khác. Lứa tuổi ảnh hưởng nhất định đến tư duy, lối sống, nhưng không có nghĩa rằng tạo ra sự khác biệt căn bản đến như vậy. Chẳng qua đó chỉ là sự biện hộ mà thôi. Lan kiên quyết thể hiện chính kiến. Em nghĩ ngược lại, càng lớn tuổi càng không được tự kìm hãm. Chị ở tuổi sắp xỉ 40 mà cơ thể cứ bị kìm hãm thì còn phải trả giá đắt, không chỉ về tâm lý mà về bệnh tật nữa cơ. Một đòn Lan cho rằng sẽ nhất định thay đổi quan niệm của chị Hiên. Bởi thế Lan nói thật rành rọt. Em chưa biết có công trình nghiên cứu nào chưa, nhưng em để ý thấy những người có chồng được thỏa mãn thường xuyên về sinh lý không chỉ xinh đẹp hơn, chậm già hơn, mà bệnh phụ nữ như ung thư buồng trứng, ung thư vú, ung thư dạ con ít hơn rõ rệt so với người thiếu sách do không có chồng, bị chồng bỏ mà không dám tự thay đổi, từ bỏ những quan niệm sai toét, không dám dành hạnh phúc về mình, không đủ dũng khí để buông thả, để hư. Họ cũng vì cái thứ đạo đức tưởng tượng ấy đấy, hy sinh hạnh phúc của mình vì sợ người khác đánh giá xấu về phẩm hạnh. Hóa ra, cái đạo đức ấy lại là đạo đức giả, tiếc thay. Thật đấy,
những người đó sẽ bị trả giá đắt vì mắc những bệnh nan y như ung thư vú, ung thư buồng trứng, ung thư tử cung. Em đoán đó có thể là do rối loạn hormone chăng? Điều này em không có căn cứ khoa học nhưng lại tin chắc như vậy. Quả đúng như dự tính của Lan, điều cô nói đã khiến Hiền mất hẳn sự tự tin ban đầu. Hiền không giấu được sự hoảng loạn, thốt lên. Mày làm chị sợ quá. Thật đấy, chị cứ nghĩ xem. Thế nên, dù có thể chưa chắc đã có hôn nhân, thì chị cũng đừng khư khư, giữ cái mà. Dù chị có khăng khăng giữ để thở, thì rồi cũng hỏng đi, sẽ mất đi vĩnh viễn nếu không đưa vào sử dụng. Đó là Xuân Thị. Ừ, buồn, tuổi đàn bà sắp hết rồi. Vâng, đó là tuổi xuân của đàn bà. Chị chỉ còn vài năm nữa thôi, không chấp thời cơ là mất vĩnh viễn, là uổng phí cuộc đời. Hiền sững người khi là nói trúng điều mình vẫn nghĩ. Đó cũng là sự thật không thể đổi thay, không thể cưỡng lại. Cũng có lần cái Linh rủ đi dịch vụ, đã nói về điều này. Nhưng Linh là thuần túy thỏa mãn thân xác, hoàn toàn khác câu chuyện này của Lan. Thế mà con Lan vẫn tiếp tục không nể gì hết. Khi cái dực tỉnh của người đàn bà ấy trong chị tắt ngóm, thì ông hiệu trưởng hay ông công đoàn trường cũng chảo thua không cứu giúp chị được đâu. Chỉ có chị cứu chị ngay lúc này hoặc vĩnh viễn bái biệt hạnh phúc của người phụ nữ. Thời chiến tranh, biết bao phụ nữ phải hy sinh cái hạnh phúc riêng tư ấy đấy em ạ. Vâng, nhưng thời ấy đã qua rồi, bây giờ có phải thời chiến nữa đâu. Cái gọi là hy sinh lúc ấy có ý nghĩa là cần thiết cho sự nghiệp chung của đất nước. Xong bây giờ khác rồi. Sau một hồi nghe thuyết giảng, Hiên lặng đi, nhưng cô thực ra vẫn bị ám ảnh bởi xã hội xung quanh nên buột miệng. Thế mày thực sự không sợ dư luận xã hội à? Ai chui vào gầm giường nhà em mà biết vợ chồng em thế nào? Còn ở ngoài đường ấy à? Em chẳng ngán, em chẳng sợ ai biết em yêu chồng em hết. Em chỉ sợ chồng em đánh giá mình lạnh giá thôi. Vậy nên hôm tiện anh ấy lên tàu, em chủ động ôm hôn anh ấy nồng nhiệt trước hàng trăm cặp mắt ở bến tàu. Em hôn anh ấy say đắm ở ngay cầu tàu, nước mắt chan hòa là tình cảm thật của em, không phải giấu giếm, không cần đóng kịch. Không một ai đánh giá em xấu xa. Đúng không chị? Em hôn chồng em thì người ta có đánh giá cô này nghiêm túc à? Người ta tuyên dương khi em mặt xị ra khi tiễn chồng ra đảo à? Ngược lại đấy chị ạ. Anh ấy sẽ tự hào được em yêu chứ, đúng không? Trong những lúc đêm khuya cầm súng đứng gác, chồng em sẽ nhớ về tình yêu em dành cho anh ấy. Nó tiếp thêm sức mạnh để anh ấy hoàn thành nhiệm vụ. Em cũng tự hào đã hiến dâng cho chồng mình chứ, đúng không? Thế thì không ôm hôn chồng chỉ vì ngượng trước thiên hạ là dại, rất dại. Công nhận mày nói đúng, dám làm. Tao sẽ thực hiện được. Tối nay chị mời anh ấy ăn cơm rồi. Nhất định chị không để lỡ cơ hội nữa. Còn bé Lan chuyển sang giọng nhỏ nhẹ, đầy cảm thông gần gũi. Chúc chị như ý nhé. Nghe em nói này, chị đừng có giữ gìn quá, mất thời cơ đấy. Nếu duyệt được, hợp tính tình, hợp lối sống thì chủ động tiến tới luôn. Anh ấy không chủ động thì chị tự tạo ra tình huống. Chị sẽ làm được. Nếu là em ư, em sẽ khóa nghiến cửa lại, không cho chàng rời nhà mình. Sẽ giấu chìa khóa xe đi, không cho chàng về. Nếu em ở hoàn cảnh như chị, em sẽ giăng bẫy để tóm gọn chàng trong cuộc đời mình. Dễ không ấy mà, chỉ cần giả vờ, lóng ngóng, làm ngắt cái automat điện hay rớt cái cầu chỉ, trong tối om, giả vờ ngã vào anh, thế là tỉnh tính tang. Chỉ cần muốn và dám thôi. Đôi lúc chị cũng ngại miệng thế gian em ạ. Đã nói đến vậy mà bà chị vẫn ngại ngần về thiên hạ, nên Lan lại phải giải thích thêm. Đừng có nghe thiên hạ dị nghị, mình sống cho mình chứ đừng sống theo ý thích người khác. Rồi chị xem, khối kẻ sẽ nói, ổi dào, cành kiệu lắm vào, rồi lại lấy một thằng sửa xe máy, đầy dầu mỡ, hồi như cú làm chồng. Thầy kệ họ chứ, cái ngữ họ có mà sách dép cho anh ấy về đàn ông tính, về bản lĩnh sống, về hiểu biết trí tuệ, về sức khỏe. Chỉ vì thiên hạ gato mà sợ thì chị phải trả giá thôi. Thói gato thực làm nản lòng. Ghen ăn tức ở là lẽ đời mà, cứ hiền ngang sống như mình muốn, họ tức nổ máu mắt càng tốt. Chị chịu mày đấy là nạ. Hiền ôm lấy Lan mắt rớm nước. Mày nghĩ y như chị. Chị thực sự dùng cảm trước anh ấy.
vì tất cả những điều đó, nhưng thực hành để làm được như mày thì chị chưa đủ bản lĩnh, chưa có người đàn ông nào làm chị rung động như vậy đâu. Dù chị đã yêu, đã có nhiều năm làm vợ, nhưng đây là lần đầu chị có cảm giác này. Nhất định nghe lời em, chị sẽ không để vuột cơ hội này nữa. Anh ấy phải trở thành riêng của chị. Cố lên bà chị ơi! Hai chị em cùng ngồi ăn cơm rồi Lan về nhà lo việc gì đó bên nhà chồng. Trước khi ra cổng, nó còn thô bạo. Phán một câu sành dởn, chị vứt cái của này đi. Mà không phải chỉ bảo vệ ra, phải tôn thêm vẻ đẹp của mình, cơ thể mình hấp dẫn hơn, quyến rũ bạn tình. Chị còn bao nhiêu năm phụ nữ mà mặc đồ này, cứ đắt nhất, nghĩa là đẹp nhất, tốt nhất mà mua để dùng chị ạ. Ừ, chiều nay chị đi mua. Từ chi tiết nhỏ phải tạo cho đối tác thích thú, rồi say như điếu đổ, tạo cho mình sự tự tin. Người ta, ông hiệu trưởng, ông hiệu phó, ông tổ trưởng dân phố, không xem đâu. Nhưng chị mặc cái hàng cao cấp, chị thấy mình được nâng giá lên. Còn khi xxx thì nỡm, sáng mai em phỏng vấn đấy, sát hạch nghiêm khắc. Hiền nghỉ đến 2 giờ chiều mới dậy đi siêu thị, không thể mời cơm hạo mà nồi trống rỗng như hôm qua được. Ngắm mãi ở siêu thị, không có bộ may sẵn nào đẹp, cô ra cửa hàng thời trang mua tạm một bộ ưng ý nhất và mấy bộ đồ cao cấp như lời cái Lan tư vấn. Chưa mặc các trang phục mới vào, Hiền đã thấy mình tự tin phơi phới, khác hẳn thái độ, dù lông nhím lên để tự vệ thủ động xưa này. Thoáng chốc đã gần 4 giờ, sau khi ướp các nguyên liệu, Hiền chợt nhớ lời Lan dặn, vội vàng tranh thủ sửa tóc gội đầu, rồi thử mãi mới vừa ý một bộ mới mua tươm tươm hài lòng, ngắm nhìn trong gương. Thấy mình cũng đẹp, cũng xinh, cô mỉm cười, tự tin rằng mình sẽ gây được ấn tượng tốt với anh. Hiền chuẩn bị bữa ăn chu đáo, vì từ lâu rồi, Hiền cứ ăn tạm bợ nấu một bữa ăn cả ngày, nhiều bữa nhịn luôn, hoặc chỉ mấy cái bích quy cũng xong bữa. Cô tự ra mệnh lệnh, phải thay đổi mình phải khắc phục như cái Lan đã chỉ bảo. Trong thời gian chờ sửa tóc, Hiền mở máy đọc những bài anh viết, giờ cứ rỗi rãi là Hiên vào trang của anh để đọc truyện, say sưa đến mức có lần lúc sáng nay ngồi ở phòng nước giáo viên chờ giờ lên lớp đọc một truyện của Hạo, cô cười thành tiếng khiến mọi người quay hết lại nhìn, là vì từ trước đến nay cô bị coi là bà già khốt ta bít, mặt lúc nào cũng khó đằm đằm. Hiên tự nhủ, đọc truyện của anh ấy thấy rõ anh ấy tinh đời lắm, tả cô gái nào cũng sắc lẻm, yêu thì tả đẹp như tiên, thế mà đến lúc ghét thì vẫn người ấy, anh tả xấu đến ma chê quỷ hờn. Trước người có con mắt tỉnh như ma thế, phải cẩn thận, lờ mờ chính mình thành nhân vật phản diện trong chuyện của anh ngay. Thỉnh thoảng, Hiền phải liếc đồng hồ, sợ đọc say quá không kịp giờ hẹn anh. Đã chú ý thế rồi mà đọc một chuyện quên luôn thời gian, giật mình nhìn lên đã 6 giờ 4 phút, hú vía. 6 giờ 5 phút, Hiền bắt đầu nổi lửa nấu canh xào thịt. 6 giờ 15 phút, nấu nướng xong xuôi, cô mãn nguyện với những món nóng ngon lành. Riêng khoản nấu nướng cô không ngán vì thuộc hạ có năng khiếu, trình bày đẹp, đậy lòng bàn gọn gàng. 6 giờ 20, Hiền tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ, thậm chí chuẩn bị chu đáo cho cả tình huống anh ấy không kiềm chế được. Sẽ thì cũng đủ sẵn sàng đáp ứng. Mọi sự sẵn sàng như ý, Hiền yên tâm ngồi chờ Hạo. 6 giờ 27 phút, cô ngồi soi gương, cười tủm tỉm với mình. Hình dung anh vừa đến mới nhìn thấy nàng đã kinh ngạc vì mái tóc quá đẹp, tôn lên gương mặt xinh xắn. Đến khi ngồi bên mâm cơm, nàng nấu, anh sẽ bất ngờ rồi thầm khen. Cô bé Hiền này không những xinh mê hồn mà hôm nay lại sửa tóc đẹp như công chúa giáng trần nữa. Nàng không chỉ giỏi giang, tế nhị, hơn thế nữa, nấu ăn rất ngon. Đúng là trời ưu ái xe duyên cho mình đến với nàng. Mình liệu có xứng với nàng không nhỉ? Không biết nàng có chấp nhận lấy mình làm chồng không đây? Lo quá, làm thế nào tỏ tình đây? Có người vợ thế này thì tự hào biết mấy. Hiền sung sướng cười mãn nguyện khi nghĩ đến việc anh phải chết mệt vì mình đẹp. Mình đảm đang, mình ăn nói dịu dàng mà lại rất tế nhị. 6 giờ 30, chưa thấy anh đến.
nghe tiếng cạch đâu tận ngoài đường, Tìm Hiền đã như muốn nhảy ra ngoài vì tưởng anh đến. Cô nhoáng nhoàng sửa tóc tai, liếc gương xem qua trang điểm rồi mới lao ra cổng, vì hy vọng anh giang tay ra để mình lao vào vòng ôm lấy. Nhưng hóa ra lầm, đó chỉ là bà mua phế liệu làm rơi một bó sắt vụn cách cổng của nhà cô một đoạn. 6:35, Hiền vẩn vờ đi tưới hoa, sửa lá để câu giờ. Trời đã nhá nhem mà chàng vẫn bặt tầm hơi. Hiền đi ra đi vào ngóng mãi, đi bộ cả một đoạn dài đến gần cuối đường. Trở về nhà, đang buồn bực thì nhìn thấy từ xa người đi xe giống anh, tim nàng đập như trống làng. Vội vã sửa lại trang phục, liếc mình trong cái gương con, sửa lại lọn tóc. Ấy thế mà tẽn tò, hóa ra là người khác, không phải anh, bực thế chứ. Hiền thấy bồn chồn, đi ra đi vào, lúc thì bực tức với anh, lúc lại lo lắng cho anh. Khi thấy buồn rầu vì anh, không hiểu tại sao anh mãi không tới. 6:40, ngóng ra ngõ vẫn im ắng, cô phụng phịu một mình. Anh Hảo ơi, biết em chờ như thế nào không? Ôi, người gì mà đáng ghét thế, thất hứa không thèm một lời với người ta. Không chịu nổi nữa, Hiền đi vào phòng ngủ đóng cửa lại, với tay lấy ngẫu như một quyển sách ra đọc. Nhưng đọc được hai dòng thì sốt ruột, cô bỏ quyển sách ra sân ngóng anh. Lỡ anh đến mà mình đóng cửa, anh lại tưởng mình vắng nhà thì thật là dở lắm. 6:45, thất vọng đã tràn đầy, cô khóa cổng lên giường nằm, nhắm mắt trùm chăn kín đầu, lòng bực bội sồi sùng sục. Tức quá đi, đã thế mình ngủ cho sướng, kệ họ, đâu phải lỗi của mình. Không thèm đợi, không thèm chờ, không thèm nhớ nữa. Nhưng chỉ nằm được 30 giây thì nàng bồn chồn không chịu nổi. Lỡ anh ấy có lý do chính đáng tới muộn thì sao? Lỡ anh có việc gì thì sao? Kể cả anh có lỗi thì mình có được phép đối xử tệ bạc thế không? Mới chỉ một chút vấn đề mà đã nản lòng à? Lúc khó khăn gian khổ thì sẽ ra sao? Chỉ sợ anh tới mà cửa đóng thì rất dở. Cô nhoáng nhoàng chạy ra mở cổng, cuống quá, dép rời mỗi cái một nơi. 6:50, trời đã tối hẳn chứ không còn nhá nhem, phố đã lên đèn rồi. Hiền nghĩ, hay mình ra chỗ anh xem, cứ mượn cớ xem anh sửa xe cho mình thế nào rồi, lỡ anh ốm thì sao? Đã lấy khóa cổng định đi, cô lại thôi. Đúng ra, nếu không tới được thì anh phải nhắn tin, gọi điện hoặc đến báo cho mình chứ. 6:55, vẫn bặt tầm hơi. Cô hình dung mình sẽ ôm chầm lấy anh, sẽ hôn ngấu nghiến, sẽ khóc như mưa rừng khi anh bất ngờ xuất hiện. Vẫn không thấy, Hiền lại dỗi. Ôi giời, không đến thì thôi, người ta chả cần, thèm vào, tưởng mình cao giá lắm đấy. Người ta cũng xinh đẹp, cũng nhiều người theo đuổi chứ, người ta cũng có giá phết đấy, chửa chì đã kêu. 7:00, chắc anh không tới rồi, tức quá đi thôi. Hiền hình dung mình sẽ lấy hết sức lực tát cho anh một cái như trời giáng, rồi đuổi anh về. Nếu lúc này anh xuất hiện, nhưng mày thế, chàng vẫn bặt tăm hơi nên không bị ăn cái tát ấy của cô, hú vía. Cô tải một ảnh chân dung của anh từ Facebook xuống, mở bằng phần mềm sửa ảnh, vẽ dầu vẽ ria, gạch ngang gạch dọc, bôi bẩn đỏ chết lên mặt anh cho mõ tức. 7:30, cô đã vẽ được gần 20 cái ảnh của anh. Cái thì mắt đỏ chót như mắt ma, cái thì răng lởm chởm như răng chó sói, cái thì lộn ngược, tay chân bị bẻ gãy, máu xanh chảy ra như quỷ. 7:35, ôi lạc nước ơi, đúng là có tiếng xe máy giảm ga dừng trước nhà. Hiền đứng bật dậy chạy bổ ra, thấy tim mình loạn nhịp y như ngày xưa hẹn hò vậy. Cô vấp vào cái gì đó suýt ngã sấp mặt. Trời ạ, đúng là Hạo, bộ đồ lao động nhem nhuốc, mặt mũi tay chân đầy dầu mỡ. Anh cười, dưới ánh đèn đường, Hiền thấy hàm răng anh trắng loá, mặt tươi như hoa cứt lợn. Ghét thế, đang định hét lên vì tức rằng, thôi, anh cút về đi, đến đây làm gì nữa, đồ lừa đảo, đồ gian manh, đồ ác nhân, đồ đẻo. Cô tức đến chảy nước mắt, nghẹn họng, không thể phát thành lời nói, để quăng cái tức cùng những lời cay độc vào mặt anh, thì anh đã lên tiếng trước. Anh xin lỗi, đang dở việc nên không thể bỏ dở được, tay bẩn cũng không nhắn tin hay gọi điện cho em được. Xong là anh chạy đến ngay, để em khỏi chờ đấy. Anh phải về tắm rửa đã,
sẽ quay lại ngay em nhé. Chẳng hiểu sao Hiền không thể nói ra được những lời hiểm độc như đã đinh ninh chuẩn bị trong đầu. Cô chỉ ngước cặp mắt ngấn lệ nhìn anh nói rất nhỏ: vâng ạ. Cô bỗng thấy cái bực tức nặng đến cả tấn đè lên tim mình suốt một giờ dài hơn cả thế kỷ đã bày biến đâu mất. Tâm hồn như nhẹ bẫng, không còn một chút cay cú nào nữa. Trái tim Hiền lại dạt dào niềm yêu thương. Cô có cảm giác như đang lơ lửng tận chính tầng mây tía. Cô chỉ muốn nhảy tưng tưng lên, hét thật to để mọi người biết cô sung sướng hạnh phúc thế nào. Hiền sung sướng tự khen: anh không có lỗi, anh bận việc, sướng quá, sướng quá. Tí xíu nữa thì mình mắc lỗi to với anh rồi. Hiền đỏ bừng mặt khi bật điện thoại. Trên màn hình là ảnh anh bị chọc một mắt chảy máu đỏ, chân tay gãy gập. Đó là sản phẩm của họa sĩ bất đắc dĩ lúc thắc thỏm chờ anh. Nàng ngơ ngác nhìn lại mình trong tấm gương lớn độc thoại. Nhưng sao mình có thể dạo dực như con bé 16 tuổi mới yêu lần đầu thế này nhỉ? Trước đến nay không bao giờ trái tim lại nhảy múa ngoài tầm kiểm soát thế này. Kể cả xưa nhận lời tỏ tình của người yêu cũng là chồng cũ, chưa khi nào mình mất tự chủ như lúc này. Đúng là mày yêu rồi con nhóc ơi. Nhắm mắt lại vẫn thấy nụ cười rạng rỡ ấy, thế là yêu chứ gì nữa. Tình yêu cháy bùng ở tuổi 38. Mà sao mình dễ dãi quá vậy hả Hiên? Mới quen biết chàng có 2 ngày, chàng cũng chưa hề tỏ tình gì nữa. Liệu có ngộ nhận không nàng? Người ta cũng mới ỡm ờ chứ đã tỏ tình đâu, lều lều xấu hổ chưa? Kệ ta chứ, gần 40 tuổi rồi, thời gian đâu còn nhiều. Cứ yêu, cứ hôn, cứ xxx khi có cơ hội để khỏi hối tiếc. Anh chưa yêu thì ta quyến rũ để anh yêu. Anh còn e ngại thì ta cứ mở lòng, ta chủ động tỏ tình, ta động viên khích lệ đón anh vào đời mình. Không ngại gì hết, không sợ gì hết nữa. Ta sống để cho ta, chứ sao cứ tự răng hàng rào, cấm cản chính mình thế. Có cái gì để mất nữa đâu, ngoài nỗi cô đơn và buồn thảm. Áng chừng khoảng 16 phút, chắc anh tắm xong rồi. Hiền hầm lại thức ăn, lau kỹ lại cái bàn, sắp lại bình hoa. Trái tim nàng như rộn tiếng ca, cô nhún nhảy, yểu điệu, cười một mình. Nhìn mình trong gương, Hiền tự mỉm cười với một cô gái lạ lẫm trên đó. Xinh xắn, dễ thương đấy bé ạ. Nhất định, anh ấy sẽ liệm đi vì xúc động, vì vẻ đẹp mê hồn của mình. 20 phút, kể từ lúc anh về để tắm, đã thấy anh trong bộ sơ mi đẹp, cười cởi mở, đứng ở cổng. Cô đứng như trời trồng, díu cả chân không ra đón được. Anh cười ăn năn: anh xin lỗi nhé, cô bé. Hơ, ai là cô bé ở đây? Ghét thế, ghét. Nằn nỉ, xin lỗi bé rồi mà. Anh vừa dựng xe, vừa làm một điệu bộ bông đùa để cầu hòa. Nước mắt tủi thân đã rơi lã chã trên gương mặt xinh của nàng. Nghỉ chơi với anh luôn, ứ thèm chơi với anh nữa. Cô quay ngoắt đi, không thèm nói gì nữa, nước mắt giàn giụa. Nhìn qua cái gương, Hiền thấy anh đứng thộn, tay gãi đầu đầy hối lỗi. Cô không thể giữ mãi cái thái độ lạnh được nữa, quay lại cười toét, nhưng mắt vẫn ẩn ực lệ. Trong lòng Hiền chưa hết giận vì sự trễ hẹn của anh. Hạo thấy hết, anh lúng túng bảo: anh đền này. Hạo chìa tay ra, nắm chặt cái gì đó cô không thể đoán được, nhưng cô vẫn xòe tay ra đón. Anh đặt vào bàn tay nhỏ nhắn đó của nàng một bông hoa ngọc lan bé xíu. Hiền nhận, đưa lên mũi ngửi, thấy động tác chưa gợi cảm, cô hôn say sưa bông hoa, vì nó không chỉ thơm mà chủ yếu nó từ chính tay anh tặng. Miệng nàng đã cười tươi rói. Khi khóe mắt vẫn đọng giọt lệ, anh lấy miếng khăn giấy rụt rè chấm giọt nước mắt trên khóe mắt và trên mặt Hiền. Cô líu lo: anh, vào ăn cơm thôi, bắt đền anh nguội hết rồi. Đền rồi mà. Đi bên cạnh anh, cô chỉ muốn nhảy chân sáo như một bé con. Không cưỡng được, cô ngẩng đầu nhìn anh thì chạm má vào khuôn ngực lực lưỡng của chàng. Hiền muốn cầm tay anh quá, như hiểu ý, anh chủ động cầm tay cô trước để cô có cớ gỡ tay mình, rồi chủ động giữ lấy tay anh. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm khô như ngói, Hiền cảm nhận rõ cơ thể cô đáp lại khao khát được ái ân,
không êm dịu mà rừng rực. Con bé con đã mít ướt khóc nhè rồi, nàng tự thẹn với mình trong đầu nghĩ. Còn Lan bảo, cơ thể đã sẵn sàng, thế mà cứ kiềm chế là rước bệnh vào thân đấy. Vì chịu ức chế mạnh, hormone sản sinh ra không cân bằng được. Nhưng làm thế nào bây giờ nhỉ? Trong lòng, Hiền đấu tranh căng thẳng. Nếu anh liều lĩnh ôm hôn, thậm chí anh không kiềm chế được, chiếm đoạt mình, thì cần làm gì nhỉ? Từ chối ư? Không được, bởi chính mình đang rất muốn. Đồng tình ư? Anh có coi thường vì mình dễ dãi quá không? Thôi kệ, đến đâu thì đến, anh làm gì mình cũng chỉ chống cự lấy lệ thôi, rồi chiều, giữa lăn xả vào, hưởng ứng cuộc mây mưa. Để giấu đi sự ngượng ngùng vì trên mặt cô đã đỏ vầng vỡ, như để thú nhận, lạy ông tuy ở bụi này, cô cố tình đứng ở phía cùng chiều với anh, đặt tay lên vai, ấn anh ngồi xuống, mở lồng bàn ra để đưa anh vào bữa ăn. Anh thốt lên, ôi, như mâm cỗ bàn thế này, em, món gì nhìn cũng ngon quá, anh nhịn từ hôm qua đến giờ rồi đấy. Trong tâm hồn Hiền rộn vang tiếng ca như ở giữa công viên, có hàng đàn chim đủ sắc màu đang ca hót rộn vang. Chưa bao giờ Hiền có cảm giác phơi phới như thế kể từ khi 20 tuổi đến giờ. Ngắm anh ăn, nàng tự nhủ, thật bỏ công mình xảo nấu, anh ăn say sưa, ngon miệng như được dự bữa tiệc linh đình vậy, thế mới thích, đàn ông cứ phải như vậy. Bữa ăn thật vui vì họ nói rất nhiều chuyện, thực chất hơn chứ không có phần khách sáo như hôm trước. Điều quan trọng, bữa ăn vừa ngon vừa đủ, hai người nhìn nhau tràn đầy tình cảm. Chấp nối câu chuyện, Hiền đã hiểu về cuộc đời anh. Hóa ra anh là kỹ sư cơ khí rất yêu nghề, từng có nhiều sáng kiến cải tiến. Chỉ vì trực tính không chấp nhận gian dối trong làm ăn, nên nhân lúc khó khăn, họ giảm biên chế, thì anh bị đẩy khỏi nhà máy trước tiên. Đúng dịp, ngành cơ khí khó khăn do các hãng cơ khí Trung Quốc giá rẻ tràn sang, các cơ sở chế tạo máy trong nước đều chết yểu. Hạo tìm việc khắp nơi, kể cả anh đã phải chấp nhận làm công nhân đứng máy, sản xuất trực tiếp, vẫn bị lắc đầu, chỉ còn cách mở tiệm sửa chữa xe máy để kiếm sống. Thu nhập thấp, bấp bênh, trong khi vị thế xã hội thấp kém, làm cho những mâu thuẫn tiềm ẩn trong gia đình trỗi dậy, uy hiếp nghiêm trọng hôn nhân, nhất là khi có thêm các yếu tố tác động từ bên ngoài. Hạo cứ vừa ăn hoa quả, vừa kể chuyện gia đình mình. Kinh tế gia đình anh khó khăn, những khác biệt trong lối nghĩ của hai vợ chồng. Các quan điểm dị biệt, có điều kiện bộc lộ bung ra, tạo những xung đột gia đình, khó lòng hàn gắn. Đỉnh cao mâu thuẫn chính là việc vợ anh gặp người tình cũ. Lúc đầu họ kín đáo, sau dần công khai. Anh là người đến sau à? Ừ, khi yêu, ai tính được mình là người đến trước hay đến sau? Cứ theo mách bảo của trái tim thôi. Thì ai biết được nghề cơ khí của anh mạt hạng thế. Nhưng nó mạt hạng thế thì kinh tế mới khó khăn. Kinh tế khó khăn, cái mặt nạ hạnh phúc mới rời xuống. Thời yêu nhau cũng lãng mạn, cũng thật lòng lắm chứ. Anh còn tự tin, không một ai yêu cô ấy hơn anh, và không một ai được cô ấy yêu hơn anh. Sự thật đến thật vũ phàng. Vậy là Hiền hiểu ra vấn đề, vẫn là vấn đề kinh tế. Nhưng khác với Hiền là người đứng ngoài cuộc để cho chồng đơn độc chống chọi với mọi khó khăn, đi đến đổ vỡ gia đình. Anh Hạo lại là người thất bại trong sự nghiệp, dẫn đến khó khăn về kinh tế, mà hậu quả là vợ đã chạy theo tiếng gọi trái tim. Tuy thế không từng gặp hoàn cảnh ấy, nên Hiền thắc mắc. Nhưng phải có nguyên nhân chính yếu nào chứ? Nguyên nhân chính là anh không có việc làm danh giá, thu nhập không cao, trong khi người kia là quan chức, có vị thế, có thu nhập cao. Tức có sự trùng hợp, lúc anh gặp khó khăn thì kẻ kia đang lợi thế. Không chỉ vậy đâu, còn đúng lúc gã kia đang đơn thân, anh ta mới ly dị do cô vợ ngoại tình. Thế là họ dần công khai, thường xuyên đưa người tình đi mua sắm hàng hiệu, những dự định du lịch nước ngoài khi ly dị xong. Em nghĩ cô vợ cũ của anh cũng mong chờ cơ hội ấy từ trước. Bản thân cô ấy trước đây đói no, thiếu đủ gì cũng được. Nhưng rồi bạn bè có xe đẹp,
cô ấy cũng rất muốn xe đẹp. Bạn bè toàn dùng hàng hiệu, cô ấy cũng muốn có. Mà anh thì không thể cung cấp được, trong khi người khác sẵn lòng trao ngay. Đấy, nén bạc đâm toạc tờ giấy mà. Đúng vậy, anh là người chủ động ly hôn à? Không, anh là người thụ động. Lúc đó anh chẳng còn yêu cô ta nữa, nhưng thương con nên anh không nỡ. Đến mức ấy, gia đình chỉ còn là hình thức, nên ngay khi vợ anh đề xuất ly hôn, anh chấp nhận luôn. Có cố vá víu thì cũng không bao giờ chữa lành được. Sao dễ dứt khoát thế ạ? Người phụ nữ đã ngoại tình, cay nghiệt với chồng lắm. Anh bị khinh bỉ, bị ghét bỏ, bị nhức móc, bị lừa dối trắng trợn. Đồng lòng ly hôn là sự giải thoát cho cả hai người. Chỉ ngày hôm sau ngày tòa tuyên ly hôn, cô ta và người tình đã đi đăng ký kết hôn rồi đi du lịch nước ngoài. Hộ chiếu, visa, tour du lịch họ đều đã chuẩn bị trước khi chưa ly hôn chính thức với anh. Hiền muốn câu chuyện vui hơn nên đề nghị thu dọn chiến trường rồi lên vừa uống nước xem phim vừa nói chuyện. Cô rửa bát đĩa, anh vẫn đứng cạnh hỗ trợ và nói chuyện gia đình. Anh chỉ có cái ba lô nhẹ tênh, rời nhà về ở chung với bố mẹ đẻ. Căn nhà là phòng tập thể cơ quan vợ đã hóa giá, để hai mẹ con cô ấy giữ để ở, dù thực chất họ cũng không cần đến. Rồi cô ta cưới người tình cũ, về ở nhà anh ta, căn nhà cũ thành bỏ trống. Hạnh phúc đã nát tan thì nhà cửa cũng sụp anh ạ. Không chỉ vậy, còn làm bao người buồn phiền theo. Đúng thế, vì buồn phiền chuyện của con trai, mẹ anh ốm rồi đi trước, năm sau đến lượt bố anh. Ngôi nhà bé nhỏ của bố mẹ chính là tiệm sửa xe máy hiện nay của anh đấy. Em thấy phía sau nhà anh rộng mênh mông, toàn cỏ dại và cây tạp mà. Ừ, nhà có 40 m², nhưng đó là cơ ngơi tích cóp cả đời của bố mẹ anh, diện tích đất tới 450 m² cơ đấy. Biết là theo thời giá, mảnh đất ấy có giá trị rất lớn, có thể đưa vào kinh doanh tốt. Nhưng anh chẳng có động lực để làm, có một mình sống cho qua ngày ấy mà. Hai người chuyển lên phòng khách ngồi uống nước, bật tivi, nhưng không ai xem, đành giảm tiếng để chuyện trò. Cô cũng kể chuyện gia đình mình. Bố mẹ em đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sống gần cậu em út của em, giờ em chỉ có một mình ở đây thôi. Em một mình, căn nhà thì rộng quá. Em quen rồi, kể cả tiếng chuột chạy rình rích mỗi đêm. Rồi Hiên kể về chuyện chồng con. Câu chuyện của em thì đơn giản hơn, chồng em là doanh nhân thành đạt. Chính vậy, anh ấy say mê công việc đến độ quên vợ con. Chồng say việc thì vợ phải quyến rũ mạnh vào chứ. Thời mới yêu nhau rồi lấy nhau, chúc em luôn coi người kia là niềm mơ ước của đời mình, cũng lãng mạn lắm. Nhưng công việc cuốn anh ấy đi, em thì quá thờ ơ với việc kinh doanh của chồng. Dần dần em thấy mình lạc ra khỏi thế giới của anh ấy, chỉ còn biết tiêu tiền anh ấy mang về thôi. Phải có một tác nhân mạnh khác chứ. Hạo tò mò hỏi, để Hiền có khí thế kể. Vâng, đó là cô trợ lý giám đốc. Anh ấy quên vợ con, nhưng cô trợ lý giám đốc thì anh không quên được. Họ thường đi công tác xa, kể cả đi nước ngoài cùng nhau. Sự việc xảy ra em mới biết à? Em cũng nghi ngờ, cũng ghen, nhưng không có bằng chứng cụ thể, nên chỉ hậm hực, cũng chẳng có biện pháp kiên quyết nào để bảo vệ gia đình cả. Anh nghĩ chính em đã buông rơi hạnh phúc. Sau này, em mới biết mình dở, sai lầm ở mình mà ra. Ấy là em không chung tay với chồng trong chuyện làm ăn. Em không phải là bạn với những người bạn doanh nhân của anh ấy. Em không hề chuyện trò được với chồng trong công việc và cuộc sống của anh ấy. Anh cũng cảm nhận vậy. Em dần bị loại ra rìa cuộc sống của vợ chồng mình. Điều phải đến đã đến, cô trợ lý giám đốc có thai. Đương nhiên là cô ta chủ động muốn giữ thai để sinh, nhằm tạo áp lực buộc anh ly dị vợ rồi lấy cô ta. Nên thai hơn 3 tháng, cô ta mới lộ chuyện có thai ra. Sau này em mới biết, họ đã phải xử lý thai đến 2 lần rồi. Lần thứ 3 cô ta đã cố tình giữ lại. Hạo hỏi chân tình, đến lúc đó vẫn có những cách giải quyết nếu em vẫn yêu chồng mà. Vâng, em vẫn yêu chồng, nhưng anh ấy không còn yêu em nữa.
nên em phải chấp nhận sự thật phũ phàng. Anh ta về quỳ trước em nhận lỗi. Em vốn coi tình yêu và gia đình thiêng liêng lắm, không nhiều lời. Em kiều hãnh chấp nhận ly hôn để anh ta cưới vợ mới. Chuyện ly dị lê thê và chán chường lắm. Em thì khá nhanh và đơn giản. Về nguyên tắc, mọi tài sản hình thành trong quá trình hôn nhân đều phải chia. Nhưng em chẳng tha thiết gì cái công ty ấy, nên đồng ý phương án anh Vinh đề nghị. Anh ấy ra đi khỏi nhà với hành trang chủ công ty cùng vốn đã đầu tư vào công ty ấy, căn nhà cùng đồ đạc và cả tài khoản ngân hàng trị giá nhiều tỷ đồng của hai vợ chồng. Anh ấy để tất lại cho em chính là căn nhà này đây. Còn con cái, em chỉ có một đứa con trai, em nhận nuôi, bố nó chịu trách nhiệm chu cấp hàng tháng. Vì những phiền lụy khi hàng tháng phải gửi tiền nuôi con, anh ấy đề nghị gửi ngân hàng một khoản lớn để hàng tháng em rút tiền lãi nuôi con. Hiện cháu đang học đại học, được bố chu cấp đầy đủ, em chỉ đi dạy rồi tự lo cuộc sống của chính mình thôi. Đến nay đã 3 năm, em sống cùng con trai gần 2 năm, sau đó con đi học ở thành phố Hồ Chí Minh, thì em sống một mình, độc lập trừ tự do, trừ hạnh phúc, quen rồi. Hạo hỏi, em còn trẻ thế, lại xinh xắn nữa, sao không lấy chồng để cuộc sống vui hơn? Xinh, chứ sao, anh thấy em rất xinh đẹp trẻ trung mà. Hích. Hiền hài lòng, nghiêng mặt lên, cốt để khoe mái tóc mới tự nhủ. Anh thấy mình xinh là đạt yêu cầu rồi. Ánh mắt anh nói lên tất cả. Đàn ông ít chú ý đến chi tiết người bạn gái mới có mái tóc đẹp hơn. Nhưng sững sờ, vì nàng bỗng đẹp thế, không cần trả lời câu hỏi vì sao hôm nay người phụ nữ xinh hơn làm gì. Cô thủ thỉ kể với anh. Nhiều người đã đến tìm hiểu em anh ạ. Người tử tế đặt vấn đề cũng nhiều. Nhưng sau cú sốc đổ vỡ hôn nhân, em trở nên lãnh cảm, không hề thấy hấp dẫn trong tình yêu và hôn nhân nữa. Không nhiều thời gian nữa đâu, đừng phí phạm cô bé ạ. Vâng, anh giới thiệu cho em đi, thế nào cũng được, chỉ cần biết sửa chữa đồ điện trong nhà, sửa được xe máy, và đương nhiên họ yêu em thế thôi. Nếu giống như anh thì càng tốt. Ốc chẳng mang nổi mình ốc, đòi làm cọc cho rêu em ơi. Anh mà biết mối lái thì đã lo cho chính mình trước rồi. Cô hài lòng với mình vì đã đủ dũng khí mời chào đến tận nơi. Khi bảo anh giới thiệu cho người giống như anh càng tốt. Hiền nhìn anh chăm chú. Điều thú vị nhất của anh đối với Hiền là sự chia sẻ những quan điểm sống. Mỗi phút bên anh, cô cảm giác mình học thêm được một điều gì đó. Vấn đề này sẽ không bao giờ nhàm chán. Đó mới là điều quý nhất. Không thể lặp lại một cơ hội khác trong cuộc đời này. Đúng như bé La nói, họ đã hiểu hết về nhau. Vì thế, sau đề tài gia đình, cả hai đều chuyển sang bàn luận phim truyền hình, tiểu thuyết, văn học, mạng. Dường như anh cũng muốn xoay câu chuyện sang hướng khác cho vui hơn, hỏi, em có thích đọc sách đề tài du ký không? Có, nhưng không nhiều anh ạ. Anh thì rất thích. Mình không có điều kiện du lịch đến những vùng đất xa xôi như Trung Đông chẳng hạn. Đọc một quyển, người ta kể về chuyến đi Trung Đông ấy xong, cảm giác rất giống mình đã trải qua sống ở đó vậy. Thế mà mỗi năm, trên giá sách có thêm cả 100 cuốn như vậy. Đọc hết giống như mình được đi hàng 100 chuyến du lịch vậy. Cho em mượn đọc thử nhé. Được thôi, mai anh sẽ mang tới. Hóa ra, chàng thợ sửa xe có đời sống nội tâm phong phú ra trò. Họ hiểu nhau và hợp vì cùng lứa tuổi nữa. Đến một bài hát cũng trùng sở thích. Thoáng chốc đã 10:30, Hạo ý nhị đứng lên nói, xe của em chở Mai xong, sáng mai anh lại tới đưa em đến trường nhé. Cô kinh ngạc và hững hụt khi anh định về, nhớ câu nói của Lan, hãy sống như mình muốn, hãy lẳng lơ một chút, hư hỏng một chút. Cô muốn giữ anh lại quá mà lúng quính không biết làm thế nào, mắt đã sớm lệ. Trời ơi, hôm qua mình đã để lỡ, hôm nay đã chuẩn bị mọi mặt để quyến rũ anh ở lại mà bây giờ quên sạch, không biết phải làm thế nào. Cô lúng búng, vâng. Nhưng sao anh về sớm thế ạ?
Anh mà ở lại thêm thì sáng mai mới về được. Anh vừa xấu tính vừa tham lam, mà em thì đẹp quyến rũ quá. Cô càng cuốn hơn, mọi sự chuẩn bị cách quyến rũ để giữ chân chàng biến đi đâu mất. Các phương án được lập chu đáo thế rồi, mà khi anh ra về, Hiền không sao tìm cách giữ lại được. Cô tức bản thân mình đến phát khóc. Còn là nói rồi, phải đỏng đảnh hơn, phải xõa một tí, phải mồi chài khéo. Thế mà mình không làm được, cứ khổ như ngói ấy, bực thế không biết nữa. Sao mình không làm được như nó, ôm giữ lấy anh? Sao mình không khóc thành lời, để anh phải dỗ dành, phải lau nước mắt giúp? Hạo mỉm cười ra lấy xe. Hiền níu hết cả chân lại, ngôn ngữ cũng trốn tiệt, khiến cô ngọng nghịu không thể nói thành lời. Các cử chỉ, động tác khêu gợi, tưởng đã thuộc bài, giờ chân tay cứng đơ, bất lực. Ôi Hiền ơi, mày xứng đáng chết giả đơn độc, 40 tuổi tới nơi rồi mà thế này ư? Thời gian chẳng biết bao lâu và mọi sự diễn ra thế nào, Hiền hoàn toàn thụ động. Cô học trò của Lan thuộc bài, nhưng trước tình huống cụ thể, lúng túng đến rối trí, không thể áp dụng được điều đã thuộc lào lào. Hạo về rồi, Hiền vẫn tiếc rẻ mãi. Trời ơi, giá anh cứ ở lại cùng xem bộ phim truyền hình trên kênh quen thuộc của mình. Anh sẽ lựa lúc chia tay để tỏ tình, rồi anh cứ lấn tới. Trường hợp nếu anh còn ngần ngại, mình sẽ chủ động cầm tay anh, chủ động ngả ngớn để giữ anh lại. Chưa bao giờ ngồi bên một người đàn ông mà mình lại mong anh ấy đừng về, hãy ở lại để nói chuyện, để cùng mình như đối với Hạo. Thế mà mình bất lực để anh về mất. Thực lòng bên Hạo, cô thấy được dựa dẫm. Kiến thức đời thực của anh rất phong phú, trong khi cô toàn lãng mạn kiểu tiểu thuyết Pháp thế kỷ thứ 18-19. Khi xem phim, anh dự đoán tính cách nhân vật rất sắc, đoán chính xác hầu hết các tình huống hay gay cấn trên phim. Là giáo viên dạy văn mà ngồi xem phim cùng anh, Hiền cảm giác mình là cô trò nhỏ ngây thơ, còn anh dạn dày kinh nghiệm sống. Đêm ấy khi anh về rồi, đối diện với chính mình, Hiền thấy bứt rứt khó chịu khi nhớ lại tất cả những chuyện đã trải qua buổi tối nay. Lúc xem phim cùng anh, trên màn ảnh, đôi trai gái hôn nhau, cảnh phim có phần thái quá khi cô gái cố tình để cái áo chật xuống, làm lộ 2/3 vòng một. Cảnh ấy khiến Hiền lúng túng khi thấy chính mình dạo dực, liếc sang anh, muốn chạm vào cánh tay rắn chắc của anh mà không dám. Hiền tự sỉ vả, mình ngốc quá. Khi đó chỉ cần giả vờ đứng lên, nhưng mất thăng bằng bị khuỵu chân, đương nhiên anh sẽ đưa tay ra đỡ. Thế là tỉnh tính tang. Có thế mà không làm được, ngu thế. Đấy, cô gái trên phim cố tình để cái áo chật ra, để lộ vòng một. Chính thế cậu bạn trai mới vượt qua được sự rụt rè. Thực tế kỳ ấy dường như đến giới hạn không chịu nổi nữa. Hiền ra vờ đứng lên đi lấy nước thì thấy hóa ra anh cũng đang vật lộn với chính mình. Hai tay xoắn tít vào nhau, mặt đỏ dần. Hiền giảm nhiệt bằng cách đùa một câu thật vô duyên. Ghế nhà em lâu không có người ngồi nên giận dẹp sinh sôi, khiến anh ngứa ngáy hay sao mà có vẻ khó chịu thế. Nhớ lại, cô thấy mình quá ngốc, không được dồn anh vào thế khó xử hơn bởi sự tỉnh táo lạnh lùng của mình. Trời ạ, đáng ra phải ngu ngu thì lại thông minh quá. Đáng ra ngược lại cứ lở đi, lợi dụng chính sự cố kìm nén của anh, đẩy tới một chút là mọi sự sẽ khác. Hiền bực bõ nghĩ, hoa ra người ngu cũng còn được việc hơn cái sự thông thái của mình. Dại thế chỉ cần mình áp sát, giả vờ đánh giúp anh con mũi tưởng tượng nào đó trên má. Thế là anh sẽ cầm lấy tay mình, sẽ kéo mình vào, sẽ ABC. Thế mà mình lại nghiêm túc như nữ hoàng duyệt đội danh dự, rõ chán mớ đời cái bà già này. Khi cô trêu đùa chuyện giận dẹp ở ghế nhà mình, anh càng lúng túng đỏ mặt nhiều hơn. Khi đón cốc nước từ tay Hiên, anh cũng đã cố tình cầm chởm lên tay cô giữ một lát. Một dòng điện chạy dọc từ tay Hiên đến đỉnh đầu, rồi lan tỏa khắp cơ thể. Đáng ra chẳng cần nén lòng, Hiên chỉ cần ngồi xuống sát anh, hai đùi kề nhau cũng đủ. Thế mà cô lại hỏi thật lạc đề, một cách vô duyên hết cỡ, ngu hết cả phần của thiên hạ.
Món em nấu hơi mặn một chút, anh uống nước đi cho đỡ khát. Trớ trêu trên màn hình, cô gái đang phụng phịu giận chàng trai. Cậu trai mạnh mẽ ôm lấy người yêu, hôn thắm thiết. Thế nên hết giận, cô thở dài thườn thượt vì tiếc. Lúc ấy, chỉ cần mình quay nhìn anh, cười thật quyến rũ, xoay sang anh một chút, thì mình sẽ sát ngay trước mặt anh, môi mình ngay trước môi anh. Chắc chắn, anh không thể làm ngơ được, sẽ giống như vỡ đê, cuồn cuộn. Anh sẽ hôn mình, sẽ tỏ tình, sẽ... Người ơi, người ở đừng về. Trời ạ, thế mà mình lại ngồi thẳng, nét mặt nghiêm nghị, căng thẳng, cả người cứng như tảng đá ấy, như bà đại sứ Mỹ ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang họp về giải trừ vũ khí hạt nhân của chính quyền Saddam Hussein ở Iraq. Ngốc ơi là ngốc. Khi lửa tình trong anh đang nóng ngùn ngụt, chỉ thổi nhẹ sẽ bùng cháy như mình ngóng đợi, thì mình lại đổ nước vào. Chắc khi ấy, Hạo phải đấu tranh tư tưởng ghê lắm để cố kiềm chế, không có hành động lỗ mãng là vòng tay ôm hiên hoặc ôm hôn cô, đi xa hơn nữa. Biết đâu rằng chính cô đang khuyến khích chờ đợi anh hành động thế. Có lẽ sợ không làm chủ được mình, Hạo dứt khoát đứng lên về, dù câu chuyện trên phim vẫn đang diễn ra. Anh đi về nhé. Sao vội thế anh? Đã hết phim đâu. Anh hư lắm. Đầu anh toàn những ý nghĩ, những điều không trong sáng. Hạo bỏ lửng, anh không nói nốt rằng anh sợ không làm chủ được mình sẽ làm em tổn thương, làm em buồn. Anh không thể nói với cô rằng khi ngồi cạnh cô, nhìn cô thì mình toàn hình dung ra sẽ hôn cô, sẽ sờ soạng, sẽ xxx với cô như thế nào. Cái bản năng đã dẫn dắt để anh hành động quyết liệt. Ý chí anh đang thua, đã thực sự đầu hàng. Nếu anh không đứng lên về ngay thì anh sẽ thành người phạm tội cưỡng dâm, vì thấy cô trong sáng quá, chưa đủ yêu để làm những chuyện ấy. Cô chống chế vớt vát. Không, anh đừng nghĩ thế, em trân trọng anh mà. Cô xị mặt ra, thể hiện rõ sự không hài lòng, mắt đã ẩn ẩn nước. Đương nhiên, Hiền hiểu anh nói về điều gì, anh cũng hiểu ý cô, nhưng anh tự biết khả năng kiềm chế của mình rất kém. Bản năng đàn ông của Hạo có thể sẽ đưa câu chuyện đi xa, dẫn đến đổ vỡ mối quan hệ. Ngay khi Hạo về, đóng cửa xong, Hiền ôm mặt khóc nức nở vì chính mình dường như đã tạo ra bức tường cản trở anh, khiến anh bỏ về mất. Cô biết mình đã có cảm tình với anh rồi, anh cũng vậy, nhưng chưa thể nói ra vì thời gian còn quá ngắn, không thể nóng vội được. Hiền ngẫm, mình sắp 40 tuổi rồi, đâu còn trẻ con nữa mà bồng bột chứ. Cảm giác yêu và được yêu rất thật, đừng tự kìm mãi lòng mình. Tuổi xuân đã qua, mùa thu cũng sắp qua, hãy sống cho riêng mình đi Hiền ơi. Bây giờ, khi chỉ một mình đối diện với chính mình, Hiền mới thú nhận rằng lòng mình đã có bóng hình anh ấy, khao khát được anh ở lại để sẻ chia những câu chuyện đời. Thế nhưng anh nhất định về sớm. Trong lúc Hiền buồn nhất, xỉ vả mình không thương tiếc nhất, thì điện thoại của cô có tin nhắn. Cô vùng ngay dậy, làm cả chăn gối rời xuống nền nhà, tim đập thình thịch. Ôi, đúng là tin nhắn của anh rồi. Nếu em chưa ngủ thì gọi Zalo cho anh nhé. Anh nhớ em, không thể ngủ được. Nếu là cái la nó sẽ bảo, em cũng nhớ anh lắm. Anh đến với em đi, em ở cổng sẵn chờ anh đấy anh nhé. Nhưng Hiền không thể nói như thế, dù đã nghĩ như vậy. Cô hối hả gọi Zalo theo số của anh, kết nối rồi, nhìn thấy anh trong bộ đồ ngủ, Hiền mới giật bắn người. Cô cũng đang chỉ mang váy ngủ mỏng tang, ngực trần như để trần vì không mặc áo lót. Váy ngủ quá mỏng nên nội y mới sắm hiện rõ, rất hớ hênh và sexy. Cô vớ vội cái vỏ chăn để che cơ thể, vội vàng nói, em xin lỗi, em vô tâm quá. Đừng ngại gì em, chỉ có hai chúng ta với nhau thôi mà. Em đẹp lắm, đẹp đến hút hồn anh đấy. Vâng, anh, sao anh vội về thế, làm em hẫng hụt buồn phát khóc từ nãy đến giờ đấy. Anh hư lắm, nếu ở lại, anh sẽ không kiềm chế được mình đâu. Khi đó em sẽ tổn thương, sẽ mất lòng tin vào anh.
Thế nhỡ em cũng hư, lại cũng thích anh hư thì sao? Thật đấy, em cũng hư. Liều lĩnh nói được câu ấy ra, Hiên thấy nhẹ cả người. Hiên còn định liều lĩnh hơn, bảo anh quay lại như cái làn tư vấn, nhưng cô đã kìm lại được. Cô vui sướng vì đã nói chân thật lòng mình. Hiền ơi, tốt đấy, phải cho anh ấy hiểu lòng mình chứ. Lẽ gì mày cứ âm thầm chịu một mình, còn anh thì lại hiểu theo nghĩa khác. Anh trầm ngâm một lát, rồi nói thật lòng. Bàn nãy rời nhà em, anh đã định quay lại, nhưng anh đã chiến thắng được mình. Dù sao thì có thêm thời gian để mình nghĩ sâu hơn, hiểu rõ nhau hơn cũng rất tốt em nhỉ, hồn em. Cô choáng váng vì anh đã nói hồn em. Đây chính là bước cuối vượt qua ranh giới dự ý. Hiền vội hào hứng chụp lấy điều này nói lại. Vâng, chào anh ạ. Em cũng hôn anh. Em ngủ ngon nhé. Anh thấy dễ chịu trong lòng rồi. Vâng ạ. Nhưng ngày mai thì anh đừng về, ở lại với em nhé. Ừ, nhất định rồi. Anh hôn em. Em hôn anh. Anh là một cử chỉ hôn gió, cô cũng đáp lại như vậy. Trong lòng Hiền vui phơi phới như đang bay tít trên 9 tầng mây tía. Khi đã ngắt cuộc gọi, Hiền còn cười sung sướng hôn lên cái điện thoại như thể nó chính là anh vậy. Thế là mình nói được với anh nỗi lòng của mình rồi. Nếu không nói được, chắc đêm nay hết ngủ mất vì một lần nữa vụt thời cơ. Giỏi quá Hiền ơi, mày còn nói được ngày mai anh đừng về, nghĩa là vừa hẹn ngày mai vừa bảo anh mai hãy ở lại. Mày cũng nói được, em cũng hư và muốn anh hư, thế là đủ nghĩa quá rồi còn gì nữa. Anh còn nói hôn mình nữa, mình cũng đáp lại rồi. Ngày sau đấy là một tin nhắn Zalo từ anh với một chuỗi trái tim đỏ thắm. Đáp lại, cô gửi hai tin với nội dung tương tự luôn, vui như hội. Hiền ôm ghì cái gối rồi chìm vào giấc ngủ. Khi nàng đang mơ, thấy chàng Hạo chui ra từ quả dừa, biến thành hoàng tử đến đón nàng về dinh. Đúng khi hoàng tử dừa ôm hôn Hiền thì cô bừng tỉnh dậy mất, đã 6 giờ sáng rồi. Nhưng cô vẫn cứ nhắm mắt, nằm rốn thêm một chút nữa để lại thật lâu hình ảnh của chàng hoàng tử dừa. Sáng hôm đó anh đến sớm hơn, vào nhà đợi nàng sửa soạn. Hiền đứng trước cái gương to trang điểm, anh đứng nhìn cô từ phía sau và dĩ nhiên thấy cô mỉm cười trong gương. Ý nghĩ Hạo vụt tới, trời ơi, nàng xinh đẹp đến như vậy. Không cưỡng lại được lòng mình, Hạo nhanh chân bước đến. Cô hiểu ngay tình thế, xoay người lại đối diện anh. Hạo vòng tay ôm cô rồi kéo nàng vào hôn. Hiền sung sướng đáp lại nồng nhiệt, chàng nói, anh yêu em yêu anh. Phải mấy phút họ mới rời nhau được. Cô cười khúc khích khi thấy trên má anh có vết son môi của mình, lấy khăn mặt cho anh lau, chính cô phải tuốt lại trang điểm. Lại y như hôm trước, nhưng họ chuyển sang ăn bánh tráng. Hiền cứ ngồi nhìn Hạo ăn, rồi tiếp từ đĩa của mình sang cho anh. Cô chỉ ăn chút ít. Trước mắt cô, anh mạnh khỏe, vững chãi, đàng hoàng, chững chạc. Nàng thầm tự nhủ, Hiền ơi, đây chính là người mày cần đấy, một người đàn ông, một bờ vai rắn chắc cho quãng đời còn lại đấy, đừng để tuột mất nhé. Đang lúc họ nhìn nhau đắm đuối nhất thì chuông điện thoại của Hiền reo lảnh lót một cách rất vô duyên. Hiền vội cầm lấy điện thoại, liếc qua thấy tên con trai, cô xin phép anh ra ngoài nói chuyện riêng với nó. Mẹ ơi, bố Diên có nguy cơ phá sản rồi mẹ ạ. Con nói với mẹ điều ấy để làm gì chứ? Mặc người ta, mẹ có liên quan đến con, nhưng việc người ta phá sản hay thành tỷ phú không hề liên quan gì đến mẹ nữa cả. Mẹ kế mang em bé bỏ đi rồi, bố Diền đang ở tâm trạng rất xấu. Thôi, kệ họ con ạ, mẹ chẳng làm gì được. Bao năm nay mẹ lủi thủi một mình thì ai thèm ngó đến. Bây giờ thời thế khác rồi, mẹ phải lo cho tương lai của riêng mẹ chứ. Còn gọi báo để nếu mẹ còn tình cảm với bố Diên thì đây chính là cơ hội, vì thực ra bố vẫn yêu mẹ đấy ạ. Kệ, không liên quan đến mẹ nữa đâu, nhưng con là người rất mong mỏi bố mẹ đoàn tụ, đó là khao khát của con đấy mẹ ạ. Hiền thấy đứa con nói thật lòng
nhưng tâm trạng cô thực sự lạnh như băng nên nói dứt khoát. Không, mẹ không huyễn hoặc đâu. Ờ, mẹ. Thôi chuyện này mẹ không muốn bàn nữa, mẹ chỉ quan tâm con thế nào thôi. Con tự lo được, bố Diên tạo cho con một quỹ vốn, tự con xoay sở được mà. Hiền muốn dừng câu chuyện nên nói thẳng, thế thì tốt rồi. Mẹ đang có khách. À, mẹ đang đến trường đi dạy, lúc khác mẹ sẽ gọi cho con. Vâng, con chào mẹ, chúc mẹ hạnh phúc. Nhưng mẹ cứ nên nghĩ về điều con nói mẹ nhé. Không, con ạ, bố thực ra vẫn yêu mẹ đấy. Ừ, thôi, không được con ạ, chào con trai yêu. Cô biết đứa con đang chưng hửng vì không thuyết phục được mẹ, còn Hiền lại thấy nhẹ lòng, nói rõ ràng quan điểm rồi. Nhưng dù sao, Hiền vẫn thấy sững sờ sau điện thoại đã tắt vì mình đã lạnh lẽo với con trai. Dù sao, kỷ niệm một thời yêu nhau, một thời hạnh phúc cũng không dễ gì. Thích thì buông bỏ mà quay mặt đi được. Hiền tự vấn, mà sao tự nhiên cậu con trai lại quan tâm đến mẹ và tỏ rõ ý muốn bố mẹ tái hợp thế nhỉ? Phải chăng anh Diên đã ân hận, đã thay đổi, cũng muốn trở lại với mình thật? Thằng con chỉ là người phát ngôn thôi. Nhìn nét mặt Hiền, sau khi nghe điện thoại trở vào, Hạo hiểu có một sự cố gì đó, nhưng anh không tiện hỏi. Cô chủ động nói trước để tránh nghi ngại của anh. Con trai em gọi để hỏi tình hình mẹ. Em bảo đang có một bác đến bắt nạt mẹ đấy. Câu đùa ấy không xua hết thắc mắc của Hạo, vì thái độ Hiền rất khác. Nhưng anh tôn trọng phút riêng tư của cô. Anh nghĩ mình chưa nên vội can thiệp vào những chuyện riêng của nàng. Rất có thể còn những góc khác tế nhị mà trong 1-2 ngày Hiền chưa thể kể hết cho mình biết được. Hạo tế nhị lặng lẽ ăn bánh tráng, còn cô ngồi ngẩn ra không muốn ăn nữa. Tâm hồn Hiền trông chênh, một câu thơ nổi tiếng chợt về thật đúng hoàn cảnh của cô. Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi. Hiền miền man nghĩ về Diên, người chồng cũ. Xét cho cùng, anh ấy có lỗi, nhưng lỗi của mình cũng không nhỏ khi không biết cách chia sẻ, không sát cánh với chồng trong công việc làm ăn. Mình đã thả nổi cho hôn nhân đi tới đâu cũng được, và khi mình thờ ơ thì người ta lấy mất thôi. Thậm chí Hiền còn nghĩ xa hơn, bây giờ khi mình và Diên cùng nhận ra sai sót thì sự tái hợp hẳn sẽ bền chặt, vì cả hai biết rõ mình sai ở đâu để sửa, người kia sai ở đâu để giúp đỡ. Nghĩ vậy, nhưng tâm hồn cô khác hẳn thực tế. Khi Hiền nhận thấy ánh nhìn đầy dấu hỏi của Hạo, bỗng khiến cô giật nảy mình, như thể vừa chạm vào lửa vậy. Ừ, ờ, nhưng còn Hạo thì sao? Bữa ăn sáng kết thúc trong lặng lẽ. Hạo hiểu lúc này không nên nói gì, vì tâm trạng Hiền có vẻ không tốt. Anh đưa Hiền đến trường, còn cô suốt dọc đường cứ nghĩ miên man. Rõ ràng giữa hai người, Diên yếu thế hơn nhiều. Những đặc tính của anh không thể cải tạo được, trong khi mọi thứ ở Hạo, cô thế hợp với mình đến chi tiết. Dường như cô tìm được chỗ để mình bấu víu. Sự chung với Diên đứa con chẳng mấy ý nghĩa vì nó đã rất lớn rồi. Vậy mình phải sống cho mình chứ. Chính mình phải biết sống vì mình thôi. Để vì mình thì Hiên chọn Hạo thôi. Vậy là tuy có bị xáo động, nhưng sau mấy phút Hiền đã lấy lại được tâm thế tốt, quyết chí đến với Hạo, không luyến tiếc về Diên nữa. Đến đúng chỗ hôm qua đã thả Hiền xuống, anh dừng lại hỏi, em xuống đây nhé. Hôm nay thì Hiền lại không chịu phụng phịu. Ừ, anh bắt em đi bộ xa thế. Không, anh phải đưa em đến trước tận cổng trường cơ, để mấy đứa bạn thấy em được anh đưa đi dạy. Thế anh đưa vào tận trong trường nhé. Tâm hồn Hiền đã không còn vương vấn về Diên nữa rồi. Hạo cũng thấy được nàng đã bình thường trở lại. Vào trường vẫn còn bé Lan lại cười khinh khích bảo, có cần em giúp gì không đấy bà chị? Kéo Hiền ra xa chỗ đông người, Lan thì thầm, đêm qua thế nào chị? Hiền đỏ mặt nhưng trả lời rõ, anh ấy về lúc 10:30, nhưng nói chuyện đã thực chất hơn, không lỏng vòng nữa. Chưa hôn, chưa làm gì hết à? Hôn trên Zalo khi anh ấy đã về rồi. Và sáng nay. Tốt rồi, chị.
Nhìn chị Tư hơn hớn là em biết ngay mà. Hiền kể về Hạo cho Lan, tránh không nói kỹ những chuyện tình đã nở hoa giữa hai người. Cuối cùng nó bảo, để em điều tra sự trung thực của chàng như thế nào chị nhé. Ngày buổi trưa, Lan đã cười khinh khích. Em có thông tin rồi, chấm điểm trung thực 10, đẹp trai 9, khéo tay 10, giỏi giang 9, kết luận đủ tư cách làm rể Tổ Văn trưởng mình. Em lấy đâu ra thông tin nhanh thế? Em gái em là cảnh sát khu vực ấy, chính xác tuyệt đối. Duyệt. Trước mặt bé Lan mà tim Hiền loạn nhịp khi nó nói về anh, đúng là những linh cảm phụ nữ của mình rất chuẩn xác rằng anh là người trung thực, bản lĩnh vững vàng. Hạo chủ động gọi điện báo xe đã sửa xong, rồi hỏi, em đến lấy xe hay anh mang tới đây? Anh đã thương thì thương cho chót chứ, anh mang tới cho em nấu cơm tối cho anh luôn nhé. Được, em ạ. Mà anh ơi, tối nay anh phải đến đúng 6 giờ đấy, anh về sớm là người ta không chịu đâu nhé. Người gì mà vô tâm thế? Đương nhiên là Hạo hiểu Hiền nói gì. Anh cũng muốn ở lại lâu hơn lắm chứ, nhưng anh hiểu mình hơn hết. Nàng chưa biết đấy thôi, khi đã được đẳng chân là chàng lân đẳng đầu, khi đó bản năng sẽ dẫn dắt chứ lý trí anh không điều khiển được đâu. Chàng thầm tâm sự với nàng. Nhìn vòng 1 của em, vòng 3 của em căng tròn, đôi chân thẳng thon, khuôn mặt khả ái và mái tóc mượt xuân của nàng, anh toàn hình dung ra những chuyện cuồng nhiệt, chắc chắn anh sẽ không làm chủ được bản năng đâu. Khi ấy, với người lạ, hành vi anh sẽ là hiếp dâm, với người quen như Hiên thì chí ít cũng là xuồng xã quá mức. Bản năng đặt lên trên lý trí, cái mất mát sẽ không lường được. Nhất định, anh phải để tình cảm đủ chín nẫu mới dễ dãi với mình được, em nhé. Trưa, Hiền ở lại trường sau khi cùng Lan đi ăn cơm quán, nhìn bà chị như thải lại phải cứt chó. Thần thái đã khác hẳn những ngày trước, Lan bảo, cưới sớm đi chị ơi. Không nên quá nhanh em ạ, thời gian là vàng ngọc, hai người phải có con chung nữa. Eo ơi, ngại nuôi con nhỏ lắm. Biết sao được, không có con thì vợ chồng lỏng lẻo, chẳng bền chắc đâu. Còn cả vấn đề kinh tế nữa, anh ấy giàu, tham vọng lắm. Thế tốt chứ ạ? Ừ, lĩnh vực ấy thì chị mù tịt, nhưng vẫn phải xông vào chị ạ. Ừ, nhưng Lan này, mày khuyên tao nên thế nào? Tình thế thật khó xử kinh khủng ấy. Chị nói đi. Hiền kể chuyện cuộc điện thoại hồi sáng rằng Diên muốn tái hợp. Còn Lan bĩu môi. Quên cái sự thay đổi của chàng Diên đi chị ơi. Ở với nhau bao lâu còn không thể hợp được, phải chia tay. Giờ anh ta bị đá đít mà đòi tiến bộ được ư? Đừng có dại nhé, bà chị ạ. Chị cũng nghĩ thế, nhưng đứa con tha thiết quá. Không, chị sống vì ai? Phải vì chị chứ. Ừ, có lý. Lặng đi một hồi, nhắm mắt lại, Hiền chỉ thấy hình ảnh Hạo thôi, nên cô tự hiểu trong lòng mình chỉ có Hạo. Anh chẳng riêng mất chỗ vĩnh viễn rồi. Thế nên, Hiền chính thức không còn phần vần nữa. Hạo mang xe tới, cô đi thử rất ưng ý, vì cảm giác cái xe chắc chắn mạnh mẽ, chuẩn xác, nổ máy giòn giã, y như bờ vai, cơ thể anh, giống hệt tính cách anh. Khác hẳn trước khi sửa chữa, chỗ nào cũng long sòng sọc, tiếng nổ yếu xìu. Cô lúng túng hỏi, xe sửa hết bao nhiêu anh? Vô giá, cả đời em trả góp. Em hỏi thật đấy, nấu cơm trả góp cả đời. Đắt. Cô đỏ mặt, vừng vỡ, cấu anh thật đau rồi nhõng nhẽo. Anh, hết bao nhiêu để em gửi tiền chứ? Một nụ hôn. Nói rồi anh ghé sang hôn phớt qua má Hiên. Cái cơ thể phản chủ của cô quá nhạy cảm, phản ứng tức thì như một con điên, khiến môi cô nghiêng lên đón đúng môi anh thành một nụ hôn thật. Cả hai tách ra lúng túng, rồi cùng cười tủm tỉm. Thông điệp trao nhau ngầm, nhưng đầy đủ tất cả các yếu tố để hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc. Không thể hỏi mãi chuyện tiền bạc, cũng không thể hôn lại, song Hiền thấy tự tin hơn, đề nghị anh, chàng vào giúp em nấu ăn, rồi cùng nói chuyện nhé. Đương nhiên là được rồi. Hạo nhặt rau rửa rau, Hiền xảo nấu, rất giống một đôi vợ chồng son trẻ. Nhớ cái tiệm sửa xe nhếch nhác của anh, trong khi trình độ anh là kỹ sư, cô hỏi, anh có định thay đổi công việc không?
Tạm thời anh vẫn sửa chữa xe máy, cũng phải có công việc cho vui, rất cần có đồng ra đồng vào chứ em. Lặng một lát, rồi Hạo nói thêm, công việc sửa xe máy không phù hợp lắm, nhưng chưa có hướng khác, nên anh chấp nhận tạm thời như vậy. Anh thích có việc để làm. Cô hóng lên lắng nghe, anh vẫn nói tiếp. Thực ra, anh đang định nâng cấp căn nhà để tạo mặt bằng làm ăn, nhưng chưa thu xếp đủ vốn em ạ. Cô rất muốn động viên khuyến khích anh, nhưng kỳ thực chỉ có thể nói chung chung. Em tin chắc anh đủ năng lực để làm những việc có hiệu quả hơn. Hiền nhớ trong phim Moscow không tin những giọt nước mắt, kể về cuộc sống của nhóm mấy người bạn gái, người hình thức xấu nhất sau trở thành vợ một vị tướng, người đẹp gái nhất lại chật vật tình trường và khốn khó cuối đời. Sự trái ngược, vẻ như mâu thuẫn này phản ánh một sự thật, người thành công không hẳn là người có nhiều thế mạnh trời cho như giỏi giang, thông minh, hình thức đẹp, mà là người dù không có lợi thế nhưng biết chắt chiu những gì mình có, sống tình cảm và trung thực, có ý chí vươn lên và nhất là biết chớp những cơ hội vàng. Trước khi cơ hội vàng hiện ra thì phải biết hy sinh, biết chịu gian khó để tích đức. Mẫu đối thoại trong bộ phim ấy có một câu Hiên rất thích, muốn trở thành vợ một vị tướng lĩnh thì lúc trẻ phải biết yêu một anh binh nhỉ. Hiền hy vọng mình đang làm như vậy, chợt nghĩ, những người mặc áo dài tha thướt đẹp như thiên thần, liệu có dám hết lòng yêu một anh thợ sửa xe máy quần áo đầy dầu mỡ khét lẹt không? Thường thì không, song Hiền thể hiện quyết tâm trong lòng mình, thế nhưng riêng mình thì có, dứt khoát, chính mình đã thành công trong việc chứng minh những điều mình hằng tâm niệm. Không hề lãng mạn quá, chỉ là trước đây mình chưa gặp người hợp như anh Hạo mà thôi. Đang xảo nấu, Hiền cứ thấy nhột nhột phía sau. Quay đầu lại, cô đã bắt quả tang ánh mắt anh đang nhìn xoáy vào vòng ba của mình. Cô biết, cái hông nở và cặp đùi thẳng thon của mình, dù giấu sau lớp vải váy dài tận gót, vẫn lổ lộ hút ánh nhìn của đàn ông. Nhưng khi anh nhìn, cô thấy cảm giác thật thú vị sung sướng, rất khác những người khác đã từng nhìn mình. Bản năng phụ nữ khiến như đã đáp ứng lại. Cô tự nhủ, em sẽ dâng hiến thân mình cho anh nếu ngay lúc này anh muốn, anh Hạo ạ. Thật may quá, cô đang quay mặt sang phía bếp, giấu được khuôn mặt đỏ rực, cũng có cớ đổ tại sức nóng của bếp lửa nữa. Bối rối trong lòng, Hiền nói lý nhí, anh đừng nhìn em như thế nữa, em không làm được. Anh cứ nhìn đấy, mà anh biết vì sao rồi đấy. Ngượng quá, vì đã bị bắt trúng tìm đèn, cô bỏ bếp nấu, ra thụ cho anh một cái. Anh đỡ lấy tay cô kéo sát vào mình. Đó là giây phút thăng hoa, không thể tuyệt vời hơn. Nụ hôn thứ hai thực sự họ trao nhau, không thể ngọt ngào hơn nữa. Cơ thể phản chủ của Hiền lại mềm nhũn ra. Nếu không có cái bếp sôi trào nước xèo xèo, bốc hơi nghi ngút nhắc nhở, thì cả hai sẽ không thể kiềm chế được, sẽ vượt ranh giới, vì cơ thể Hiền đã sẵn sàng đón nhận anh rồi. Cô vội đẩy anh ra để chạy về phía bếp lửa đang xèo xèo, rồi nàng cứ nấu, anh theo sát cứ ôm cô từ phía sau. Hiền cảm nhận rất rõ. Cô phải đánh mạnh vào tay anh. Đừng, để em làm đã anh. Nếu không phải nấu nướng giờ, chắc cô sẽ bỏ đấy, hưởng ứng cùng anh. Hiền thấy mình cũng hứng quá rồi. Cơm xong, họ cùng rửa bát. Anh cứ sán vào giúp, cốt để được cầm tay cô. Còn Hiền không thể sung sướng hơn tự ngẫm. Em biết tỏng rồi chàng ơi. Hiền bồi cả thảng bọt xà phòng lên má anh. Anh cứ để bọt xà phòng thế áp vào má cô. Mặt cả hai đầy xà phòng. Họ cùng cười thú vị, nhìn nhau dị dạng qua đám bọt xà phòng. Nhưng chuông điện thoại của Hiền reo đúng vào lúc lãng mạn nhất của hai người. Cô vội lau tay, cầm máy lên nhìn xem là con trai gọi điện cho mẹ. Thừa biết nó lại muốn động viên mẹ tái hợp với bố Diên. Cô đã định trong lòng là sẽ không nghe máy, nhưng rồi nghĩ lại, cô vẫn trả lời con trai. Mẹ đây, con trai yêu. Mẹ đã suy nghĩ kỹ chuyện con nói về bố chưa? Mẹ quyết định từ sáng, đã nói rõ với con rồi mà. Sẽ không có sự đoàn tụ nào đâu cả. Tùy mẹ thôi, nhưng con cho rằng đáng tiếc, cần đánh giá lại
vì bố mẹ trong quá khứ đã không hiểu nhau, chủ yếu do định kiến và thiếu sự cảm thông chia sẻ thôi. Hiền thế cần nói rõ hơn nên thể hiện dứt khoát. Không, mẹ đã có tình yêu khác rồi con ạ. Mẹ không thể nay người này mai người khác được. Ôi, mẹ! Hiền hình dung ra đứa con đang đứng chết sững khi mẹ đã có tình yêu khác, cô nghĩ. Thì nó phải đối đầu với điều ấy cũng là bình thường. Không nói trước thì sau sẽ càng khó nói hơn đấy chứ. Có điều, nó đang khao khát để bố mẹ đoàn tụ, mà điều này thì không thể nữa rồi. Thế nên, Hiền kết luận luôn. Thế nhé, mẹ tự quyết về tương lai của mình. Con trai lớn rồi, cần biết thương mẹ sống khô khốc suốt những năm qua khổ sở như thế nào. Con rất tiếc. Được rồi, đừng nhắc chuyện này với mẹ nữa nhé, con trai. Vâng ạ. Nói được với con điều đó, Hiền thấy nhẹ hẫng đi. Dù sao thì những mong muốn tha thiết của đứa con cũng có tác động nhất định đến tâm lý tình cảm của Hiền. Cô nhẹ nhàng ý nhị bảo Hạo. Anh lên phòng khách xem phim trước nhé, em có việc riêng một chút ạ. Hiền lặng lẽ vào phòng ngủ để suy nghĩ. Vẳng bên tai cô là những lời đứa con. Nó tha thiết muốn mẹ tái hợp với bố. Cô đã trả lời dứt khoát, song vẫn thấy trông chênh, chưa biết nghĩ sao cho phải, mà có thể cần trả lời sớm, vì khi sự việc đi quá xa, sẽ không thể lường được hậu quả không mong muốn. Chưa có câu trả lời cho lòng mình, thì lại có chuông điện thoại. Số điện thoại ấy, Hiền đã xóa trên danh bạ, nên không hiển thị tên riêng. Nhưng chính anh ta, vì cô đã thuộc lầu lầu từ trước lâu rồi. Alo, Hiền à, anh đây. Chào anh, khỏe, hạnh phúc chứ anh? Anh khỏe, còn em thế nào? Cảm ơn anh, em khỏe, đã thích nghi với đời sống mới từ lâu rồi, để có hạnh phúc khác. Con trai muốn, nó đề nghị anh. Anh cũng thấy, muốn... Lướt trên Hồn Liên là sự so sánh đối lập giữa hai người đàn ông. Hình ảnh anh ta gầy gầy để thức ăn, cô cầu kỳ nấu nướng, hiện hiện đối lập với động tác Hạo đưa cái bát đã vét sạch để lấy thêm cơm. Hình ảnh cánh tay nhẽo nhẽo của anh ta đối lập với cánh tay chắc như thanh thép của Hạo. Hình ảnh anh ta ném bịch tiền vào ngăn kéo, rồi đối lập với hình ảnh Hạo cười cười dù là cái áo bảo hộ lao động đầy dầu mỡ. Hiền mắm môi nghĩ rất nhanh, anh ta thật hèn nhát khi phải nhờ con dạo trước. Anh ta sẽ đưa mình từ khổ đến khổ hơn dù có rất nhiều tiền. Nếu con đảo mỏ kia không bỏ đi, thì khi hoạn nạn, anh ta sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến mình, dù mình chết khô vẫn vậy thôi. Hình ảnh con bé thư ký của anh cười rạng rỡ trong bữa tiệc của công ty mà cô là người chủ, bỗng nhiên bẽ bàng như người thừa, đành bỏ về sớm. Chợt chiếm ngự toàn bộ tâm hồn, khiến Hiền như tức cực, không thể thở được nữa. Một quyết định dứt khoát hình thành trong Hiền khi hình dung nét mặt riêng vô cảm với mình mà tươi như hoa với con giặc cái ấy. Cô nói một mạch với Diên. Thôi, anh đừng nói nữa. Điều anh muốn em hiểu quá rõ rồi. Những đau khổ đã liền xẹo. Thôi, đừng rạch thêm vào lòng nhau vết thương đau nữa. Anh ta líu díu nói. Em, anh xin lỗi. Hãy bỏ qua cho anh những lỗi lầm đã qua. Vì con trai chúng ta cần đoàn tụ lại. Thời gian đã đủ lâu để anh hiểu em. Muốn em cũng như anh, chúng ta hướng đến tương lai. Lấy hết sức bình sinh cô nói, em cần suy nghĩ 10 phút. Anh tắt điện thoại đi, chút nữa em sẽ chủ động gọi lại nhé. Hiền lặng người đi, nước mắt đã từ lâu tràn ra mi, tim cô như có ai bóp nghẹt, khó thở, khiến cô vô thức tự động mở bớt cúc áo cổ, nghĩ. Ừ, anh ấy có lỗi khi tẳng tịu lung tung, nhưng mình cũng có lỗi vì đã để anh đơn độc với công việc, để cô ta lợi dụng, giành lấy anh. Rồi Hiền tự chất vấn, giờ qua đứa con, anh thiện chí, mình có vì con mà tái hợp không? Anh ấy có thật lòng không? Liệu có lâu dài, có hạnh phúc không? Cô chào đảo khi hình dung ra đứa con. Con trai chưa bao giờ tha thiết như vậy. Thậm chí trước đây, nó còn ủng hộ mẹ trong việc xử sự khi bố có mối quan hệ khác, rồi có con với người ấy, nhưng giờ nó dường như đã khác. Hiền cảm giác thấy nó cũng rơi nước mắt khi nói điện thoại với mẹ. Tâm hồn cô trông chênh hơn bao giờ hết. Mình cần suy nghĩ thêm đã. Ít nhất
thì cũng hoãn binh để có thời gian tính toán chín chắn, tránh sai lầm không thể sửa được. Càng suy nghĩ, Hiền càng lún sâu vào khủng hoảng tâm lý, lúc thì muốn đoàn tụ với chồng cũ, lúc lại muốn trả lời dứt khoát, không chấp nhận, để đến với Hạo. Hết 5 phút suy nghĩ căng như dây đàn, cuối cùng Hiền nghĩ ra một giải pháp, gọi điện cho người thân nhờ trợ giúp. Cầm điện thoại lên, cô bấm số của Lan. Sau 2 nhịp chuông, tiếng Lan bình tĩnh hỏi: "Cần trợ lý ái tình hỗ trợ gì đây bà chị yêu ơi?" Ông Diên lại nhờ con trai gọi điện tác động lại, rồi trực tiếp gọi đề nghị đoàn tụ mày ạ. Trong khi đó, anh Hạo đang ở đây, tao trông chênh quá thể mày ạ. "Giới ạ, sao mày lại đúng lúc thế?" Cô kể lại toàn bộ câu chuyện đứa con và Diên đã trao đổi. Lan hỏi: "Ý chị như thế nào?" "Nếu tao biết cần thế nào thì tao gọi cho mày làm gì. Nhưng ít nhất chị cũng nghiêng về phía nào một chút chứ. Tao bùng biềng nghiêng ngả, lúc thì thế này, lúc lại thế kia. Không cần khuyên chị đâu, tao chỉ cần mày trả lời giúp. Nếu là mày, thì mày sẽ chọn giải pháp nào? Nghe rồi, tự tao sẽ quyết định mình nên như thế nào." Hiền thấy nhẹ cả người khi nói ra được điều khó xử với Lan, rồi chờ tòa án phán xét. Lan hạ giọng, nhưng Hiền hình dung ra nét mặt của con bé kẻ cả, chị hai. "Thế này, chị nhé, chị Hiền. Thứ nhất, chị yêu anh Hạo đúng không?" "Đúng." "Yêu anh ấy vì khỏe mạnh này, rắn chắc này, vì anh ấy có óc hài hước này, vì anh ấy thông minh trí tuệ này, vì anh ấy ăn nói bộ bã nhưng lại rất tình người này, đúng không?" "Ừ, đúng." "Thế chị có thay đổi gì về nhận xét của anh Hạo không?" "Không, quả thực chị yêu anh ấy, mà đúng là chị nhận thấy anh ấy như vậy và không thể phủ nhận được, cũng không thể thay đổi được. Chị có thấy người đàn ông của mình có những đặc điểm khỏe mạnh, hài hước, thông minh, trí tuệ, tình cảm không?" "Có, nếu không có những điều ấy thì không thể yêu được. Vậy chốt điểm này nhé, chị vẫn yêu Hạo." "Đúng em ạ, lần đầu tiên trong đời chị có người đàn ông đúng ý như vậy." "Ừ, đúng vậy." "Thứ hai, chị còn yêu Diên không? Yêu vì điểm gì?" "À, ừ chị... Không, chị không còn yêu. Chỉ là những kỷ niệm cũ mà cũng không phải những điểm chị thực sự thích." "Không yêu vì chẳng có điểm gì đáng yêu đúng không?" "Ừ, đúng." "Vậy chị đã có một phần câu trả lời rồi đấy." "Thứ ba, chị có sẵn sàng chấp nhận từ bỏ tình yêu với anh Hạo, tình yêu mà rất may mắn chị mới có được, để đổi lấy việc đoàn tụ với anh Diên, chưa biết tương lai thế nào không?" "Không, không, không, không được." "Vậy thì chị tự trả lời rồi còn gì nữa. Chị không thể đánh đổi tình yêu đang có, dừng rực khí thế để đổi lấy thứ phù du đúng chưa?" "Ừ, đúng." "Thứ tư, còn chị có thực sự cần có sự kết nối trở lại của bố mẹ không?" "Nó nói nó muốn thế, nhưng để làm gì chứ?" "Không biết, nó lớn rồi mà." "Vậy thì cả với nó, sự tái hợp của bố mẹ chẳng quan trọng gì cả đâu chị ơi." "Ừ, có lẽ vậy nhỉ." "Thế nó nói thế, có phải vì hạnh phúc của mẹ không?" "Dường như chỉ là vì thương bố nó bị dì bỏ thôi." "Thế thì dẹp đi, sao lại phải theo ý nó chứ? Sao chị lại sống vì người khác khi chính người ấy không vì chị?" "Có lý, chị đồng ý." "Thứ năm, chính chị trả lời rồi, em không khuyên chị đâu." "Ừ, xong nếu em là chị thì em xử sự thế nào?" "Nhưng nếu là em thì hiện tại mới có ý nghĩa. Người em yêu dù mắt đuôi mù, chân thọt, sứt tai, cụt chân, mặt dỗ, nghèo rớt thì em vẫn chọn. Không chọn thứ phủ du, dù đẹp trai, giàu có nhưng đã từ bỏ mình rồi thì sẽ từ bỏ tiếp khi có điều kiện thuận lợi. Chị thấy ý em đầy đủ chưa?" "Đủ rồi, rõ rồi. Cảm ơn mày, chị quyết được rồi. Chúc chị sáng suốt lựa chọn một anh chồng như ý. Cảm ơn mày." Vừa cắt điện thoại với Lan thì chuông reo vẫn là anh ta. Hiền chém tay trả lời, thể hiện thái độ bằng động tác dứt khoát. "Em đã dứt khoát chưa? Mai anh bay về với em nhé." "Không, em không còn yêu anh. Chúng ta không thể đoàn tụ nữa. Cái gương đã vỡ rồi, vĩnh viễn không thể chắp trở lại." "Nhưng chúng ta còn con. Em bình tĩnh nghe anh nói đã." "Anh đừng nói nữa. Chồng chưa cưới của em đang ở trong nhà, sẽ hiểu lầm em lăng nhăng vì em cứ giấm dúi nói điện thoại riêng với giai lạ. Anh ấy đang ở trong phòng ngủ chờ em. Chúc
anh hạnh phúc nhé. Tít, tít, tít. Nói rồi, Hiền tắt máy trang điểm nhẹ nhàng, thay bộ váy áo khác, cổ trễ hơn, áo ngắn bó sát, sexy hơn. Cô đi ra phòng khách, lựa cách để Hạo thấy mình thật hấp dẫn. Cô lên ngồi bên anh xem phim truyền hình, bộ phim về một mối tình lãng mạn. Mấy lần cô định tắt tivi, lại ngần ngại vì cái tivi làm cả hai người phân tâm quá. Hiền muốn anh có cơ hội hành động. Cô thèm khát bàn tay mạnh mẽ của anh siết chặt eo mình, thèm bàn tay ấy lùa vào những chỗ đang nóng rừng rực trong người cô. Hạo cầm lấy tay Hiền, anh quay sang hôn phớt lên má nàng, rồi lại quay sang xem tivi tiếp. Kỳ thực, anh đang cố ghìm mình để khỏi thô lỗ quá, vì nàng xinh quá, đáng yêu không chịu nổi. Mãi hơn 10 giờ, vẫn chưa hết phim, trời lại sầm sập mưa xuống, anh mạnh bạo cầm tay cô xoa xoa nhẹ nhẹ. Hiền nổi gai ốc, nhưng vẫn để yên tin cậy. Háo hức quá, nên thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên chờ đợi, anh cúi xuống, nhưng dường như câu chuyện trên phim đang cuốn hút chàng. Thực ra, anh đang cố gồng mình để vượt qua bản năng. Mùi thơm từ nàng tỏa ra hấp dẫn quá. Ngực nàng căng phập phồng ngay sát anh cuốn hút quá. Môi nàng ngẩng lên chờ đợi, hấp dẫn quá. Tim chàng đập như trống làng. Trận tuyến lòng anh sắp vỡ đến nơi rồi. Hình như cô ấy vừa có điện thoại gì đó căng thẳng. Hãy để nàng hồi tâm đã. Nếu mình vội vã quá, cô ấy sẽ thiếu tôn trọng, sẽ trách cứ, từ từ chưa nói ra lòng mình vậy. Phim chưa hết, Hạo vẫn quyết đứng lên mượn Hiền cái áo mưa khoác vào để về. Anh lúng búng nói, có thể cái giường của anh sẽ bị nước vào em ạ. Không biết anh nói thật hay đó là cái cớ để anh về. Cô lại rơi vào trạng thái hụt hẫng nhìn anh, mắt đã ẩn ẩn nước. Đừng về anh, em đã sẵn sàng rồi. Ở đây với em đêm nay, em van anh mà. Em có đánh giá tư cách anh đâu nếu anh có vượt qua giới hạn. Vì em cũng muốn vượt giới hạn mà. Cô phụng phịu nhắc lại lời nói buổi sáng qua điện thoại. Em ứ cho anh về, em đã giao hẹn rồi. Tại mưa ngập xưởng em ạ. Hạo giơ tay định ôm hôn nàng rồi dứt khoát ra về. Nàng cũng đang vươn tay về phía anh. Cô đình ninh sẽ ghì chặt anh, sẽ bật khóc, tin rằng sự nồng nhiệt của cô trong nụ hôn này nhất định sẽ giữ được chân anh. Bỗng một tia chớp sáng loà, tiếp theo điện phụt tắt và tiếng sét kinh hoàng. Hiền vồ lấy anh từ lúc ánh chớp, nhưng khi có tiếng sét thì cô mượn cớ bị sợ giật bắn người, ôm choàng lấy Hạo thật chặt. Tình huống bất ngờ khiến Hạo cũng giật mình ôm chặt lấy Hiền. Hai cơ thể sát nhau trong bóng tối mịt mùng, khoảng cách chỉ là 3 micromet, là độ dày cái áo mưa tiện lợi đang kêu sột soạt. Anh hơi cúi xuống thì đã thấy chạm vào môi Hiền ngẩng lên. Đợi sẵn từ bao giờ, họ xoắn vào nhau, hôn nhau cuồng nhiệt. Hạo hào hển nói, anh yêu em yêu anh. Hạo dìu Hiền vào trong nhà, với tay khép cửa chốt lại, lúng túng cởi cái áo mưa thì lại chạm vào ngực cô. Hiền thấy rõ là anh đã quýnh quáng lên rồi, nghĩa là phần bản năng đã áp đảo, chắc anh không thể bỏ cô một mình trong đêm mưa để về được nữa. Hiền hiểu điều cô chờ đợi đã tới, nhưng cô thấy cần chủ động hơn để loại trừ cái ngại ngần cuối cùng của anh. Thực ra, nàng cũng đã đến mức không thể tự chủ được ý nghĩ được nữa. Trong hơi thở hổn hển, Hiền nói đứt đoạn, anh tắt cái công tắc điện. Và tivi đã, lỡ có điện lại, người ta thấy mình qua cửa kính. Sóng tình đã cuồn cuộn. Hạo không chịu rời Hiền, anh dìu cả cô đến phía tivi, rồi dìu đến phía công tắc điện để tắt đi. Lửa đã bắt vào sáng cháy phừng phừng, không thể ý chí nào dập tắt được nữa. Không chịu được nữa, nhưng chút lý trí còn lại, cô biết rõ anh đầu hàng rồi, mình không cần chủ động nữa, để kệ anh. Và rồi họ quấn vào nhau. Xong màn dạo đầu, Hiền cười khúc khích, vẽ chuyện, chẳng lại còn giả vờ mặc áo mưa để về nữa chứ. Ghét, ghét, ghét anh. Tại sét đánh mất điện đấy. Anh lại gục mặt vào cô, lại thăng hoa nữa. Trong mấy phút, hình như Hạo thiếp đi vì nàng thì thào mà không có tiếng chàng đáp lại, rồi chính nàng cũng thiếp đi. Có lẽ cả hai người đều đã quá lâu không gần gũi người khác giới.
nên hiệp đầu diễn ra quá nhanh, chưa kịp thưởng thức sự thi vị của tình yêu thì đã tới đỉnh Vu Sơn rồi. Cái điện thoại của Hiền lại reo, không cần biết ai gọi, cô với tay tắt phụt luôn, không quan tâm đó là con trai hay riêng gọi, rồi cô ôm anh ngủ tiếp. Tỉnh dậy sau sự giao hòa của hai cơ thể, dường như mọi khoảng cách đã thực sự được xóa nhòa. Họ nói chuyện thân mật hơn trong khi những bàn tay không chịu nằm yên. Hiền cười khúc khích bảo, hóa ra anh cũng rất lãng mạn, không như bề ngoài mới nhìn. Còn nàng thật chẳng giống một cô giáo dạy văn thủy mị nết na gì cả, cứ như sư tử gầm. Cô thấy mặt mình nóng dần dần, chắc đỏ đến tận mang tai, nhưng trong đêm anh không nhìn thấy được. Chỉ một lần, tay anh chàng vô tình chạm vào má Hiền. Anh kinh ngạc hỏi, sao em khóc? Ngốc ạ, em quá hạnh phúc đấy. Tiếng tin tít của tin nhắn và màn hình sáng lên lại làm Hiên khó chịu, nhưng lần này cô cầm điện thoại lên xem, vẫn là Diên. Trả lời điện thoại anh đi, anh đang rất gần em. Không nhắn lại mà cô bực dọc gọi lại luôn, gần như Diên bắt máy ngay, nhưng Hiên đã nói một thôi một hồi, không cho Diên nói một câu nào. Anh vô duyên vừa thôi, 11 giờ đêm chúng tôi đang ngủ với nhau. Bà nãy anh gọi, chúng tôi đang ở bên nhau đấy. Giờ anh vẫn làm phiền, nhưng tôi phải ngừng cuộc vui để gọi điện lại cho anh ngay trước mặt anh ấy, để tôi không bị chồng mình hiểu lầm về sự lăng nhăng trai gái. Thôi nhé, vĩnh biệt. Ánh sáng từ màn hình điện thoại khiến Hạo nhìn rõ mặt nàng kể từ lúc hai người lâm trận. Có lẽ ảnh hưởng của việc bực mình do bị quấy rối cuộc truy hoan, mặt Hiền nhìn thật đáng sợ. Lần đầu Hạo thấy như vậy, nhưng nàng đã tắt phụt điện thoại, rồi Hiên lại mở máy chặn luôn số của Diên, xong mới tắt hẳn máy để không thể bị ai làm phiền nữa. Quay sang phía anh, nhưng chẳng nhìn thấy gì vì trời vẫn mưa mà không có điện lại. Hiền bảo, em phải trả lời dứt khoát thế để khỏi phiền, đó là anh Diên. Tự nhiên, anh ta tỏ ý muốn kết nối lại nên cứ gọi điện làm phiền liên tục, dù em đã trả lời không, dứt khoát rồi. Nằm bên anh mà vẫn nói chuyện với anh khác, thật kinh dị. Hiền xấu hổ cấu cho Hạ một cái rõ đau, nhưng đó lại là một sự khiêu khích để chàng lăn xả vào một hiệp mới. Ngoài trời mưa vẫn rất to nên Hiền tự cho mình quyền được tự do thoải mái một cách đầy hoang dã. Thực ra ngay cả khi có chồng, rất ít khi Hiền được hợp trọn vẹn một lần thăng hoa khi gần chồng, sau dần dần thành sự trơ lì, lãnh cảm chuyện gối chăn. Suốt cuộc hôn nhân cũ, đạt được sự bay bổng như hôm nay chỉ tính được vài lần. Ở 2 năm đầu cuộc hôn nhân, đã từ lâu lắm, bởi vậy nên bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu đau khổ, tất cả những thiếu thốn đã qua, được chút cả vào màn ân ái hôm nay. Quả thực, chàng không thể tuyệt vời hơn. Ôm lấy cánh tay rắn chắc của Hạo, Hiền thủ thỉ, anh đúng như mẫu người đàn ông em mơ ước, thật đấy. Em thích anh ngay hôm đầu. Thật lòng em không đãi bồi đâu, anh có tin không? Tin, còn anh thích em từ lúc em ngồi chờ anh sửa xe cơ. Bịa, lúc ấy đã có gì đâu. Anh còn bị em gọi là cậu em xưng chị mà. Thật đấy, chỉ chạm vào cái xe anh đã biết em đơn thân rồi. Chẳng có người đàn ông nào ở trong nhà mà để người phụ nữ phải đi cái xe như thế. Còn nét dịu dàng nữ tính thể hiện ngay trên bộ áo dài kiểu cũ của em. Tất nhiên, cái hấp dẫn anh hay bất cứ người đàn ông nào chính là sắc đẹp vóc dáng. Em hút hồn anh ngay khi ấy, ngủ mơ cũng thấy em. Cô chợt nghĩ đúng là trời đã định trước cho số phận mình có anh, bù lại tất cả những thiệt thòi thiếu thốn khi xưa. Hiền phụng phịu, nhưng sao hôm qua và cả ban nãy anh vội vã trở về thế? Bỏ về sớm, ghét. Đó là giới hạn mong manh. Nếu ở bên em thêm chút nữa, anh sẽ có hành động thô lỗ ngoài sự kiểm soát. Khi tình yêu đủ chín như bây giờ, đó là sự thăng hoa tự đến. Nhưng sớm quá, chưa đồng điệu, thì đó là sự cưỡng bức chiếm đoạt. Thậm chí quá sớm thì là hiếp dâm. Anh tự biết giới hạn, tự kiểm tỏa của mình. Nhiều lần anh muốn ôm em, muốn chiếm đoạt em, chỉ tí tí nữa là anh không kiềm chế được nên phải dứt. Cô thấy cần nói đúng lòng mình, chẳng cần giấu giếm nữa. Người ta thích thế thì sao? Hứ, thế anh không biết là
Là em thích anh cưỡng bức à? Anh biết, cứ để chín nẫu thưởng thức mới ngon tuyệt trần, thì ngay bây giờ sẽ cưỡng đoạt đây. Hứ, anh lại hôn cô, tâm hồn Hiên bay bổng như bay ở tít cao tận 9 tầng mây. Thức dậy sau không rõ bao nhiêu phút thiếp đi. Nàng tỉ tê nói thật lòng, suốt đêm đầu tiên em đọc rất nhiều tác phẩm của anh. Vậy à, coi chừng em thành nhân vật truyện của anh đấy. Anh sẽ kể y nguyên chuyện này cho mọi người học tập nhé. Cấm, em phạt nặng đấy, không được đâu nhá anh. Em trừng phạt kinh hồn đấy. Nguyện nhận án phạt là trở thành tù nhân cả đời của nàng. Em cũng theo anh vào tù, chung thân luôn. Cô chủ động hôn anh, chưa bao giờ Hiền nghĩ. Ôi, chỉ trong vài ngày có thể tìm được một người tâm đầu ý hợp như thế. Suốt 3 năm qua, mình lẻ bóng, thế mà chỉ 3 ngày, cuộc đời đã ngoắt sang hướng khác không thể ngờ được. Cảm ơn số phận. Nàng hú hồn, nghĩ về thái độ dứt khoát với Diên, theo tư vấn của cái Lan. Nếu mình không tỏ thái độ dứt khoát với chồng cũ, có khi mất cả chỉ lẫn trả ấy chứ. Tái hợp với Diên không khác gì đánh bạc cả, 99% sẽ thua. Vậy thì không tái kết nối với Diên là khôn ngoan. Lý trí Hiên đã tỉnh táo mà ngẫm, nhưng theo hướng thật hoang đàng. Ấy là sự suy luận thuần lý trí. Còn về tình cảm, mình không còn mảy may chút tình cảm nào với anh ta. Trong khi với Hạo, mình thấy rừng rực khí thế. Phải thẳng thắn với chính lòng mình rằng, giả sử Diên vẫn đang là chồng mình vẫn sẽ bỏ đi theo Hạo, mình cũng vẫn ngoại tình, rồi sẽ ly dị Diên để đi theo Hạo. Lúc này, Hiền tỉnh táo suy nghĩ, mình sẽ mất sạch nếu bây giờ xử sự sai lầm. Việc giấm dúi điện thoại với Diên kể như một hành động ngu muội, không khôn ngoan, đúng là như thể ngoại tình vậy. Điều này sẽ có thể vỡ lở ra, sẽ làm Hạo nghi ngờ sự đàng hoàng của mình. Bởi thế phải trung thực, trong sáng ngay từ lúc này. Tự thấy cần phải trung thực, Hiền kể lại những cuộc điện thoại buổi tối với con trai và với Diên. Hiền nói rõ luôn. Em trả lời dứt khoát không có đoàn tụ rồi anh ạ. Bà nãy lúc tối ấy, anh cũng linh cảm em có việc quan trọng. Nếu bây giờ anh cũng bỏ em thì em hết mọi cửa. Họ lại hôn nhau. Ngoài trời mưa rất to, không biết giường của chàng Hạo có bị ngập không mà chàng chẳng mặc áo mưa về nữa. Từ hôm ấy, Hạo chính thức báo cơm ở nhà Hiên cả trưa và tối. Anh vẫn vậy, kiềm chế rất kém, buổi trưa cũng giao ban, thậm chí Hiên phải chiều anh trước, rồi hai người cứ thế cùng nấu ăn. Có bữa đang nấu ăn, anh đòi, thế là nàng quên nổi đang nấu, đến khi cháy khét lẹt, nàng mới nháo nhào chạy ra xử lý. Kỳ thực, mạ già ruộng ngấu, chẳng biết Hiên ác liệt hơn hay Hạo, bởi có hôm vì người khách cần xe gấp, Hạo làm đến khuya, nàng Hiên sôi sùng sục lên như phát điên, hết đi ra lại đi vào, hết nhìn điện thoại lại ngóng ra cổng, bởi mọi ngày và giờ này, anh đã cho nàng lên bờ xuống ruộng rồi. Thế mà hôm đó, khi Hạo về tắm rửa xong chẳng mới biết, Hiên vẫn nhịn chở cơm, rất cảm động nhưng ăn xong mệt quá, vì chưa làm thông luôn, chàng lăn ra ngủ khỉ mất. Một lần nữa, nàng điên lên nhưng cô hiểu, cần để anh ngủ bù lấy lại sức. Dù nghĩ thế nhưng sự bứt rứt thì không nguôi được. Mãi 2 giờ sáng tỉnh dậy để uống nước, chàng mới biết nàng vẫn chưa ngủ vì chưa được chiều. Vậy là Hạo đền bù đến mức Hiên phải xin hoãn, khổ nỗi. Nàng rất bốc mỗi khi sáng tinh sương, vậy nên sáng đó Hạo phải ngủ bù đến 8 giờ, còn Hiên thì thật may chỉ có giờ dậy từ tiết thứ 3. Cô đưa ngón tay ra ngoắc như một cam kết, anh đáp lại y như hai đứa trẻ nghịch ngợm đùa vui cùng nhau. Họ lại hôn nhau. Chàng cười khỉ khỉ bảo, anh có nhu cầu muốn chiều nhiều thế, em có mệt, có chán không? Mạ già ruộng ngấu mà, em định hỏi ngược lại. Không ngờ em cũng cần nhiều như vậy, có lẽ để bù những năm tháng dài chày tị. Sáng nay em thật là như sư tử cái, chưa bao giờ anh thấy như vậy. Cả cuộc hôn nhân trước em chỉ được 1-2 lần vào buổi sáng, khi đó em hưng phấn nhất. Ôi thế ư, anh lại cứ ngại. Em phải đi làm. Bù thôi, ừ, mỗi ngày nhé. Căn nhà nhỏ kiêm tiệm sửa xe từ hôm đó được bàn tay phụ nữ sắp xếp gọn gàng sạch đẹp như có sự hiện diện của cô Tấm. Hai người còn phát dọn hết cây tạp và cỏ dại
để lộ ra một khu đất mênh mông. Không quen những việc ấy, nhưng cùng làm việc, Hiền thấy thật thú vị nên say sưa làm đến ướt đẫm mồ hôi. Đến trường đi dạy, giờ Hiền đã có xe rồi, nhưng nàng vẫn nhõng nhẽo đòi chàng chở đi. Em quen được anh đưa đi đón về rồi, giờ đi xe ngại lắm, với lại em thích anh đưa đến tận cổng, để cánh đồng nghiệp nhìn thấy em được chàng chiều thế nào cơ. Ngày nào cũng vậy, khi bước vào con bé Lan tủm tỉm hỏi, bà chị đúng là gái phải hơi trai, nhưng thải lại phải cất chó nhé. Đẹp rạng rỡ lên, trẻ hẳn, lúc nào cũng tươi như hoa cất lợn, ăn mặc cũng trải chuốt hơn, được đấy, trả bù cho thời gian trước như bà Trần, cười cũng như méo ấy. Anh ấy không thích chị mặc áo dài kiểu cũ nữa. Đúng rồi, kiểu mới trẻ trung hơn. Mà những ngày không quy định áo dài, chị nên mặc đồ khác đi cho tươi mới. Khi ở nhà ra phố thì đừng kín cổng cao tường nữa. Váy ngắn váy dài, khoe đùi hở cổ ra bà chị ạ. Diện đẹp không phải cho mình, mà cho chồng mình dạo danh. Khi ở nhà thì mặc sexy để hấp dẫn anh. Ra đường thì anh tự hào về nàng của mình. Ừ, cố vấn cho chị nhé. Cả mấy chục giáo viên trong trường đều chúc mừng Hiên thật lòng. Cô không còn gắt gỏng, khó ở như trước nữa. Hơn thế, cô ăn diện đẹp lên phơi phới như mới 30 tuổi vậy. Không chỉ người ngoài, bản thân Hiên cũng ngạc nhiên với mình. Hóa ra tiềm năng trong cô thật phong phú mà chính mình không biết được. Hiên tự nhủ, chỉ duy nhất một người trên đời biết khơi dậy tiềm năng của mình là anh Hạo. Trời sắp sẵn như vậy rồi. Một cuộc gặp khó khăn, nhưng Hạo đã bố trí được để mẹ kế được gặp đứa con riêng của Hạo. Rất may, tuy không vồ vập, nhưng cô bé cũng không quá lạnh nhạt, vì bé vẫn yêu bố, thậm chí trước đây, ngày nào bố đến đợi, chỉ để nhìn mình, cô bé cũng biết. Nhưng cuộc gặp với con trai Hiền thì không êm ả như thế. Cậu bé hằn học vì chú Hạo đã giành mẹ Hiền của nó. Nhưng khi thấy mẹ hạnh phúc ngời ngời thì định kiến được gỡ bỏ dần. Hiền tin chắc con trai sẽ nhanh chóng hòa hợp với bố dượng. Cho tới một tối nàng thủ thỉ, em thấy người khang khác, chắc là dính rồi anh ạ. Tốt quá, chúng mình cưới em nhé. Vâng, nhưng sao anh? Anh lỡ chuẩn bị ký hợp đồng xây lại nhà rồi, chỉ có cái lều mình anh ở được, chứ vợ chồng thì không thể. Không lẽ cưới rồi anh sang ở rẻ ư? Càng tốt chứ sao anh? Nhưng mới cưới, gái phải về nhà chồng chứ. Người ta lại bảo anh bám váy vợ để đào mỏ. Có mỏ đâu mà đào. Em thành phần phụ thuộc chồng mà. Bây giờ phải xác định của em là của anh và ngược lại chứ chàng. Được rồi, để anh tính. Mà anh lấy tiền đâu để xây nhà vậy? Anh thế chấp chính mảnh đất để vay tiền xây nhà cho thuê văn phòng và mở cửa hàng, sử dụng chính tiền cho thuê trả nợ ngân hàng hàng tháng. Hiền thấy ngay một điều cần thảo luận nói. Ôi, anh xúc tiến việc vay tiền chưa đấy? Anh làm việc với ngân hàng rồi nhưng chưa ký hợp đồng đâu, đợi lấy giấy phép xây dựng xong mới ký. Vậy thì dừng việc vay tiền ngân hàng anh ạ, em đủ tiền để chúng mình xây nhà ở cả hai nơi. Phải 3 tỷ đồng cho bên kia và gần 5 tỷ đồng cho bên này đấy em ạ. Đủ mà anh. Tuần tiếp theo họ đi đăng ký kết hôn rồi chuẩn bị cho đám cưới trong niềm hạnh phúc tràn đầy. Đám cưới vẫn diễn ra đúng kế hoạch, dù hơi bị trùng lịch với việc triển khai làm nhà của Hạo. Tuy nhiên, họ đã điều chỉnh phương án tài chính, trước mắt sử dụng tiền của Hiền để xây ngôi nhà trên đất của Hạo trước, mua chung cư để ở và xúc tiến đầu tư xây khu văn phòng cho thuê trên đất của Hiền. Quan trọng là, dù làm gì thì bây giờ họ luôn tâm đầu ý hợp. Hiền lúc nào cũng lâng lâng như ở trên mây vậy. Cô không thể hiểu sao mình lại may mắn thế. Mấy năm trời xác định chết già, thế mà chàng như ở vỏ dừa chui ra vậy. Hơn 2 tháng sau, khi nhìn lưng Hiền đã cưng cứng, đi dậy về cô tạt vào công trường nơi anh đang theo dõi thi công. Tầng 1 và 2 sẽ cho thuê văn phòng em ạ. Họ đặt cọc và ứng trước rồi, để mình có vốn xây. Mỗi tháng 70 triệu đồng, tầng 3, 4, 5, 6 bên trường dạy nghề cũng đã đặt cọc thuê mỗi tháng 80 triệu đồng. Dù đã có hành lang đi vào và tầng ngầm chứa xe, họ vẫn yêu cầu thang máy riêng, anh điều chỉnh thiết kế phù hợp rồi. Anh phải đi ở rẻ thôi. Tiền bạc, làm ăn, em chẳng biết đâu, có anh lo rồi. Chuyện làm ăn, em cứ để anh lo,
em đừng thờ ơ đứng ngoài, nhưng cũng không cần lao tâm khổ tứ làm gì. Thế căn hộ chung cư, anh đã đặt cọc rồi, tuần sau sẽ trả tiền theo giai đoạn, 2 tháng sau sẽ nhận căn hộ, mình chuyển sang đó ở cho thuận tiện, để cái biệt thự phải đẻ ra tiền nuôi mình chứ. Hiền ngần ngại nhắc lại ý muốn của mình, vì thấy chồng quá say sưa làm ăn, cô sợ lại gặp vết xe đổ của hôn nhân cũ, phải thực hiện đúng phương châm của anh và chỉ dẫn của con bé Lan, luôn hâm nóng tình yêu bằng resort, nụ hôn, phim, ca nhạc, đưa đón, tivi, tranh cãi nhau. Mãi rồi Hiên cũng thổ lộ ra, em thích, biết rồi, ô tô chứ gì, yên tâm trong tính toán cả mà em, anh có bằng lái lâu rồi, vẫn đang còn hiệu lực, vì em thích xe gầm cao, để thỉnh thoảng đi du lịch xa, nên chưa có xe để nhận ngay. Anh đã đặt hàng cái Land Cruiser 3.5, phải chờ xe nhập khẩu về em nhé. Vâng, đầu năm học mới, bụng em to rồi, anh phải đưa đón đấy. Cô bám vào vai chồng, vững như bức tường bê tông, cảm giác được dựa dẫm, được che chở, được chiều chuộng, thật là sướng. Hiền kiễng chân lên hôn chồng. Anh nói, anh đã sẵn sàng đưa đón em ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, trước khi tỏ tình cơ mà, tại em cứ muốn tự đi đấy chứ. Thì em thấy anh vất vả, suốt ngày bận rộn, không nỡ hành anh quá. Người ta thích được hành thì sao? Đùa vậy thôi, công việc anh sắp đâu ra đấy cả rồi, không hưởng những điều chồng dành cho mình hưởng. Thì người khác hưởng chứ gì? Đừng hỏng, em chỉ sai lầm một lần thôi nhé. Mượn gió bẻ măng, Hiền quyết định lớn tới. Anh xong việc này, cho em đi du lịch đã nhé anh. Mấy tháng nữa nằm ổ chăm con, còn lâu mới đi được. Chuyện đầu tư bên nhà biệt thự nên từ từ anh ạ, xong từng cái một, vội gì đâu. Nhìn mắt vợ đã ẩn ẩn nước, Hạo vội nói, tuần sau em nghỉ hè rồi. Không cần đợi xong công trình đâu, anh đã ký hợp đồng tư vấn giám sát rồi, tất cả đã sắp xếp ổn, không cần có anh công việc vẫn bình thường. Để anh mua tour nhé, em thích đi đâu? Nghỉ ngơi là chính anh ạ, cho em đi Phú Quốc một tuần anh nhé. Cô ngẩng đầu nhìn anh, chứa chan hạnh phúc và đầy hy vọng. Ừ, Phú Quốc, 7 ngày 6 đêm, được không em? Không trả lời, nàng vít cổ chồng xuống hôn. Em yêu anh. Anh rất yêu em. Với cách xây dựng nhân vật có phần khác các tác giả khác, ở đây Trương Thành Sơn đã để nhân vật độc thoại không ít, tự đấu tranh với bản thân, tự hỏi rồi tự trả lời, khiến nhân vật nữ có màu sắc và gần với cuộc sống đời thường hơn. Kết thúc câu chuyện bằng cuộc sống hạnh phúc và sự hài lòng của Hiên cũng làm khán giả thấy thích thú. Và bây giờ, Hồng Huệ, Trương Thành Sơn xin chào tạm biệt quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Chúc quý vị và các bạn mỗi ngày sẽ có một niềm vui khi đến với Chuyện Đêm nhé.